Nhân đạo chí tôn chương 2228, lại không còn ác chủ bài, một. Trong thiên đình, đạo thân dịch tiên sinh của Trung Nhạc đứng sừng sững ở nơi đó, đao quang một lần nữa bùng phát, chém về phía hắc bạch nhị đế. Thân hình hắc bạch nhị đế giao thoa phóng lên, tránh né đao quang Bàn tay bạch đế đạo thần chém xuống, răng rắc một tiếng, chặt đứt đạo đao quang trảm đạo kia. Một đao đột nhiên xuất hiện chém rơi đầu tiên thiên thần thể của thần ma tà tam đế vừa rồi kia, chính là xuất từ thủ bút của dịch tiên sinh đánh cho thần ma tà tam đế trở tay không kịp thánh địa của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng đều đã bị chư đế dưới trướng chung nhạc phá vỡ đánh nát thánh địa đoạn tuyệt hy vọng phục sinh của bọn họ lần này bọn họ bị một đao của chung nhạc chém chết chỉ còn lại có một phần ba thân đạo thần là còn sống sót nếu ngay cả một phần ba thân đạo thần này cũng vẫn lạc tử vong vậy hai tôn thần vương chính là thật sự chết rồi không còn khả năng phục sinh nữa. Về phần thánh địa nguyên tà của tiên thiên tà đế đã bị thiên ẩn giấu đi, không thể tìm được, khiến cho tà đế thở vào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm cảm thấy may mắn, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sao đế nhạc có thể xuất hiện ở đây? Khởi nguyên đạo thần cũng không khỏi kinh ngạc, thoáng ngẩn người, có chút suy tư. Mà lúc này, đại tội lập tức nắm lấy cơ hội, bị ngạn hoa thu liễm, cuốn hắn và 24 vị thánh đế vào trong nụ hoa, phóng vọt về phía thiên đình phía dưới, bên kia, Tứ Diện Thần cũng còn đang giật mình, bị Chung Nhạc đột nhiên xuất hiện, một đao giết chết thần ma tà tam đế trấn trụ, cũng để cho đại tội nắm lấy cơ hội bất lui. Vị đế nhạc này có chút không đúng a. À? Tứ Diện Thần và Khởi Nguyên Đạo Thần liếc nhìn nhau một cái, nhìn thấy Bạch Đế Đạo Thần có thể đánh tan đao quang của Chung Nhạc, trong lòng cũng đều giật mình, đột nhiên nhất tề xuất thủ công kích về phía đại tội đang lúc xông thẳng về phía thiên đình, đông khởi nguyên đạo thần dậm mạnh chân một cái, mộ cổ chấn động, banh kích về phía 24 vị thánh đế, đồng thời hỗn độn liên trong tay cũng bùng phát, va chạm với phù tan thần thụ do đại toại tế khởi. Cùng lúc đó, tứ diện thần nhân cơ hội xâm nhập, thi triển nhất niệm vạn giới sinh, không cùng thế giới nhất thời điên cùng xuất hiện, cắt đứt lối đi của bỉ ngạn hoa, linh căng bỉ ngạn hoa cắt vào trong tầng tầng không gian, giống như không có thực chất vậy, nhanh chóng xuyên qua từng cái từng cái thế giới. Trong lúc này, đại toại ở trong bỉ ngạn hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy một tôn tứ diện thần to lớn không cùng đang đứng sừng sững ở trung tâm vô số thế giới, thân thể vĩ ngạn vô bờ, đang vương bàn tay ra trảo về phía bỉ ngạn hoa, một tôn hỗn độn đáng sợ, đại toại không khỏi tán thán Bỉ ngạn hoa nhanh chóng bay xuyên toa, tránh né đại thủ kia. Chỉ thấy vô số thế giới trùng trùng điệp điệp, đại thủ kia vậy mà thoáng lắc nhẹ một cái, trong toàn bộ các thế giới đều xuất hiện từng cái từng cái đại thủ, đồng thời chụp về phía hắn, đây là thần thông tuyệt đỉnh nhất của tứ diện thần, nhất niệm vạn giới sinh. Vô số bàn tay từ trong vạn giới vương tới, muốn tránh cũng không tránh được. Mà trong những thế giới này, hắn chính là thần minh duy nhất, đại tọa dù sao cũng đã ngủ say trong hư không giới hơn 200 vạn năm đằng đẵng thần thông của hắn đã lạc hậu với thời đại, đối mặt với loại thần thông này của tứ diện thần cũng có chút khó có thể phá giải, phải biết rằng hiện tại, Thần thông trên thế gian phát triển biến chuyển từng ngày một. Nhất là tới thời kỳ một đời thiên hoàng đế này trị thế, trăm chim đua tiếng, trăm hoa đua nở. Các loại thần thông trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ trước sau xuất hiện, càng tinh diệu hơn, càng cường hoành hơn xa so với thần thông của thời đại Hỏa Kỷ, mặc dù bỉ ngạn hoa của đại thoại có thể không hề trở ngại xuyên qua từng tầng từng tầng không gian, nhưng bàn tay của tứ diện thần lại không phải là dễ dàng như vậy sẽ có thể tránh né trong từng cái từng cái bàn tay này chất chứa đại đạo hỗn độn mặc dù bỉ ngạn hoa có thể biến thành hư không giới xuyên qua bất luận không gian gì nhưng lại không thể xuyên qua hỗn độn nếu bị những bàn tay này đánh trúng hậu quả có thể tưởng tượng đáng sợ nhất chính là vạn giới đang không ngừng vận chuyển không gian biến ảo bất định bỉ ngạn hoa xuyên qua từng cái từng cái không gian nhưng đám không gian này không ngừng thay đổi vị trí thủy chung vẫn vây khốn bỉ ngạn hoa trong vạn giới khiến cho đại toại không thể mang theo 24 vị thánh đế rời khỏi vạn giới, bị đánh trúng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một đạo đao quang lại cắt vào trong vạn giới, giống như một đạo hồng kiều vậy, lót ra một con đường. Đại toại thấy thế, bị ngạn hoa lập tức bay lên đạo hồng kiều đao quang kia, gào thét lao đi, từng cái từng cái đại thủ của tứ diện thần vương tới, chụp về phía đạo hồng kiều đao quang. Chỉ thấy hồng kiều đao quang kia chấn động, vậy mà cũng tự diễn sinh ra vạn giới, đao quang từ trong vạn giới bổ ra, va chạm với bàn tay của hắn, ngàn vạn đạo đao quang nhất thời vỡ nát, nhưng bàn tay của tứ diện thần cũng bị ngăn cản lại một chút. Chỉ thấy đại toại thuận theo hồng kiều đao quang xông ra khỏi vạn giới, cấp tốc rơi về phía thiên đình, đột nhiên, áo bào trên người hắc đế chợt tung bay phấp phới, hắc ám vô biên phóng vọt xuống, trùng về phía bỉ ngạn hoa, hắn cũng là nửa người trở thành đạo thần, nửa người còn lại vẫn là đế cảnh, còn có nửa người là cấu thân. Lần này xuất kích, thân đạo thần, tiên thiên thần thể và cấu thân cùng nhau liên thủ, uy lực vô cùng to lớn. Hắc ám vừa mới xâm nhập bỉ ngạn hoa, hắc ám vô biên nhất thời bao phủ hư không, đại tọa dơ phù tan thần thụ lên, hỗn độn hỏa thiêu đốt hừng hực, thiêu đốt hắc ám xèo xèo vang dội. Hắc đế trên lên một tiếng, bị chấn văng ra khỏi hư không. Hắc ám nhanh chóng nhúc nhích, một phân thành ba, biến thành ba tôn hắc đế, mặt đều bị thiêu đốt toàn thân loang lỗ vết máu, bá, một mảnh thiên mạc từ xa bay tới, tầng tầng lớp lớp, che trước đường đi của bỉ ngạn hoa. Quy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo đại phóng, đánh về phía bỉ ngạn hoa. Đại toại lắc lắc đầu, vương tay trảo một cái, từng kiện từng kiện bảo vật thiên đạo nhất thời biến thành từng bức từng bức thiên đạo đồ, bị hắn nắm trong tay, phù tan thần thụ rủ xuống vô số cành lá, quất tan từng tầng từng tầng thiên khung. Thiên nhất thời hiện ra tung tích, bị quất cho toàn thân đầy máu, vội vàng bỏ chạy. Đại toại khốn kiếp. Ngươi vẫn còn lưu lại một tay, hỗn độn liên rơi xuống, tầng tầng đánh lên bên ngoài bỉ ngạn hoa. Cùng lúc đó, mộ cổ cũng chấn vang. 24 vị thánh đế bị chấn cho thổ huyết. Có bốn vị thánh đế không tự chủ được tỉnh lại, bị hỗn độn liên bao trùm một cái, chấn thành một mịn, biến thành từng luồng từng luồng khí hỗn độn. Trong bốn vị thánh đế này có cả con trai của đại toại, cũng thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Đại toại thở dài một tiếng, giúp toàn lực thôi động phù tan thần thụ, hỗn độn hải ba động dân trào, đánh bay hỗn độn liên. Ngay sau đó mở ra 30 thiên đạo đồ, thiên đạo đồ lạc ấn vào tinh không, tách đám người khởi nguyên đạo thần ra. Thân hình đại toại trầm xuống, rơi xuống trong tử vi thiên đình. Trong thiên đình phía dưới, đạo thân dịch tiên sinh của Trung Nhạc cũng trầm xuống, rơi xuống trong tổ đình. Hai cánh tay mở ra. Sát trận Tổ Đình ầm ầm khởi động, bảo vệ Thiên Đình, đám người Hắc Bạch Nhị Đế, tứ diện thần kích phá 30 bức Thiên Đạo đồ, thân hình nhanh chóng dừng lại, không bước vào phạm vi bao phủ của đệ nhất sát trận của Tổ Đình, chỉ dám đứng ở ngoài trận nhìn vào, một đóa hỗn độn liên từ xa bay tới, mang theo khởi nguyên đạo thần thông thả đi tới. Sau đó thân đạo thần của thần ma tà tam đế cũng nhao nhao bay tới. Thiên khung chậm rãi lưu động, thiên cũng đáp xuống bên cạnh đám người. Tiếp theo, luân hồi thánh vương cũng thản nhiên đi tới, đứng cùng một chỗ với bọn họ. Vị đế nhạc này có cổ quái, ánh mắt tứ diện thần chấp động, nhìn về phía trung nhạc đang tỏa trấn tại trung tâm tổ đình, chủ trì sát trận, có chút suy tư, nói. Vừa rồi hắn giao thủ với ta, thực lực không bằng trước đây, mặc dù cũng thi triển ra nhất niệm vạn giới sinh phá giải nhất niệm vạn giới sinh của ta, nhưng thực lực lại có sự chênh lệch cực lớn bạch đế đạo thần cũng gật đầu nói thực lực của hắn đã giảm xuống theo lý hắn hẳn là đang ở đạo giới mới đúng khởi nguyên đạo thần ngẩng đầu nhìn về phía đạo giới suy tư nói chẳng lẽ đế nhạc này là thân quá khứ sao nhưng thân quá khứ cổ nhạc của hắn cũng đã chết rồi hơn nữa thân quá khứ hẳn không nên có thực lực mạnh mẽ như thế mới đúng là đạo thân mi tâm của luân hồi thánh vương mở ra một khỏa thụ nhãn trong mắt xuất hiện từng vòng từng vòng ấn ký luân hồi nhìn về phía tổ đình, chiếu rọi rõ ràng hết thảy mọi thứ trên người chung nhạc trong tổ đình. Trong lòng chung nhạc cả kinh, sát trận tổ đình dày đặc tới mức nào, không ngờ lại bị quá nhãn của luân hồi thánh vương nhìn xuyên, thật sự rất cao. Thân thể hắn có nhục thân, nguyên thần, có thất đạo luân hồi, trên phương diện pháp lực có thể nói đã đạt tới cực hạn của đế cảnh. Luân hồi thánh vương mỉm cười, nói Bất quá, hắn không phải là đế nhạc chân chính. Ta đã từng nhìn thấy đế nhạc chân chính, nhục thân của hắn chính là nguyên thần chặt chẽ như một không phân người ta tiên thiên thần ma trong lòng đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần kịch chấn trăm miệng một lời nói đế nhạc đã là tiên thiên thần ma rồi cái tên này giấu giếm chúng ta thật khổ hóa ra đây mới là đòn sát thủ chân chính của hắn đám người hắc bạch nhị đế lại càng kinh hãi thất sắc đế nhạc không nói tiếng nào đã thành tựu tiên thiên thần ma đã có được tiền vốn phục sinh từ thánh địa của hắn trận chiến này còn đánh như thế nào nữa, cho dù bọn họ có giết chết đế nhạc, thì đế nhạc cũng sẽ một lần nữa phục sinh, tiếp tục chiến đấu. Mà thánh địa của hắc đế, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế đều đã bị chung nhạc sang bằng, nếu chết một lần vậy thì thật chết rồi. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là, trước mắt chung nhạc và đại tư mệnh đang lúc sang bằng đạo giới, đám người hắc đế là nhờ có luân hồi thánh vương thi triển luân hồi đại nhất thống, lúc này mới không rơi vào bẫy rập đạo thần có thể bảo trì cảnh giới đạo thần. Nếu không có luân hồi thánh vương ở bên cạnh bọn họ, bọn họ lập tức sẽ rơi vào bẫy rập đạo thần. Mà chung nhạc sang bằng đạo giới, vậy bọn họ cũng sẽ rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần. Không phải là đạo thần, sao có thể tranh chấp với chung nhạc? Trong bí cảnh đạo nhất của hắn cất giấu một tòa thánh địa tiên thiên thần ma thái cực, bốn tòa thánh địa tiên thiên tứ tượng, 64 tòa thánh địa tiên thiên bát quái, chỉnh hợp làm một, biến thành một tòa thánh địa đạo nhất luân hồi thánh vương quan sát đạo thân dịch tiên sinh của Trung nhạc nhìn rõ mồn một nắm rõ huyền bí trong bí cảnh nguyên thần của Trung nhạc như lòng bàn tay nói những thánh địa này hẳn là địa phương hắn phục sinh a à, ánh mắt đám người khởi nguyên đạo thần sáng lên bạch đế mỉm cười nói thánh vương quả nhiên rất cao đế nhạc phá hoại thánh địa luân hồi của ngươi hiện tại báo ứng trước mắt thánh địa của hắn cũng nên vì ngươi mà bị phá hủy rồi luân hồi thánh vương lạnh nhạt nói hắn đánh không nát được thánh địa của ta năm xưa tổ đình được xưng là đệ nhất sát trận từ trước tới nay nhưng hiện tại không biết tòa sát trận này còn có thể liệt ở đệ nhất nữa không hắc đế nhìn về phía tổ đình hỏi không biết tòa sát trận này có thể ngăn cản được đạo thần không tiến vào đó một chuyến phá hủy nó là được khởi nguyên đạo thần mỉm cười nói đám người đang định tiến vào sát trận tổ đình sắc mặt luân hồi thánh vương đột nhiên trở nên cổ quái nói các ngươi có cảm giác được đại đạo thiên địa đã phát sinh dị biến hay không?" Đám người nhất tề ngẩn ra, Luân Hồi Thánh Vương nói: "Hư không giới đã bị phá hủy, lục giới trong thiên địa thiếu mất một giới. Ta đã cảm giác được đại đạo thiên địa đang phát sinh dị biến, mà hiện tại dị biến lại càng mãnh liệt hơn, xem ra đạo giới cũng đã bị phá hủy rồi." Lúc này, đại đạo thiên địa đang gây dựng lại, đại đạo luân hồi cũng đang phát sinh thay đổi, thanh âm hắn còn chưa dứt một cổ chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tòa đạo giới chi môn nguy nga kia đang chậm rãi phân liệt, môn hộ từ bên trong vỡ nát ra ngoài, mà không gian nội bộ đạo giới cũng đang sụp đổ, băng diệt, đạo giới cũng đã bị đánh nát rồi, hiện tại chỉ còn lại có bốn giới rồi. Có rất nhiều đại đạo đã biến mất, sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương bình tĩnh nói. Các ngươi có một vài thần thông đã không thể vận dụng được nữa. Nếu mạnh mẽ sử dụng tất sẽ bị phản vệ. Trong đó kể cả thần thông đại nhất thống, đây là chuyện tốt a, à, đám thần vương nhao nhao mỉm cười, nói, luân hồi thánh vương nhất thời kinh ngạc. Đạo giới bị hủy, đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần vậy mà một chút cũng không lo lắng, trái lại vô cùng hài lòng, phản phất như ngay cả bọn họ cũng chờ mong đạo giới bị hủy diệt vậy, đạo giới bị hủy diệt, các ngươi sẽ không còn là đạo thần nữa a, à, hắn không khỏi nhắc nhở. Nghĩ muốn phá giải tổ đình chỉ sợ có chút khó khăn, Khởi Nguyên Đạo Thần khẽ mỉm cười, lộ ra bộ dáng cao thâm khó dò, thản nhiên nói: "Không sao cả. Đại Tư Mệnh rất nhanh sẽ giúp chúng ta mở ra một đạo giới hoàn mỹ. Mà sau đó, hắn thật sự sẽ triệt để chết rồi." Tứ Diện Thần cũng nở nụ cười, nhàn nhạt nói: "Hư không giới hủy diệt, đạo giới hủy diệt, Đại Tư Mệnh mở lại đạo giới, sau đó sẽ cùng với đế nhạc lần lượt chết đi." Cho tới hiện tại, bọn họ vẫn đang dựa theo quỹ tích ban đầu mà chúng ta đi thôi kế hoạch lần này đã hoàn thành phá hủy tổ đình cũng không vội vàng nhất thời đám người hát bạch nhị đế lập tức cảm giác được đại đạo của bản thân đang chậm rãi trôi qua cảnh giới bất ổn mơ hồ muốn rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần trong lòng không khỏi cả kinh đám người lập tức đứng dậy lắc mình rời đi mà ở bên kia đạo giới rốt cuộc cũng bị đám tồn tại đế nhạc và đại tư mệnh triệt để đánh vỡ từ khi lục giới đại nhất thống xác lập cho tới hiện tại, vẫn chưa tới 200 năm, nhưng không ngờ lục giới vậy mà trong cùng một ngày liên tục bị phá hủy hai giới. Hư không giới nơi linh hồn ký thác, và đạo giới địa phương khiến cho nhân thần vô cùng mê hoặc trước sau vỡ nát tan thành, biến cố biến động phát sinh trong một ngày này thật sự rất nhiều. Vô số thần linh ma linh hạ giới, chuyển thế thì chuyển thế, đoạt xá thì đoạt xá. Khắp các nơi trong vũ trụ một mảnh loạn lạc đám thần hầu hoàng triều trấn thủ các nơi không ngừng xuất lĩnh thần binh thần tướng trấn áp khắp nơi nhưng vẫn là thiên tai liên tục địa thủy phong hỏa dân trào địa là địa chấn tạo núi nước là hồng thủy ngập trời gió là trần bạo tốn phong lửa là đại hỏa ngập trời nhưng đạo giới sụp đổ vẫn là sự tình khiến cho toàn thể thế gian xôn xao kinh hãi nhất đạo giới chi môn cao cao tại thượng tượng trưng cho thần thánh và siêu nhiên cánh cửa này sụp đổ quả thật khiến cho người ta kinh hãi cánh cửa vỡ tan, vô số mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống. Từ dưới nhìn lên, mảnh vỡ của cánh cửa này từ lúc mới bắt đầu còn cực nhỏ, cực kỳ tinh tế, nhưng sau đó càng lúc càng lớn hơn, đợi tới thời điểm đám mảnh vỡ đạo giới chi môn này rơi xuống trong các giới, từng khối từng khối mảnh vỡ to lớn đã giống như từng tòa từng tòa đại lục cực nhanh rơi xuống, ầm ầm va chạm vào từng đạo từng đạo tinh hà. Những nơi đám mảnh vỡ này đi qua, không ngừng nghiền diệt từng khỏa từng khỏa thái dương lại trong lúc va chạm tiếp tục phân liệt vỡ thành không biết bao nhiêu khối trên không rất nhiều khỏa tinh cầu đều xuất hiện lục địa lăn lộn thiêu đốt đại hỏa hừng hực ầm ầm rơi xuống tạo thành thiên tai khủng bố đây còn chưa phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất vẫn là sóng trùng kích do đạo giới triệt để đổ sụp tạo thành đạo giới sụp đổ tan tành địa phương đè xuống chính là địa phương mở ra đạo giới trước đây trấn thiên phủ năm xưa đại tư mệnh và rất nhiều thần vương tiền sử chính là mở ra đạo giới ở nơi này cũng đã bị ám toán ở nơi này áp lực của đạo giới nghiền ép đại tư mệnh ở nơi này toàn bộ sức nặng của đạo giới đều đè lên trên người đại tư mệnh khiến cho hắn không thể động đậy vì vậy mới khiến cho khởi nguyên đạo thần đánh lén thành công lúc đó vừa vặn chính là vì đạo giới sụp đổ đã tạo thành khe nứt hỗn độn tứ diện thần dưới cơ duyên xảo hợp thuận theo khe nứt tiến vào đạo giới khiến cho đạo giới không triệt để đổ sụp hắn đã dùng lực lượng của chính mình chống lên di tích đạo giới tàn phá đạo giới còn sót lại đình chỉ sụp đổ, điều này dẫn tới đại tư mệnh không triệt để bị đè chết, từ đó đã có chuyện tình chung nhạc thức tỉnh phục sinh đại tư mệnh, cũng đã có một chuỗi sự tình đại tư mệnh đánh vỡ đế tinh của chung nhạc, nghịch thiên cải mệnh, hỗn loạn tương lai về sau, mà lần này đạo giới sụp đổ, phản phất như là tiếp tục lần đạo giới sụp đổ 200 vạn năm trước kia vậy. Lực lượng vô cùng khủng bố trực tiếp đè nát trấn thiên phủ, tiếp theo áp lực hạo hạo đảng đảng ầm ầm đập xuống, trực tiếp đè nát trấn thiên quan phía dưới. Tinh hà vần quanh trấn thiên quan vốn dĩ không kém thua gì thiên hà của tương vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng dưới sự trùng kích của cổ uy năng đáng sợ này, tinh hà trực tiếp biến thành một miệng, bị ép thành khí hỗn độn. Bốn phía trấn thiên quan, không biết bao nhiêu tinh tú tinh hệ bị năng lượng khủng bố nhất lên, phản phất như một cổ tinh lãng càng quét qua tinh vực tử vi, cao thấp nhấp nhô, hung hăng cuộn trào về phía tinh không càng xa xôi hơn. Cổ tinh lãng này cơ hồ dẫn động toàn bộ tinh tú, toàn bộ tinh vực của tử vi, khiến cho không biết bao nhiêu tinh tú xoay tròn cực nhanh, đạo giới sụp đổ, hậu quả chỉ sợ có thể hủy diệt hơn phân nửa sinh linh trong tinh vực tử vi. Nhưng đúng lúc này, một cây tử trúc từ trên trời giáng xuống, cắm vào trung tâm trấn thiên quan đang sụp đổ. Ở nơi này, khí hỗn độn đang gào thét kích động. Tử trúc vừa rơi xuống, va chạm với khí hỗn độn, phát ra một tiếng đinh nhỏ. Tử trúc điên cuồng cắm rễ diễn sinh, trong hỗn độn nhất thời có vô số gốc măng diễn sinh, nhanh chóng phá đất chui lên, trong khoảnh khắc đã mọc thành một mảnh tử trúc lâm, uy năng trùng kích hạo hãn bốn phía cấp tốc bình ổn lại. Tiếp theo từng đạo từng đạo thân ảnh cường đại từ trên trời giáng xuống, lần lượt rơi xuống trung tâm hỗn độn, hợp lực trấn áp. Tới lúc này chỉ còn chấn động do đạo giới đổ sụp lan truyền ra, nhưng uy năng đạo giới sụp đổ thì đã bị những thân ảnh cường đại này trấn áp, ông cổ sống chấn động kia rất nhanh đã truyền tới biên giới tinh vực tử vi, banh kích lên hàng rào vũ trụ. Chỉ thấy toàn thể biên giới tinh vực tử vi đột nhiên sáng lên, hiện ra vô số đạo văn lóe lên thần quan sáng ngời. Các tộc thần ma trong tinh vực tử vi vừa mới tránh thoát một kiếp nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía tinh không tử vi, chỉ nhìn thấy một đóa đại hoa khổng lồ, chính là thế giới hoa, năm xưa đại tư mệnh xuất lĩnh chư thần, tế khởi thế giới hoa biến thành tinh vực tử vi. Sau đó gốc linh căn này liền ẩn kích vô hình, ai cũng không nhìn thấy đóa đại hoa này rốt cuộc ở nơi nào. Hiện tại đạo giới chấn động trùng kích, cũng khiến cho gốc linh căn này xuất hiện, quả nhiên là mênh mông hạo hãn, to lớn vô biên. Bất quá, các tộc thần ma trong Tử Vi lại không biết rằng, tinh vực Tử Vi cũng suýt chút nữa đã bị hủy diệt. Nếu bi năng trùng kích do đạo giới sụp đổ mang tới không bị đám thân ảnh kia trấn áp, chỉ sợ sẽ có thể xông phá tinh vực Tử Vi do linh căn thế giới hoa biến thành khiến cho thế giới hoa biến trở lại nguyên hình. Lúc đó, tinh vực tử vi cũng sẽ không còn tồn tại, mà nếu tinh vực tử vi sụp đổ, đè ép xuống vũ trụ cổ lão, sợ rằng sẽ lại là một trận tai nạn diệt thế nữa, mà ba ngàn lục đạo giới chính là ở sát biên giới vũ trụ cổ lão, nếu vũ trụ cổ lão đổ sụp, chỉ sợ sẽ đồng thời cuốn theo cả ba ngàn lục đạo giới sụp đổ theo, khiến cho toàn bộ lục đạo giới biến thành một miệng, chân chính lau một thân mồ hôi lạnh, chính là đám người chung nhạc, lôi trạch và hoa tư. Chỉ có bọn họ mới biết được vừa rồi tới cùng là hung hiểm tới mức nào, may mắn cuối cùng không tạo thành đại họa, lôi trạch cổ thần thở vào nhẹ nhõm. Bên cạnh hắn là một tôm lôi trạch cổ thần khác, tu vi thực lực sâu không thể lường, chính là thân đạo thần của hắn. Trận chiến đạo giới, Trung Nhạc dùng đại đạo luân hồi đánh lén lôi trạch đạo thần, mạnh mẽ giải cứu hắn từ trong bảy rập đạo thần ra, khiến cho lôi trạch đạo thần không còn bị đại đạo khống chế. Đồng thời được giải cứu ra khỏi bẫy rập đạo thần còn có Hậu Thổ nương nương và Hoa Tư nương nương. Hoa Tư nương nương ở trong đạo giới trở thành đạo thần, được Chung Nhạc dùng đại đạo luân hồi cứu ra khỏi bẫy rập đạo thần, sau đó trợ giúp đám người Chung Nhạc đánh nát đạo giới, cũng đã xuất lực không nhỏ, mà Hậu Thổ nương nương thì chính là cảm khái nhất, sau khi tỉnh lại, vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với việc chính mình đã bỏ qua trận chiến năm xưa, đạo giới vỡ nát, bọn họ cũng rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần không còn là đạo thần nữa, nhưng tâm cảnh đạo thần vẫn còn, khiến cho chiến lực của bọn họ cũng viễn siêu những tồn tại đế cảnh khác. Đại tư mệnh tay nâng sinh mệnh cổ thụ, thi lễ với chung nhạc, nói Bệ hạ, đạo giới đã phá, không còn tồn tại, ước định giữa bệ hạ và ta cũng đã hoàn thành phân nửa. Phía sau, chính là tới phiên ta mở lại đạo giới mới. Tới lúc đó, ta cũng sẽ thực hiện đúng lời hứa, tất cả tiên thiên thần ma chúng ta tiến vào đạo giới mới, không còn nhúng tay vào chuyện tình hạ giới nữa, chung nhạc chấp tay hoàng lễ, khách khách khí khí nói. Đại tư mệnh dự định khi nào sẽ mở ra đạo giới mới? Có cần trẩm xuất lĩnh chư đế tương trợ không? Cái khác không dám nói, chư đế hoàng triều của trẩm xuất chút lực vẫn là có thể, đại tư mệnh cười ha hả, nói. Những năm sắp tới chỉ sợ bệ hạ sẽ khó có thể rảnh rỗi ra. Dù sao hư không giới đã sụp đổ, sẽ tạo thành một chút tai họa ngầm ta lo lắng bệ hạ không rảnh tay xuất thủ, vẫn là không làm phiền bệ hạ rồi. Đợi tới ngày mở ra đạo giới mới, ta mời bệ hạ tới xem lễ là được, ánh mắt chung nhạc chấp động, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, trẫm cũng không làm phiền đại tư mệnh nữa. Mời, mời, chung nhạc dẫn người rời đi, quay về tử vi thiên đình, hậu thổ nương nương cũng thu hồi tử trúc. Trung nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại tư mệnh cắm sinh mệnh cổ thụ vào trong hỗn độn, đám thần vương vần quanh bốn phía cổ thụ chuyên tâm tu luyện luân hồi thánh vương cũng lưu lại trong đó đại tư mệnh không tin tưởng ta lo lắng ta tại thời điểm giúp hắn mở ra đạo giới mới sẽ động tay chân Trung nhạc lắc đầu mỉm cười nói không khỏi cũng quá cẩn thận rồi a à, lôi trạch đạo thần nói ngươi không định sẽ động tay chân sao đương nhiên là sẽ động tay chân rồi ngữ khí trung nhạc đương nhiên nói thần vương dưới trướng đại tư mệnh có tới một trăm tôn nếu toàn bộ đều trở thành đạo thần chúng ta lại không vào được đạo giới vậy thế lực của đại tư mệnh không khỏi quá kinh khủng rồi sao nếu về sau hắn vi phạm lời thề lại có thể kháng trụ được hỗn độn đồng hóa ta chẳng phải là một chút lực phản chế cũng không có sao đối với đạo giới mới chúng ta cũng cần sớm có chuẩn bị tại thời điểm mở ra đạo giới tốt nhất có thể có mấy tôn đạo thần đi vào chỉ là đi vào mấy tôn đạo thần chỉ sợ cũng khó có thể chống lại đại tư mệnh rất khó đạt được một chỗ đặt chân. Hoa tư nương nương lắc đầu, nói. Bệ hạ, bằng vào sự thấu hiểu của ta đối với tâm tính đại tư mệnh, hắn tuyệt không có khả năng để cho toàn bộ tiên thiên thần ma dưới trướng đều trở thành đạo thần của đạo giới mới. Theo như ta thấy, có thể có 10 tiên thiên thần ma trở thành đạo thần, đã xem như là hắn đặc biệt khai ân rồi, chung nhạc thoáng ngẩn người, cao mày hỏi. Vậy những tiên thiên thần vương còn lại đi theo hắn thì sao? bọn họ sao có thể nhịn được không hái quả trái cây này lôi trạch đạo thần cười lạnh một tiếng nói nếu đã biến thành tế phẩm mở ra đạo giới vậy bọn họ sẽ không cần phân trái cây rồi trong lòng chung nhạc đại chấn có chút không thể tin nổi hoa tư nương nương nói đại tư mệnh mời ngươi tới xem lễ chính là đề phòng đám người khởi nguyên đạo thần đánh lén cho nên mời ngươi tới là muốn ngươi bảo hộ hắn nhưng hắn cũng không tin tưởng ngươi cho nên thời điểm mở ra đạo giới hắn cũng sẽ lưu lại dư lực mà biện pháp tốt nhất để lưu lại dư lực chính là huyết tế những tiên thiên thần ma khác những kẻ không phòng bị hắn nhất chính là đám thần vương dưới trướng hắn kia huyết tế bọn họ chính là dễ dàng nhất hắn tiết kiệm được càng nhiều lực lượng càng có thể ung dung phòng bị khởi nguyên đạo thần hoặc là bệ hạ đánh lén lôi trạch đạo thần nói bệ hạ cũng cần phải cẩn thận nói không chừng những năm sắp tới đại tư mệnh sẽ khắp nơi cướp bóc một đám tân đế biến đám tân đế kia thành tế phẩm mở ra đạo giới chung nhạc nhất thời nghiêm nghị đại tư mệnh bởi vì đạt được các thần thông đại nhất thống như đạo giải đã từng thôn vệ không ít chư đế nếu hắn đã có thể làm ra loại sự tình này vậy cũng có thể làm ra sự tình huyết tế thuộc hạ chính mình mà bắt giữ một đám tân đế biến thành tế phẩm của đạo giới đối với hắn cũng không có bất kỳ độ khó nào Đại tư mệnh trưởng khống đại đạo sinh mệnh, cướp đoạt sinh mệnh của đám tân đế kia, đối phương ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có, mà ngoại trừ chuyện này, càng có vô số chuyện khiến cho chung nhạc sức đầu bể tráng, đó chính là hư không giới sụp đổ, vô số thần linh ma linh chuyển thế, đoạt xá, còn có đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần thấp nơi tác loạn, khiến cho hắn cảm thấy thiên hạ chính là một đoàn hỗn loạn, không thể nào thu thập, càng quan trọng hơn chính là, hắn bởi vì cứu đại toại, đã không thể không bại lộ đạo thân dịch tiên sinh của chính mình. Đạo thân dịch tiên sinh đã bại lộ trước mặt đám người khởi nguyên đạo thần, hơn nữa còn đã từng giao thủ qua, cộng thêm có Luân Hồi Thánh Vương ở đó, có khả năng chỗ dựa lớn nhất của trung nhạc đã bại lộ, dưới sinh mệnh cổ thụ, đại tư mệnh nhìn về phía Luân Hồi Thánh Vương, mỉm cười nói: "Luân Hồi đạo hữu, làm phiền ngươi báo tin cho khởi nguyên và tứ diện một chút." Luân Hồi Thánh Vương thoáng ngẩn người. Đại tư mệnh mỉm cười nói Hai tôn luân hồi thánh vương vốn là một thể, các ngươi tự nhiên có thể liên lạc với đối phương. Ngươi nói cho đám người khởi nguyên và tứ diện biết, đế nhạc có một sơ hở trí mạng, chính là nằm trong tiên thiên thái cực của hắn. Thái cực đồ của hắn thiếu khuyết hai loại đại đạo quang minh và hắc ám. Biết được điểm này, sẽ có thể phá vỡ tiên thiên bát quái của hắn, đẩy hắn vào chỗ chết, luân hồi thánh vương càng thêm kinh ngạc, hỏi đại tư mệnh và đế nhạc chính là minh hữu A. Sao ngược lại làm ra hành vi bán đứng minh hữu như vậy, đại tư mệnh khẽ mỉm cười. Đế nhạc trước giờ làm việc vẫn luôn bá đạo cường thế, vừa rồi còn có ý đồ muốn nhúng chàm vào đạo giới mới của ta, nghĩ muốn cùng ta cùng nhau mở ra đạo giới, phân chia một chén súp. Tương lai đạo giới mới mở ra, hắn tuyệt sẽ không an phận, tất nhiên sẽ muốn phân chia chỗ tốt của đạo giới mới. Thay vì như vậy, không bằng để cho khởi nguyên và tứ diện đi đối phó hắn. Luân hồi thánh vương trầm mặt trong chốc lát, hẳn là đang liên lạc với một cái chính mình khác, đột nhiên nói. Khởi nguyên đạo thần cũng để ta nói cho đại tư mệnh biết, đế nhạc đã là tiên thiên thần ma rồi. Hắn sớm đã nghịch chuyển tiên thiên. Nếu chỉ vẹn vẹn biết rõ sơ hở trí mạng của hắn, còn chưa thể lấy được tính mạng của hắn, nhất định phải hai bút cùng vẽ, trước khi phá công pháp của hắn, cần phải phá tiên thiên thánh địa của hắn trước trong lòng đại tư mệnh đại chấn không khỏi tán thưởng hắn quả nhiên đã nghịch chuyển tiên thiên xem ra suy đoán của ta không sai đế nhạc không tầm thường thật sự không tầm thường xưng hắn là đệ nhất hậu thiên thần ma từ cổ chí kim cũng không quá đáng cho dù có biết được sơ hở trí mạng của hắn chưa phá tiên thiên thánh địa của hắn cũng không làm gì được hắn bất quá khởi nguyên đạo thần nói cho ta biết tin tức này rốt cuộc là có ý gì luân hồi thánh vương mỉm cười nói đại khái là khởi nguyên đạo thần cảm thấy diệt trừ đế nhạc có chút khó khăn bởi vậy muốn liên hệ tin tức với đại tư mệnh nếu hắn cuối cùng không thể diệt trừ được đế nhạc vậy thì nhờ đại tư mệnh xuất thủ bù đắp khởi nguyên đạo thần còn nói tranh đấu giữa chúng ta dù sao cũng là nội đấu giữa tiên thiên thần ma là phân tranh trong tộc mà đế nhạc lại là muốn diệt tuyệt tiên thiên thần ma chúng ta đây chính là tranh đấu giữa hai tộc quần khác nhau. Nếu để cho đế nhạc thắng, vậy tiên thiên thần ma sẽ không có bất kỳ sinh lộ nào, đại tư mệnh khẽ gật đầu một cái. Hắn tính toán như vậy không phải không có lý, đạo giới và hư không giới sụp đổ, mang tới rất nhiều biến động, khiến cho trong vũ trụ có thêm rất nhiều biến số không thể biết trước. Trung nhạc trở về thiên đình, lập tức hạ lệnh để cho chư đế trở về lãnh địa của mỗi người, cấp tốc bình loạn, bình ổn lại thiên tai nhân họa, ghi danh thành sách đám thần ma chuyển thế và đoạt xá, ghi chép vào hồ sơ, lại mệnh lệnh cho tiên thiên cấm quân sư tầm tung tích đế linh chuyển thế của các đời thiên hoàng và các đời địa hoàng. Chuyện này không tầm thường, các thiên hoàng địa hoàng này năm xưa đều là tồn tại có một không hai trong thiên hạ, thiên phú cực cao, trí tuệ cực cao, đều là nội tình của phục hy thần tộc và yểm tư thị, không thể không tìm ra tung tích của bọn họ. Hiện tại thiên hạ đã có xu thế sao động phân loạn, đoán chừng hẳn là không bao lâu nữa sẽ có địch nhân hạ thủ với hoàng triều, có thể nói là loạn cục đã định, loạn cục sắp tới, mà việc trừ chuyển thế thân của các đời thiên hoàng địa hoàng sẽ có thể nhổ đi hết thảy nội tình của phục hy thần tộc, khiến cho những nội tình này không còn tồn tại. Bởi vì đám tồn tại bào hy thì chuyển thế vẫn còn đang trong lúc trưởng thành, thừa dịp bọn họ còn nhỏ yếu, hạ thủ với bọn họ cơ hồ là chuyện tất nhiên, ngoại trừ chuyện này ra, chính là có hai giới trong lục giới đã bị phá hủy, đại đạo thiên địa phát sinh biến động dẫn tới rất nhiều thần thông đã không thể sử dụng có chút đại đạo đã trực tiếp mất đi hiệu lực bởi vậy nhất định phải thôi diễn ra đại đạo thiên địa hiện tại đã xuất hiện loại biến số biến động nào cùng lúc đó cần phải phòng bị đám thần vương bọn đại tư mệnh thừa dịp hỗn loạn thôn vệ tân đế ngoại trừ đám người đại tư mệnh ra đám người khởi nguyên đạo thần chỉ sợ cũng sẽ triệu tập các bộ hạ cũ mời đám thần vương ẩn thế kia đi ra thừa dịp hỗn loạn thôn vệ chư đế, thu gặp trái cây. Những chuyện này đều là hành động vĩ đại, hơn nữa nhất định phải tiến hành đồng thời. Bất kỳ chuyện nào xuất hiện sai lầm cũng sẽ tạo thành hậu quả không thể dự đoán. Mặc dù toàn bộ Hoàng Triều có tới mấy ngàn vị đại đế, trưởng khống ức ngàn vạn thần ma, nhưng đồng thời tiến hành những chuyện này cũng vạn phần cực lực, có chút cảm giác nhân thủ không đủ dùng. Hoàng Triều của Trung Nhạc nhìn như vững chắc, nhưng thật ra nguy tại sớm tối, chỉ hơi chút lơ là sẽ liền toàn quân bị diệt hiện tại nhìn như an toàn, nhưng cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất, đệ tử bái kiến đại toại, trong tổ đình, phù tan thần thụ sừng sững đứng đó, đại toại trồng gốc linh căn này ở trung tâm tổ đình, 20 vị thánh đế vây ở xung quanh, lôi trạch và hoa tư cũng đứng một bên. Chỉ thấy phù tan thần thụ liên tiếp hỗn độn, ở dưới bộ rễ biến thành một phiến hỗn độn hải, chung nhạc phân phó xong các loại công việc, lúc này mới đi tới cầu kiến, không người nói lão tổ tông không có bị thương a à, đại toại xua tay mỉm cười nói ngươi hiện tại đã là thiên hoàng đế bệ hạ bất luận là địa vị hay nhãn giới kiến thức hoặc là tu vi cũng đều cao hơn ta rất nhiều không cần phải đa lễ ngươi vì cứu ta đã liên lụy bại lộ chính mình là tiên thiên thần ma khiến cho trong lòng ta thật sự bất an chung nhạc miễn cười nói đệ tử có thể nhìn thấy đại toại bình an cho dù bại lộ chút tiền vốn cũng không hối hận sao ngươi vẫn chưa di dời tổ tinh trở về tổ đình đại toại đảo mắt quan sát bốn phía chỉ thấy vực sâu tổ đình vẫn còn đó nghi hoặc hỏi di dời tổ tinh trở về tổ đình có thể bù đắp khuyết điểm của tổ đình vi năng sát trận tổ đình sẽ có thể tăng mạnh thêm vài phần chung nhạc lắc đầu nói cho dù có di dời trở về cũng không ngăn cản được đạo thần cần gì phải di dời nhân tộc tới tổ đình tự tìm cái chết chứ đợi sau khi ta có nắm chắc lại di dời tổ tinh trở về cũng không trễ đại toại liếc nhìn hắn một cái nói hiện tại ngươi không có bất kỳ nắm chắc nào sao chung nhạc thoáng do dự một chút nói lòng tin đúng là có nhưng nếu di dời tổ tinh trở về chỉ sợ cũng sẽ cấp cho địch nhân cơ hội một lưới bắt hết tổ đình hiện tại đã không còn là đệ nhất sát trận nữa rồi cho dù có di dời tổ tinh trở về bổ toàn lại tổ đình cũng không ngăn cản được đạo thần Thay vì như vậy, không bằng bất động, đại tội nhìn chầm chầm hắn, trong ánh mắt hỏa quan chấp tắt bất định, có một tia thương hại, than thở. Nhìn thấy ngươi vẫn còn sống cho tới hiện tại, trong lòng ta vừa hài lòng cũng vừa sợ hãi. Ngươi sự tình rất nhiều, vẫn là đi giải quyết chuyện tình của mình đi, không cần phải lo lắng cho ta, chung nhạc nghi hoặc không hiểu, miễn cười hỏi. Đại tội vì sao mà hài lòng, vì sao mà sợ hãi, đại tội lắc lắc đầu, cũng không trả lời chung nhạc thấy hắn không muốn trả lời đứng dậy cáo từ đột nhiên dừng bước lại khẩn thiết nói hiện tại đạo pháp thịnh thế rất nhiều thần thông trước đây chưa từng có chưa từng nghĩ đều được sáng tạo ra còn có lục đạo luân hồi thất đạo luân hồi thần thông đại nhất thống đại tội chính là tồn tại khai sáng thời đại nếu có thể học được những kiến thức này nhất định sẽ là tồn tại tuyệt đỉnh nhất hắn đối với đại tội chính là có lòng tin mười phần dù sao đại toại cũng là từ không tới có mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng xác lập ngũ đạo luân hồi dựa trên cơ sở của tiền nhân tiến hành sáng tạo cũng không tính đặc biệt khó khăn khó khăn chính là từ không mà có tự mình xác lập ra một cái hệ thống hoàn toàn mới mà hệ thống tu luyện hiện tại chính là do đại toại xác lập ra nếu không phải hắn bởi vì thọ nguyên giới hạn mà chết già không thể không mở ra hư không giới vậy thành tựu của hắn tuyệt đối vô cùng to lớn không thể đo lường, đại toại mỉm cười, nói. Ngươi yên tâm. Có hai vị đại nhân phụ mẫu ta ở đây, ta sẽ nhanh chóng nắm giữ thần thông đạo Pháp hiện tại, chung nhạc không người thi lễ với lôi trạch và hoa tư, sau đó xoay người rời đi. Đại tội nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, đột nhiên thở dài một tiếng. Một vị tiên thiên tế tự thần đầu gà thân người trong hai mươi vị thánh đế mở miệng hỏi. Sao sư tôn lại nói hài lòng, lại nói sợ hãi sao lại không trả lời câu hỏi của đế nhạc bệ hạ lôi trạch và hoa tư cũng có chút không hiểu mỉm cười hỏi ngươi không muốn nói cho hắn biết có thể nói cho chúng ta biết không ta bởi vì hắn vẫn còn sống mà hài lòng lại bởi vì hắn vẫn còn sống mà sợ hãi hết thảy tự hồ cũng sớm đã có định trước trì hoãn càng lâu liền đại biểu cho biến cố tương lai càng lúc càng mãnh liệt trận đại biến cố kia khiến cho ta cũng có chút sợ hãi không biết có bao nhiêu người sẽ phải chết đi, đại tội trầm mặt trong chốc lát, nói: "Ta không đành lòng nhìn hắn dọc theo con đường đã định trước sẽ thất bại kia mà tiếp tục đi tiếp, nhưng lại không thể không để cho hắn tiếp tục đi tiếp, không thể không để cho hắn tiếp tục đi tiếp." 20 vị thánh đế và hoa tư, lôi trạch đều thoáng ngẩn người. Đại tội nhìn về phía bọn họ, trong mắt cũng lóe lên một tia thương hại, nói: "Hoàng triều của đế nhạc cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng tương lai có thể có bao nhiêu người tiếp tục sống sót, vẫn là chưa thể nói trước. Cho dù là các ngươi, ta cũng không biết là còn có thể sống sót hay không. Ta biết rõ hắn tất bại, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục đi tiếp. 24 vị thánh đế đều là đệ tử đi theo hắn cả đời, cũng là chí hữu, đạo hữu của hắn, trong đó còn có con trai ruột của hắn nữa, nhưng tại thời điểm hư không giới vỡ nát đã chết trong tay khởi nguyên thần vương. Trận chiến ấy có bốn vị thánh đế chết trận, mà trong tương lai đại tội dự đoán, 24 vị thánh đế chỉ sợ cũng đều sẽ chết trận, thậm chí ngay cả Hoa Tư Nương Nương và Lôi Trạch Thần Long, hắn cũng không biết hai vị tồn tại cổ lão nhất này có thể tiếp tục sống sót trong tương lai hay không. Chiến tranh tương lai vô cùng tàn khốc, hắn mặc dù có thể dự kiến, nhưng cũng không dám thay đổi chuyện gì. "Ngươi biết được cái gì?" Lôi Trạch đạo thần hỏi. Đại tội thoáng do dự một chút, lắc đầu nói: Trước mắt ta không dám nói. Ta sợ nói ra, sẽ khiến cho tương lai thay đổi. Bệ hạ, chúng ta sưu tầm không gian luân hồi của chư thiên vạn giới, đã tìm được tung tích của các vị địa hoàng chuyển thế. Trung nhạc vừa mới quay trở lại thiên đình, Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương đã lập tức cầu kiến, ngữ khí vui vẻ nói. Vi thần lợi dụng luân hồi thiên cầu suy diễn, trưởng khống hướng đi luân hồi của chư thiên vạn giới, cuối cùng cũng xác định được các vị địa hoàng chuyển thế rơi xuống chỗ nào, chuyển thế thành ai? Bệ hạ, có cần vi thần thống lĩnh chư đế đi tới nghênh tiếp, nghênh đón các vị địa hoàng hay không? Trong lòng chung nhạc cũng không khỏi đại hỷ, nhưng nghe hắn nói vậy lại khẽ nhíu mày. Vân Quyển Thư vội vàng nói. Bệ hạ, nếu không nhanh chóng nghênh đón các vị địa hoàng trở về, sẽ bị thiên suy tính ra tung tích của bọn họ. Khi đó, thiên đạo thôi toán không thể so với luân hồi thiên cầu, cũng không thể so với luân hồi thánh vương. Trung nhạc có chút suy tư, nói Các ngươi sử dụng luân hồi thiên cầu suy tính ra hạ lạc của các vị địa hoàng, vậy luân hồi thánh vương không sai biệt lắm cũng có thể suy tính ra tung tích của bọn họ. Phái chư đế đi tới, chỉ là chịu chết mà thôi, để trẫm đích thân đi đón bọn họ, trong lòng vân quyển thư và thiên ti nương nương đại chấn, liếc nhìn nhau một cái, nói Bệ hạ không thể đích thân mạo hiểm, khuôn mặt chung nhạc giãn ra, mỉm cười nói các ngươi yên tâm, trẫm tự có chừng mực. Quyển thư, đưa địa điểm và thân phận chuyển thế của bọn họ cho ta, tinh thần vân quyển thư ba động, truyền địa điểm chuyển thế và thân phận một đời này của đám đại đế bào hy thị vào đại não của hắn. Thiên ti nương nương thử dò xét hỏi. Bệ hạ, lần này ngươi dự định mang theo tôn thần vương nào cùng đi? Có cần gọi phong đạo tôn cùng đi hay không? Chỉ một mình ta là đủ rồi. Bọn họ đều có nhiệm vụ của chính mình, không cần quấy nhiễu bọn họ về phần các ngươi tiếp tục sưu tầm hạ lạc của các đời thiên hoàng a chung nhạc mỉm cười nói sau đó xoay người tiến vào khu luân hồi thứ bảy biến mất không thấy đâu nữa cặp mày vợ chồng vân quyển thư nhíu chặt vân quyển thư vội vàng đi ra ngoài nói lần này bệ hạ một thân một mình xuất hành chỉ sợ sẽ có hung hiểm ta đi gặp phong đạo tôn ngươi đi tìm hoa tư nương nương và hậu thổ nương nương thiên ti nương nương lập tức rời khỏi đi thánh địa hoa tư bái kiến hậu thổ nương nương, vân quyển thư thì đi nhanh tới tạo phụ cung thiên đình, chỉ thấy phong hiếu trung đang cùng với đám minh di đế thôi động luân hồi thiên cầu, suy diễn những biến hóa của thần thông đạo pháp do đạo giới và hư không giới sụp đổ tạo thành, chư đế thượng của bọn minh di đế hiện tại đã càng thêm già nua, toàn thân đã tràn ngập tử khí, căn bản khó có thể chống đỡ thêm một ngàn năm nữa. Những năm qua, bọn họ đi theo phong hiếu trung, vẫn luôn nghiên cứu thôi diễn sự biến hóa của thần thông đạo Pháp. Kiện luân hồi thiên cầu này quả thật kinh người, năng lực thôi diễn cường đại tuyệt luân của nó không chỉ có thể khiến cho vân quyển thư tìm được hạ lạc của các đời địa hoàng chuyển thế, đồng thời còn có thể khiến cho bọn họ suy diễn những biến hóa của đại đạo thiên địa. Thời điểm vân quyển thư đi tới nơi này, chỉ thấy luân hồi thiên cầu đang bành trướng ra thật lớn, ông một tiếng phân tách ra hư ảnh lục giới, tinh không vô ngân, quỷ tích đại đạo bắt đầu lưu chuyển, nguy rồi lần này bọn họ lâm vào thua diễn, không biết phải hao phí thời gian bao lâu a à. Vân Quyển Thư vội vàng tiến lên, lớn tiếng nói với Phong Hiếu Trung. Đạo Tôn, bệ hạ một mình đi tìm chuyển thế thân của các đời địa hoàng, hiện tại đã xuất môn rồi. Ta lo lắng bệ hạ sẽ bị đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần mai phục, kính xin đạo tôn có thể tương trợ. Phong hiếu trung phất ống tay áo một cái, đạo giới và hư không giới trong luân hồi thiên cầu đột nhiên biến mất, đại đạo thiên địa trong bốn giới còn lại lập tức hỗn loạn, có công phạt lẫn nhau, có trực tiếp vỡ nát, có hư không tiêu thất. Vân thừa tướng, ngươi có biết sau khi hư không giới và đạo giới sụp đổ, hậu quả lớn nhất sẽ là gì không? Phong Hiếu Trung cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục suy diễn quỷ tích và xu thế biến hóa của đại đạo thiên địa, nhàn nhạt hỏi, Vân Quyển Thư giật mình, lắc lắc đầu, nói. Không biết. Kính xin đạo tôn chỉ giáo, hậu quả lớn nhất chính là. Phong Hiếu Trung đứng trong nội bộ thiên cầu, hai tay không ngừng quấy chọc vô số tinh tú, nhàn nhạt nói. Thế gian này đã không còn đạo thần nữa. Bệ hạ nhà các ngươi đã vô địch rồi. Đã không còn tồn tại có khả năng chính diện đối địch với hắn nữa rồi. Ngay cả ta cũng không được, trong lòng vân quyển thư đại chấn, cao mày há miệng. Phong Hiếu Trung tiếp tục bận rộn việc của chính mình, bỏ mặt hắn ở nơi đó, bệ hạ đã vô địch rồi. Vân Quyển Thư vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, đứng yên thật lâu không chút cử động, lẩm bẩm. Là chuyện từ lúc nào? Ta như thế nào không biết hắn đã vô địch rồi. Minh Di đến lúc này đã là một lão giả đầu tóc bạc phơ, hoàng hôn tan thương, nghe hắn nói vậy, quay đầu lại, mỉm cười nói. Vân Thừa Tướng, quan tâm tất loạn A. Bệ hạ từ sau khi đạo giới và hư không giới sụp đổ, cũng đã vô địch rồi. Vân Quyển Thư gian Nan quay đầu lại, lẩm bẩm hỏi vì sao minh di đế đang nghe truyện trên tv audio cv thoáng do dự một chút nói ta cũng không rõ ràng lắm bất quá đạo tôn từng nói qua sự cường đại của bệ hạ vốn không dựa vào ngoại đạo đạo giới và hư không giới sụp đổ đối với bất luận tồn tại gì cũng đều có ảnh hưởng thật lớn nhưng ảnh hưởng đối với tu vi thực lực của bệ hạ lại cực kỳ nhỏ bé thậm chí nửa điểm ảnh hưởng cũng không có tu vi thực lực của những tồn tại khác đều giảm xuống thật lớn, duy chỉ có bệ hạ là không giảm xuống chút nào. Đạo Tôn còn nói, cho dù lục giới trong toàn thể vũ trụ toàn bộ vỡ nát, cũng không ảnh hưởng tới hắn chút nào, trong lòng vân quyển thư chấn động, lẩm bẩm. Nói như vậy, một mình bệ hạ đi tìm chuyển thế thân của các đời địa hoàng, cũng không phải là dùng thân mạo hiểm, phong hiếu trung triệt để thôi động biến hóa của luân hồi thiên cầu, thân hình hắn và đám người minh di đế dần dần bị thiên cầu che khuất, biến mất không thấy đâu nữa, thanh âm cũng trở thành càng lúc càng mơ hồ. Tự nhiên là không phải. Hắn chỉ là muốn dụ rắn ra khỏi hang mà thôi. Hô, thân hình của bọn họ hoàn toàn bị thiên cầu che khuất, thanh âm cũng không thể truyền ra nữa. Vân Quyển Thư phun ra một ngụm trọc khí, vội vàng đi tìm thiên ti nương nương. Hắn vừa mới tiến vào thánh địa hoa tư, đã thấy thiên ti nương nương từ trong thánh địa hoa tư đi ra, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng nói hoa tư nương nương và lôi trạch thần long hiện tại đang ở tổ đình cùng một chỗ với đại toại mà hậu thổ nương nương thì lại đang bế quan phu quân đi gặp đạo tôn không biết đạo tôn nói thế nào vân quyển thư vẫn có chút như lọt vào trong sương mù nói đạo tôn nói bệ hạ hiện tại đã vô địch rồi chúng ta không cần lo lắng hai vợ chồng đều là một mảnh mờ mịt khu luân hồi thứ bảy chung nhạc nhàn nhã tản bộ trong vòng mấy ngày đã đi tới viêm hỏa lục đạo giới trong ba ngàn lục đạo giới đã có khu luân hồi thứ bảy đi tới bất luận nơi nào trong vũ trụ cũng đều vô cùng nhanh chóng trong viêm hỏa lục đạo giới đồng dạng cũng là phản loạn nổi lên bốn phía thể hiện ra dấu hiệu loạn thế có không ít thần linh ma linh từ trong hư không giới hạ giới rơi vào nơi này có kẻ thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế có kẻ lại trực tiếp đoạt xá xâm chiếm nhục thân của người khác thậm chí còn có cả đế linh cũng rơi vào nơi này sau khi chung nhạc nhất thống thiên hạ đã phân phong chư đế đi trấn thủ vũ trụ càng khôn nhưng lục đạo giới quá nhiều đại đa số chư đế đều bị phân phong tới trong vũ trụ cổ lão tử vi và hư không giới và khu luân hồi thứ bảy mà trấn thủ ba ngàn lục đạo giới phần lớn chỉ là đế quân trấn thủ viêm hỏa lục đạo giới là nguyên ất đế quân tu vi cực kỳ hùng hậu thực lực cũng rất cao bất quá đại loạn lần này ảnh hưởng tới địa ngục luân hồi và sáu đại tinh hà của lục đạo giới, cho dù là hắn cũng bận rộn tới mức sức đầu mẻ tráng, không kịp ngơi tay. Trung nhạc đi tới thiên đình của nguyên ất đế quân, chỉ thấy thiên đình hiện tại đã trống rỗng, toàn bộ thiên binh thiên tướng đều bị điều phái ra ngoài, trấn áp loạn lạc các nơi, càng hỗn loạn, lại càng có cơ hội để cho kiêu hùng cuộc khởi. Trung nhạc đảo mắt nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, lắc lắc đầu, thẳng tắp rời khỏi thiên đình, đi tới thiên giới của viêm hỏa lục đạo giới, tìm tới điểm định cư của nhân tộc. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, nhân tộc đã không còn là tội tộc năm xưa, địa vị cũng không còn thấp nữa, mà đã ngang hàng với các tộc thần ma, địa vị cũng rất cao, có thể cư ngụ trong thiên giới, địa giới của lục đạo giới. Những năm qua, nhân tộc phát triển vô cùng thịnh vượng, trong nhân tộc có không ít tu sĩ tài trí siêu tuyệt tu luyện thành công, rất nhiều người đã thức tỉnh mấy thành thần huyết phục hy, cũng có chút người mở ra đại bộ phận thần huyết Phục Hy, trở thành Phục Hy thần tộc. Không ít kẻ không nở rời khỏi bộ lạc của chính mình, bởi vậy lưu lại hạ giới, khiến cho lực lượng của chủng tộc càng cường đại hơn. Mà Trung Nhạc cũng quan tâm tới tộc nhân của chính mình, thường xuyên phái cường giả Phục Hy thần tộc trong tiên thiên tấm quân hạ giới truyền đạo giảng Pháp, truyền thụ công Pháp cao thâm cho tộc nhân. Vị địa hoàng lần này chuyển sinh vào trong thiên giới của viêm hỏa lục đạo giới, chính là vị địa hoàng được xưng là có tu vi thâm hậu nhất trong 23 triều phục hy địa hoàng, bằng hà đế. Bằng hà huyền công của hắn được xưng là hải nạp bách xuyên, căn cứ theo tin tức của Vân Quyển Thư, bằng hà đế trải qua lục đạo luân hồi, chuyển thế vào trong nhân tộc, trở thành một gã thiếu niên nhân tộc, lấy tên vẫn là bằng hà, chung nhạc cất bước mà đi, đạp chân trên tinh hà thiên giới mà tới, không bao lâu đã tới đại lục hạch tâm của thiên giới, tìm được một gã thiếu niên, mỉm cười nói. Vãn bối bái kiến bằng hà đế, gã thiếu niên này sống mũi cao thẳng, tướng mạo thanh kỳ, bộ dáng chỉ mới 5-6 tuổi, đang cùng với một đám thiếu niên đọc sách, trong lúc bất chợt đã bị chung nhạc dịch chuyển tới trước mặt chính mình, cũng không kinh hoảng chút nào, ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Hóa ra là bệ hạ. Bệ hạ không cần tự xưng vãn bối, ta mặc dù kiếp trước là thiên đế, đi trước ngươi, nhưng ở kiếp này lại đi sau ngươi, ngươi gọi ta bằng hà là được, chung nhạc gật đầu, Miễn cười nói nơi này không phải là chỗ ở lâu ngươi đã chuyển thế năm sáu năm đằng đẵng ta từ trong luân hồi đã tìm được tung tích của ngươi vì vậy mới tới đây tìm ngươi ngươi theo ta đi tử vi a ta sẽ an bài ngươi bằng hà đế nghiêm mặt nói đa tạ bệ hạ bất quá ta muốn tự mình lịch luyện dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng quên đi kinh nghiệm tu luyện kiếp trước như vậy mới có thể đạt được thành tựu càng lớn hơn chung nhạc tán tháng một tiếng, nói Con đường mà ngươi nói này, quả thật chính là chính đồ tu luyện. Chỉ có trải qua chiến đấu sát phạt, nhiều lần lên xuống, mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Nhất là hiện tại chính là thời điểm loạn thế. Trong loạn thế sát phạt nổi lên bốn phía, chính là thời cơ để anh hùng và kiêu hùng cuộc khởi. Bất quá, ngươi đã bị ta thông qua luân hồi tìm ra tung tích, Vậy kẻ thù của chúng ta cũng có thể thông qua luân hồi tìm được tung tích của ngươi, hẳn là rất nhanh sẽ tìm được ngươi." bằng Hà đế khẽ nhíu mày, thử dò xét hỏi. "Bệ hạ có thủ đoạn gì có thể mê muội thiên cơ hay không? Ta ngược lại có thể mê muội thiên cơ." "Nhưng ngoại trừ thiên cơ ra, còn cần phải mê muội luân hồi nữa." Chung Nhạc mỉm cười, nói. "Mê muội thiên cơ để cho thiên không thể tính ra tung tích của ngươi, cái này ngược lại vô cùng đơn giản." chỉ cần thiên cơ thần vương cũng có thể làm được nhưng mê muội luân hồi ngay cả ta cũng có chút tật lực rồi cho nên ta cần phải tìm được ngươi mới có thể giúp ngươi mê muội luân hồi không cho luân hồi thánh vương tính ra tung tích của ngươi cặp mắt bằng hà đế sáng lên nói vậy làm phiền bệ hạ rồi chung nhạc mỉm cười nói chỉ là viêm hỏa lục đạo giới này ngươi không thể lưu lại được nữa rồi trẫm đi tới nơi này đã dẫn tới một đám cừu gia Ngươi lưu lại trong viêm hỏa lục đạo giới, chỉ sợ sẽ bị đám cừu gia của ta huyết tẩy. Ngươi hãy theo ta trở về tử vi A, bằng hà đế gật đầu, đi tới bên cạnh hắn. Trung nhạc đang định rời khỏi, đột nhiên một đạo thanh âm từ xa vang lên. Đế nhạc bệ hạ, xin hãy dừng chân, trung nhạc theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tiểu hài đồng từ xa chạy tới, toàn thân đỏ bừng như lửa, nhìn thấy hắn cũng không chút sợ hãi, nói lớn, đế nhạc bệ hạ, còn nhận ra ta không? Trung nhạc cẩn thận quan sát, chỉ thấy quanh thân tiểu hài đồng này có lực lượng tế tự vần quanh. Của lực lượng tế tự kia cực kỳ hùng hậu, trình độ hùng hậu quả thật không gì sánh nổi, cực kỳ bất phàm. Tiểu hài đồng này cũng không phải là nhân tộc, mà là viêm ma tộc, chẳng biết tại sao lại chạy tới nơi này. Trung nhạc mở ra tam mục thiên đồng, trong mắt lóe lên luân hồi quang luân, nhìn rõ ràng lai lịch của hắn, kiếp trước kiếp này đều rõ ràng như lòng bàn tay, mỉm cười nói. Tự nhiên nhận ra. Hóa ra là viêm hỏa đạo huynh. Viêm hỏa đạo huynh chuyển thế tới nơi này, nhất định là chúa tể của nơi này a. À, bằng hà đế nghi hoặc không hiểu. chung nhạc mỉm cười, nói. Viêm hỏa đại đế chính là chủ nhân của viêm hỏa lục đạo giới. Bí cảnh nguyên thần kiếp trước của hắn chính là đã biến thành viêm hỏa lục đạo giới, bởi vậy mới có lực lượng tế tự vần quanh, vạn pháp bất xâm hết thảy chúng sinh của viêm hỏa lục đạo giới chỉ cần tế tự viêm hỏa lục đạo giới lực lượng tế tự cũng sẽ rơi xuống trên người hắn lúc này bằng hà đế mới hiểu ra viêm hỏa đại đế hiện tại đã chuyển thế thành tiểu đồng viêm ma tộc lớn tiếng nói bệ hạ ngươi đã đáp ứng chúng ta để cho chúng ta tiến vào hư không giới trường sinh bất tử hưởng dụng tế tự hiện tại hư không giới đã sụp đổ làm hại ta không thể không chuyển thế Ta kiếp trước đã tu luyện hơn 10 vạn năm, chỉ còn lại có hơn một vạn năm thọ nguyên, bây giờ bị buộc phải chuyển thế, chỉ còn có bấy nhiêu thọ nguyên mà thôi, ngươi phải bồi thường cho ta a." À, Chung Nhạc lắc đầu, nói. "Đạo huynh, hư không giới sụp đổ, bản thân ta cũng không thể làm gì. Ngươi hẳn là biết, hư không giới bị hủy không quan hệ gì với ta a." À, viêm Hỏa Đại Đế cười lạnh một tiếng, nói. "Đại tội vẫn còn sống." ngươi lệnh cho hắn xây dựng hư không giới trở lại là được rồi. Ta chỉ cần ở trong hư không giới hưởng dụng tế tự thêm 200 vạn năm nữa, sẽ có thể trở thành tế tự thần, không còn lão bệnh tử. Nhưng hiện tại ta chỉ còn có thể sống một vạn năm nữa, đây chính là trách nhiệm của ngươi, chung nhạc cao mày, nói. Đại toại là lão tổ tông của ta, hiện tại lại đang bị thương trong người, ta sao có thể lệnh cho hắn mở lại hư không giới được. Nếu mạnh mẽ mở lại hư không giới, chỉ sợ tính mạng của hắn cũng sẽ bị kéo vào luôn hơn nữa chuyện ta đáp ứng ngươi ta sớm đã làm được rồi giao dịch giữa hai chúng ta đã sớm kết thúc ngươi hẳn không nên lại tới tìm ta a à. viêm hỏa đại đế liên tục cười lạnh nói đế nhạc bệ hạ ngươi không xây dựng lại hư không giới giang sơn sao có thể ngồi vững vàng được chung nhạc phất tay áo một cái đứng dậy mang theo bằng hà đế rời đi lắc đầu nói nếu không phải nể tình ngươi là chủ nhân của viêm hỏa lục đạo giới hiện tại trẫm đã có thể phán ngươi tử tội viêm hỏa đạo huynh ngươi tự giải quyết cho tốt viêm hỏa đại đế giận dữ kêu lớn đế nhạc ngươi không giữ lời hứa bất quá chung nhạc sớm đã đi xa căn bản không nghe được lời nói của hắn viêm hỏa đại đế phẫn quốc không thôi cảm thấy chung nhạc đã cắt đứt con đường trường sinh của hắn thời điểm hắn còn đang tức giận thiên không đột nhiên lưu động tiếp theo thiên không nhỏ dọc xuống biến thành một gã thần nhân không có khuôn mặt mỉm cười nói viêm hỏa đạo huynh thật đáng thương đế nhạc sau khi dùng qua ngươi đã liền một cước đạp ngươi sang một bên ngươi vốn dĩ có đạo trường sinh hiện tại lại chỉ còn lại một vạn năm thọ nguyên ngươi có thể nhịn được sao thiên cặp mắt viêm hỏa đại đế sáng lên thiên bật cười ha hả nói không sai đạo huynh lần này ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết một tin tức tốt đế nhạc sắp tới hẳn là phải chết một lần bất quá hắn dù sao cũng là tiên thiên thần ma lần này chỉ là một lần cảnh cáo hắn mà thôi tương lai muốn mai tán hoàng triều của đế nhạc còn cần viêm hỏa đạo huynh tương trợ không biết ý đạo huynh thế nào viêm hỏa đại đế thoáng do dự một chút cắn răng nói đế nhạc đối với ta bất nghĩa ta cần gì phải nhân nghĩa với hắn thiên cười ha hả nháy mắt liền dung nhập với thiên khung, lưu động mà đi, chung nhạc dẫn theo bằng hà đế đi tới tạo hóa lục đạo giới. Tòa lục đạo giới này là do bí cảnh nguyên thần của tạo hóa đại đế biến thành. Hắn thấp giọng nói, chẳng lẽ tạo hóa đại đế cũng chuyển thế vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình sao? Có khả năng này a? À? Ba ngàn lục đạo giới, chỉ sợ ba ngàn đại đế thượng cổ kia đều đã chuyển thế vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, hấp dẫn lực lượng tế tự nhằm bảo vệ chính mình, tránh cho gặp kiếp A, bằng hà đế nói. Địa hoàng chuyển thế tới nơi này là ai? Nhân khang đế, sắc mặt chung nhạc bình tĩnh, nói. Kẻ khai sáng long tinh đại hỏa lịch kinh. Theo lời đồn, năm xưa nhân khang đế chính là phế thể tinh hà linh thể, nhưng lại trở thành đại đế có một không hai trong thiên hạ, vô địch cả một thời đại. Đi. Chúng ta đi gặp hắn, đột nhiên, phía sau chợt lóe lên một đạo bạch quang, quang mang cực kỳ chói mắt. Khóe mắt bằng hà đế nhảy lên một cái, thấp giọng nói. Bạch đế! Lần này tới đây là bạch đế đạo thần, hay chỉ là cấu thân của hắn, chung nhạc mỉm cười, nói. Ta tặng cho ngươi một kiện bảo vật A, à. bằng hà đế thoáng ngẩn người. Trung nhạc đột nhiên rút đao, đao quan chiếu sáng toàn thể tạo hóa lục đạo giới. Trên không trung bạch quan cuồn cuộn, sau đó một cái thủ cấp khổng lồ rớt xuống chung nhạt nhất cái đầu của bạch đế lên quan sát trong chốc lát miễn cười nói là cấu thân cái đầu này cho ngươi ngươi luyện chế nó thành bảo vật a bằng hà đế thoáng giải ra ngây ngốc nhìn chầm chầm cái đầu của bạch đế vẫn chưa khôi phục lại tinh thần bạch đế ở thời đại của hắn cũng là tồn tại cực kỳ cường đại trước đây hắn đã từng mấy lần dẫn theo vô số thần ma của hoàng triều bao vây tiểu trừ bạch đế nhưng thủy chung vẫn để cho bạch đế chạy thoát căn bản không thể bao vây được hắn càng đừng nói tới đánh bại hắn bạch đế tồn tại giả hoạt nhất thế gian trơn trượt không lưu tay tới hiện tại bạch đế lại càng nhảy một cái trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất thế gian đã trải qua lục đạo luân hồi thất đạo luân hồi một nửa người của hắn lại còn trở thành đạo thần một tồn tại cường đại như thế nhưng cấu thân của hắn lại bị chung nhạt một đao chém rơi đầu Trung Nhạc hiện tại đã cường đại tới mức nào rồi? Bằng Hà Đế đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Bệ hạ, cấu thân của Bạch Đế có phải đã chết rồi không? Trung Nhạc gật đầu một cái, nhấc cái đầu của Bạch Đế lên, nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của Bằng Hà Đế, mỉm cười nói. Đã chết rồi. Bất quá, phần thân thể còn lại của hắn đã bị thân đạo thần của hắn đoạt đi, đại khái là muốn ở trong thánh địa của chính mình phục sinh lại cấu thân của bản thân mà ta chính là đang đợi cơ hội này. Bằng hà đế có chút nghi hoặc không hiểu, trong tổ đình, đạo thân dịch tiên sinh của Trung Nhạc đột nhiên đi ra thánh điện tổ đình, đi tới thiên ngoại thiên động ngoại động của Càng Đô Thần Vương, mỉm cười nói. Càng Đô Đạo Huynh, cấu thân của Bạch Đế đã bị chém chết, ta cần ngươi giúp một tay, cấu thân của Bạch Đế bị chém chết, Càng Đô Thần Vương nhất thời hiểu ý, huy động ống tay áo, chỉ thấy 19 bức tiên thiên thiên đạo đồ phù không bay lên, mỉm cười nói. Bạch đế dù sao trước đây cũng là đạo thần, tu vi cường đại, căn cơ vững chắc, hơn xa thần ma tà tam đế. Chỉ dựa vào bệ hạ quả thật khó có thể xác định phương vị thánh địa của hắn. Bất quá, bạch đế thật sự quá mạnh, 49 thiên đạo đồ của chúng ta có thể tìm được địa phương phục sinh của hắn hay không, bản thân ta cũng không quá nắm chắc, quan luân sau đầu dịch tiên sinh chuyển động, trong bí cảnh đạo nhất từng bức từng bức thiên đạo đồ soạt soạt bay ra. 49 bức thiên đạo đồ cấu kết trên không trung, phủ kính thiên ngoại thiên động ngoại động, liên tiếp các giới trong vũ trụ, bắt giữ những động tĩnh tinh tế của đại đạo các giới. Tế, dịch tiên sinh chỉ tay một cái, tiên thiên dịch đạo bay thẳng lên không trung, biến thành một bức thiên đạo đồ cuối cùng, hình thành con số đại diễn. Tiên thiên dịch đạo đã tạo thành một đạo cuối cùng của 50 thiên đạo, bổ sung đầy đủ thiên đạo, lập tức liên hệ toàn bộ các nơi hẻo lánh trong vũ trụ lại cùng một chỗ với thiên đạo đồ bất luận một động tĩnh tinh tế gì cũng sẽ bị hai người cảm nhận được dịch tiên sinh bấm tay búng một cái chỉ thấy một tia thần huyết bạch đế bay ra dung nhập vào trong đại diễn thiên đạo đồ hai người ngồi xếp bằng trong đó tinh tế cảm ứng trước đây bạch đế cũng từng mấy lần bị thương tổn trong tay chung nhạc chung nhạc thậm chí còn góp nhặt được không ít thần huyết bạch đế giao cho đám hậu bối bọn hiếu văn thị hoàng thần thị để luyện bảo thần huyết bạch đế trong tay hắn cũng còn lại không ít Rốt cuộc đã tìm được thánh địa quang minh của Bạch Đế, dịch tiên sinh đột nhiên đứng dậy, miễn cười nói. Càng đô đạo huynh, lần này sang bằng thánh địa của Bạch Đế, liền giao cho ngươi và hậu thổ nương nương rồi, càng đô thần vương thản nhiên nói. Nào dám không tòng mệnh, mà ở tạo hóa lục đạo giới, Trung Nhạc đã tìm được chuyển thế thân của nhân khang đế ở nơi này. Nhân khang đế, kẻ khai sáng long tinh đại hỏa lịch kinh, dùng phế thể thành đế, cuối cùng ngồi lên đế vị. Ở niên đại này, tinh hà linh thể chính là đệ nhất linh thể được thế gian công nhận. Dù sao tinh hà linh thể chính là thất đạo luân hồi chính thống. Nhưng ở thời đại của Nhân Khang đế, lục đạo luân hồi vẫn chưa mở ra, tinh hà linh thể chính là phế thể, không chút tác dụng, là linh thể phế thải nhất, thậm chí còn không bằng thể chất bình thường. Nhân Khang đế năm xưa chính là linh thể phế thải như vậy, trong cơ thể có tới ước vạn loại linh lực, thuộc tính mỗi một loại lực lượng đều không giống nhau hơn nữa lực lượng bất đồng còn xung đột lẫn nhau loại linh thể này ở thời đại ngũ đạo luân hồi cơ hồ là không thể tu luyện nhưng nhân khang đế lại mạnh mẽ mở ra một con đường riêng của chính mình thống nhất các loại lực lượng hỗn loạn trong cơ thể cuối cùng trở thành một đời thiên đế đối với nhân khang đế hai vị thiên đế đời sau là tường thước đế và trạch trì đế đã từng có lời đánh giá đối với nàng nói nhân khang tiên đế tuy là nữ tử nhưng lại kỷ nghiệp vô song có khả năng biến hóa chung cực chính là dịch giả, nhân khang nữ đế, chu thiên tinh đấu, long hỏa đại lịch, vô địch hậu thế suốt 9.000 năm, chính là dị giả, chính là muốn nói nhân khang đế trưởng khống các loại lực lượng đã đạt tới mức tận cùng. Long tinh đại hỏa lịch kinh của nàng trưởng khống lực lượng tinh tú, tinh đấu của chư thiên, có vô tận biến hóa, mở ra một con đường mới cho tinh hà linh thể. Đời này, nhân khang đế chuyển thế cũng là một nàng nữ tử, niên kỷ phản phất như bằng hà đế, bất quá lại băng tuyết khả ái, vừa nhìn thấy bằng hà đế liền vội vàng không người thi lễ, dòng giả nói. Bằng hà lão tổ, bằng hà đế vội vàng xua tay, nói. Kiếp trước mặc dù ngươi xuất thế muộn hơn ta mấy năm, nhưng kiếp này niên kỷ chúng ta lại không chênh lệch bao nhiêu, không cần luận bối phận kiếp trước, chung nhạc nói. Hai vị lão tổ, chúng ta còn phải nhanh chóng chạy tới chỗ kế tiếp, nên tiếp một vị địa hoàng khác, nhân khang đế gật đầu. Trung nhạc xuề bàn tay ra, Nhân Khang Đế và Bằng Hà Đế đều không tự chủ được theo bàn tay của hắn nâng lên mà bay lên, rơi vào trong quan luân sau đầu hắn. Trung Nhạc đang định rời khỏi, đột nhiên một cổ tinh thần ba động truyền tới, nói Thiên Đế bệ hạ chậm đã, Trung Nhạc dừng bước lại, miễn cười nói Tạo hóa đạo hữu một tiểu nam hài toàn thân bao phủ lực lượng tế tự nồng đậm từ xa chạy như bay tới, nói lớn. Chính là tạo hóa. Bệ hạ, đây là không gian bí cảnh nguyên thần của ta ngươi vừa đặt chân tiến vào ta đã liền biết được lập tức điều động lực lượng bí cảnh nguyên thần đi tới tìm ngươi tạo hóa lục đạo giới chính là thế giới do bí cảnh nguyên thần của tạo hóa đại đế biến thành mặc dù tạo hóa đại đế đã chuyển thế nhưng nguyên thần vẫn là nguyên thần của kiếp trước cũng không có gì thay đổi đời này hắn chuyển thế trở về tạo hóa lục đạo giới chính là vì ở trong tạo hóa lục đạo giới hắn có thể tùy ý tới lui bất kỳ địa phương nào dễ dàng tránh né sự truy sát của địch nhân, muốn đi thì đi, muốn ở lại thì lưu lại, bệ hạ, đời này ta chỉ có 8.000 năm thọ nguyên. Xin hỏi bệ hạ, có thể lại mở ra hư không giới hay không? Tiểu đồng tạo hóa có chút khẩn trương hỏi, chung nhạc lắc đầu, nói. Chuyện này ta cũng không biết. Hiện tại hư không giới đã sụp đổ, linh hồn không còn địa phương ký thác. Bất quá, khu luân hồi thứ bảy cũng đã kiến thành, hơn nữa đã có con đường luân hồi vãng sinh, tạo hóa đạo huynh không cần quá lo lắng, tiểu đồng tạo hóa lộ ra thần sắc thất vọng, nói. Bệ hạ, đi một lần vào trong luân hồi, chính là sẽ hồn phi phách tán A. Linh hồn ta thọ nguyên vừa tới, sẽ phải hồn phi phách tán, linh hồn phân giải, sau đó trải qua tán khu tẩy đi hết thảy, thánh địa vãng sinh tái tạo linh hồn, mới có thể vãng sinh. Tới lúc đó, đã không còn tạo hóa đại đế nữa, chung nhạc khẽ nhíu mày, nói. Đây là quy tắc của luân hồi chi đạo, ta cũng không có biện pháp a. À. Năm xưa, thời điểm luân hồi đại nhất thống vẫn chưa sinh ra, hư không giới cũng chỉ là một địa phương tạm thời ký thác mà thôi. Hư không giới chỉ có tiến vào chứ không có đi ra, sớm muộn gì cũng sẽ bị ép vỡ. Hiện tại bất quá chỉ là xảy ra sớm hơn một vài năm mà thôi. Tạo hóa đạo huynh, đây là đạo tuần hoàn của vũ trụ. Ngươi được tôn là tạo hóa hẳn là biết rõ luân hồi mới là chính đạo tiểu đồng tạo hóa càng thất vọng hơn ngay cả bệ hạ cũng không có biện pháp gì sao chung nhạc lắc đầu vậy kính xin bệ hạ trả tạo hóa huyền môn của ta lại cho ta tiểu đồng tạo hóa có chút khẩn trương nói chung nhạc mỉm cười nói đế binh của ngươi đang ở chỗ của âm cơ nương nương và uyển quân nương nương bất quá ngươi không cần lo lắng một kiện đế binh nho nhỏ ta cũng không tới mức chiếm đoạt của ngươi đợi sau khi trẫm trở về, sai người đưa tới cho ngươi là được. Tiểu đồng tạo hóa thở vào nhẹ nhõm, không người tạ ơn, lực lượng tế tự quanh thân xoay tròn, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa. Đế binh của ba ngàn đại đế chính là bảo vật trấn áp khí vận vũ trụ các nơi trong hoàng triều của ta. Nếu ba ngàn đại đế phục sinh đòi lại những bảo vật này, chỉ sợ sẽ lại tạo thành vài phần nhân tố không ổn định rồi. Ánh mắt chung nhạc chấp động, xoay người dẫn theo nhân khang đế và bằng hà đế rời khỏi tạo hóa lục đạo giới. Tạo hóa đại đế đối với hắn ngược lại cũng tính là khách khí, không có thất lễ, cho nên hắn đáp ứng trả đế binh lại cho tạo hóa đại đế. Hơn nữa, đám đế binh này cũng không thể không trả lại. Đế binh vốn có linh, 3.000 kiện đế binh của 3.000 đại đế đều có linh tính của chính mình. Nếu 3.000 đại đế chủ động kêu gọi đế binh của mỗi người, chung Nhạc cũng chỉ có thể để cho bọn họ thu lại bằng không, đám đại đế này khiến cho đế binh trấn áp thủ tướng của Hoàng Triều, ngược lại chính là một tổn thất thật lớn. Hơn nữa, Trung Nhạc cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều phải trấn áp 3.000 kiện đế binh này. Nhưng trong 3.000 vị đại đế này cũng không phải kẻ nào đều dễ nói chuyện giống như tạo hóa đại đế vậy, chỉ sợ phần lớn đều là giống như viêm hỏa đại đế vậy. Đối với việc hắn không muốn trùng kiến lại hư không giới mà canh cánh trong lòng, 3.000 đại đế thượng cổ, cộng thêm đám thần linh ma linh chuyển thế kia, đủ khiến cho ta nhức đầu rồi, chung nhạc xoa xoa mi tâm, bộ dáng có chút sầu não. Nhân Khang Đế và Bằng Hà Đế liếc nhìn nhau một cái, đều không biết vì sao hắn lại phát sầu, đột nhiên, chung nhạc chợt mỉm cười, nói. Ta đã tặng cái đầu cấu thân của Bạch Đế cho Bằng Hà Địa Hoàng, vẫn chưa tặng cho Nhân Khang Địa Hoàng bảo bối gì, ngược lại cũng có chút thất lễ. Kính xin Nhân Khang Địa Hoàng chờ một lát, Nhân Khang Đế đang định chối từ, đột nhiên một mảnh hắc ám vô biên rợp trời ngập đất tập kích tới, bao phủ hết thảy tinh không, khiến cho vũ trụ không còn màu sắc. Hắc đế, hai vị địa hoàng kinh hô một tiếng, trong hắc ám vô biên chỉ nghe tiếng trống vang lên. Tiếng trống này chính là dị hưởng do chư thiên vô đạo chấn động phát ra. Bất quá, ngay sau đó lại là một tiếng trống từ bên cạnh hai người nhân khang đế và bằng hà đế vang lên, tiếp theo lại nghe được một tiếng hừ khẽ, chỉ thấy toàn bộ hắc ám ngập trời giống như nước thủy triều thối lui ra bốn phương tám hướng, tinh không khôi phục lại như lúc ban đầu, Trung Nhạc giơ tay lên, phía trên có một cái đầu thật lớn rơi xuống, rơi thẳng vào trong tay hắn, may mắn không làm nhục mệnh, Trung Nhạc giơ tay lên, nhét cái đầu này vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, đưa tới trước mặt Nhân Khang nữ đế, mỉm cười nói: "Đây là cái đầu của cấu thân hắc đế. Hắn và ta có đại thù, ta đã phá hủy thánh địa hắc ám của hắn." lần này hắn nghĩ muốn thăm dò thực lực của ta, cho nên đã phái cấu thân tới đây. Nhưng chư thiên vô đạo của hắn sao có thể địch lại ta, bị ta dùng chư thiên vô đạo trấn áp một thân tu vi thực lực, chém xuống cái đầu cấu thân của hắn. Nhân khang nữ đế là một nữ tử, nhìn thấy cái đầu máu me đen ngòm của hắc đế, có chút không ưa thích, vội vàng lắc đầu, nói. Không cần. Quá xấu rồi. Ta không muốn dùng cái đầu của hắn luyện bảo hai tay chung nhạc chà sát một cái, nghiền nát cái đầu của hắc đế, khôi phục lại thành đại đạo hắc ám thuần túy, lại luyện thành một hạt châu màu đen, mỉm cười nói. Hiện tại hẳn là được rồi chứ, nhân khang nữ đế đại hỷ, thu hồi khỏa tiên thiên hắc ám châu kia, mỉm cười nói. Đa tạ bệ hạ, chung nhạc tiếp tục đi tới lục đạo giới kế tiếp, nói. Chúng ta đi tìm ấn thương nữ đế. Ấn thương phục ma huyền công của ấn thương nữ đế vô cùng bá đạo, một cây long xà thương đánh khắp thiên hạ, đương đại vô địch. Ta từ trong công pháp của nàng cũng thu hoạch được khá nhiều, trong 23 triệu địa hoàng phục hy, nữ thiên đế chiếm một bộ phận rất lớn. Đám người nhân khang, ấn thương, tượng đoàn, dịch di, khuê tỉnh, phục thái, ký tiết, hy hạo và sư dịch đều là nữ thiên đế, dùng thân phận nữ nhi hùng cứ cả một thời đại, nữ tử xưng đế, ở thời đại địa kỷ cũng không phải là số ít, nhất là phục hy thần tộc, số lượng nữ thiên đế chiếm cứ hơn phân nửa. Vì sao thời đại địa kỷ lại có nhiều nữ thiên đế như vậy, chung nhạc cũng phi thường nghi hoặc. Bất quá, về sau nghĩ tới tân hỏa, hắn cũng liền bình thường trở lại, thân là truyền thừa chi hỏa, tân hỏa thường xuyên tuyển chọn nam phục hy làm kẻ thừa kế. Các đời kẻ thừa kế tân hỏa thường thường đều bị đống lửa nhỏ này chỉ dạy khiến cho có chút lệch lạc, vô cùng háo sắc, tu luyện cái gì ngao chiến đại pháp này nọ, bị đầu độc giao phối với nữ tử các tộc, khiến cho trẻ nải tu luyện cũng không phải số ít đương nhiên những lời này chung nhạc cũng chỉ dám âm thầm kết luận mà thôi ngàn vạn lần không dám nói ra trước mặt tân hỏa nữ tử của phục hy thần tộc thường thường đều là khôn khéo giỏi giang cực kỳ kiên nghị hơn nữa có hoa tư thị làm nội tình hoa tư thần tộc vẫn luôn là chỗ dựa mạnh mẽ của nữ tử phục hy thần tộc trong phục hy thần tộc địa vị của nữ tử cực kỳ phi phàm trong toàn bộ lịch sử của thời đại địa kỷ Phục Hy thần tộc đã từng gặp qua đủ các loại nguy nan, cuối cùng thường thường đều là nữ tử đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu giúp chủng tộc giữa nguy nan, ví dụ như Nhân Khang nữ đế. Lúc nàng còn trẻ, Lập Lộ đế đã sớm băng hà. Lập Lộ đế là tổ tiên của Lật Lục thị, xuất thân từ hoàng tộc Hách Tư thị, lúc đó vẫn chưa hình thành Lật Lục thị, sau khi Lập Lộ đế băng hà, giữa các hoàng tộc phát sinh tranh đấu lẫn nhau, lại có tiên thiên cổ thần tác loạn nhân cơ hội tàn sát cường giả các tộc, mà phục hy thần tộc chính là mục tiêu chủ yếu. Lúc đó, nhân khang nữ đế vẫn còn là đế quân, nhưng đã lộ ra tư thế tuyệt đại vô địch, ở trong thời điểm nguy nan này kế thừa vị trí tộc trưởng, hối hả ngược xuôi, điều giải phân tranh giữa các tộc, chiến đấu ma đầu, chém thần vương, trấn áp phản loạn, ở trong sát phạt thành tựu đại đế, cuối cùng dẫn người trấn áp thần vương náo loạn, bị các tộc đề cử lên làm thiên đế. Chuyển thế thân của Ấn Thương Nữ Đế ở trong Ngự Thủ Lục Đạo giới. Chung Nhạc đi tới Ngự Thủ Lục Đạo giới, tiếp đi chuyển thế thân của Ấn Thương Nữ Đế. Không ngoài dự liệu, Ngự Thủ Đại Đế cũng đột nhiên xuất hiện, tra hỏi Chung Nhạc có thể mở lại hư không giới hay không, đồng thời yêu cầu hoàn trả đế binh Ngự Thủ Phiên Thiên Ấn, Chung Nhạc đáp ứng hắn sẽ phái người đưa Ngự Thủ Phiên Thiên Ấn tới, lúc này mới rời đi. Ấn Thương Nữ Đế nói: "Bệ hạ hẳn không nên đáp ứng hắn a." ba ngàn lục đạo giới chỉ sợ ba ngàn đại đế cũng đều sẽ chuyển thế trở về lục đạo giới của mỗi người những tồn tại này giả tâm bừng bừng hơn nữa thọ nguyên không còn nhiều nhất định sẽ tái khởi hỗn loạn khiến cho căn cơ giang sơn của bệ hạ bất ổn bệ hạ hẳn là nên tìm ra ba ngàn vị đại đế này nhất cử diệt trừ a nàng cũng là tồn tại khởi nghiệp từ trong sát phạt cuối cùng leo lên bảo vị thiên đế tự nhiên là hạng người sát phạt quả đoán trong lịch sử ấn thương nữ đế chính là nổi danh với lòng dạ độc ác hành động quả đoán chung nhạc nói giết chết bọn họ không khó nhưng cái khó chính là nếu giết chết bọn họ chư đế đều sẽ phản bội ta sẽ cảm thấy ta không khác gì đám tiên thiên thần vương kia thân là đế hoàng tối kỵ nhất chính là giết chết thần tử có công năm xưa khi ba ngàn đại đế còn là đế thi đã từng có công lớn với chung nhạc giúp chung nhạc lực áp chư thần vương đoạt được giang sơn Giết chết 3.000 đại đế, dưới trướng Trung Nhạc vẫn còn có 3-4.000 vị đại đế. Vậy những đại đế này sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ là ai nấy đều cảm thấy bất an a. À. Hiện tại, sự cường đại của Hoàng Triều cũng không phải là dựa vào sự cường đại của Phục Hy Thần Tộc, mà là dựa vào mị lực cá nhân của Trung Nhạc, tụ tập toàn bộ các đại đế trên thế gian lại xung quanh hắn. Lúc này mới tạo thành một Hoàng Triều cường đại nhất, ép cho đám thần vương thái cổ tới mức thở không nổi, không dám thò đầu ra giết chết ba ngàn đại đế chính là tự làm xấu căn cơ khiến cho đám thuộc hạ trung thành với chính mình sinh ra lòng phản loạn thời gian mấy tháng trung nhạc rốt cuộc cũng tìm được chư đế đám dịch di sư dịch chỉ còn lại có bào hy đế và hạo dịch đế là chưa tìm được bất quá trong tài liệu mà vân quyển thư giao cho hắn cũng không có hạ lạc của hạo dịch đế khiến cho trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc hạo dịch đế đã mất rồi khóe mắt sư dịch đế nhảy lên một cái ảo não nói hắn đã thiêu đốt linh hồn của chính mình giúp tận hết thảy lực lượng đưa chúng ta hạ giới sau đó chết dưới sự giáp công của thiên và thần ma tà tam đế trong lòng chung nhạc đau xót có chút nín nẹn khó có thể thở dốc tại thời điểm hắn ngoại trừ tân hỏa cái gì cũng không có chính là hạo dịch đế thiêu đốt đế linh từ hư không giới hạ giới chỉ điểm hắn giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh về sau cũng là hạo dịch đế nhiều lần giúp đỡ hắn trước đây hai người đã từng gặp nhau trong quá khứ chỉ là vẫn chưa từng gặp mặt. Trung nhạc có thể diệt trừ thánh địa hắc ám của hắc đế, cũng là có công lao của hạo dịch đế, nhưng hiện tại, hạo dịch đế vẫn là đã mất, hồn phi phách tán, thiên hạ của trẫm vẫn là đã loạn rồi, quần ma loạn vũ A, à, cặp mắt trung nhạc âm u, trong mắt có hỏa quan chớp động, nhẹ giọng nói. Bất quá, muốn động giang sơn của trẫm dùng mạng tới đổi A. À. Chúng ta đi tìm bào hy địa hoàng, thủy tổ lập tộc của phục hy thần tộc, Bào Hy Đế đã chuyển thế tới đệ nhất lục đạo giới, cũng chính là phế giới trước đây. Sau khi Trung Nhạc Đăng Lâm Đế Vị, đã hủy bỏ cái tên phế giới, khôi phục lại danh hào đệ nhất lục đạo giới, đã tái tạo lại tinh hà, trọng tố luân hồi, khiến cho đệ nhất lục đạo giới khôi phục lại bộ dáng trước đây. Phụ trách trấn thủ đệ nhất lục đạo giới chính là thái tử của Trung Nhạc, Hoàng Thần Thị. Hoàng Thần Thị hiện tại đã thành đế, tu vi thâm hậu. Trong các hoàng tử của Trung Nhạc, Khuyết mạch của Trung Hoàng thần chính là tinh khiết nhất, thần thông quảng đại nhất, đã từng được lôi trạch cổ thần khen ngợi là thái tử có khả năng kế thừa y bác của Trung Nhạc nhất. Tu vi của hắn vô cùng thâm hậu, cho nên Trung Nhạc lệnh cho hắn trấn thủ đệ nhất lục đạo giới. Cũng không lâu lắm, Trung Nhạc đã thành công nên đón bào hy thị. Chuyển thế thân của 20 vị địa hoàng thiên đế rốt cuộc cũng tề tựu. Trung Hoàng thần nhận được tin tức, vội vàng chạy tới gặp, lễ bái một phen, nói sao phụ hoàng lại tùy tiện rời khỏi thiên đình như vậy? nếu địch nhân tới tập kích vây công phụ hoàng, chẳng phải là sẽ rơi vào hiểm cảnh sao? trung nhạc cười ôn hòa một tiếng, nói: Ngươi hiện tại đã dám khiển trách vi phụ rồi, lá gan quả thật không nhỏ. tới đây, bái kiến các vị địa hoàng đi. bọn họ đều là tiền bối tổ tông của chúng ta a. À, trung hoàng thần vội vàng nhất nhất bái kiến, ngữ khí không vui nói: phụ hoàng chuyện tình nghênh tiếp các vị lão tổ cứ giao cho ta làm là được ngươi không cần thiết phải tự thân mạo hiểm a à. nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha chung nhạc cười ha hả vỗ vỗ bả vai của hắn thản nhiên nói ngươi a à, trong các huynh đệ tỷ muội tu vi của ngươi đúng là cao một chút chỉ là nếu để cho ngươi tới nghênh tiếp chuyển thế thân của các vị địa hoàng liền sẽ khiến cho ngươi chịu chết rồi lại còn sẽ hại các vị địa hoàng nữa hắn đối với trung hoàng thần cũng vô cùng hài lòng cửu hoàng thị ai nấy cũng đều đã thành đế viễn siêu những con cháu còn lại trong đó lại dùng trung hoàng thần dẫn đầu trung hoàng thần từ nhỏ đã trải qua đại tai đại nạn khởi nghiệp từ trong khốn đốn và nguy nan dẫn theo chư đế bọn thần thiên vương rời khỏi tinh vực huyền tẩn, trợ giúp tổ đình vượt qua nguy nan kinh lịch của bản thân hắn rất giống với trung nhạc cho nên trung nhạc yêu thích hắn còn nhiều hơn cả thánh võ thị hiện tại con cháu của Trung Nhạc đã nhiều tới hơn vạn người, nhưng tư chất và thực lực của cửu hoàng thị vẫn là cao nhất. Thể hiện siêu quần bạc tụy nhất thì lại là thánh võ thị, chỉ là thánh võ thị lịch luyện vẫn còn ít một chút, hiện tại vẫn chưa tu thành đế cảnh. Hoàng thần, tuy nói tu vi của ngươi đã rất tinh tiến, nhưng thực lực trước mắt vẫn là còn kém một chút, hiện tại chỉ là tiêu chuẩn thần vương viễn cổ mà thôi. Trung nhạc vương tay ra rạch một cái, vẽ ra một vòng tròn, miễn cười nói vi phụ để cho ngươi nhìn một chút thần thông chân chính. Trung hoàng thần nhìn về phía vòng tròn mà hắn vừa mới vẽ ra, có chút không hiểu. Đột nhiên chỉ thấy tinh không vô tận của đệ nhất lục đạo giới gào thét rơi vào trong cái vòng tròn kia. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ đệ nhất lục đạo giới đã biến mất trong vòng tròn. Trung hoàng thần cảm thấy thân thể không thể đứng vững, rơi vào trong cái vòng tròn kia. Đại đạo luân hồi, không chỉ luân hồi linh hồn, cũng còn luân hồi đại đạo, cũng là luân hồi thời không thanh âm chung nhạc vang lên, thản nhiên nói. Hoàng thần, cái mà ngươi cần tu luyện còn có rất nhiều, vẫn là phải cố gắng học hỏi vi phụ và các vị sư bá tiền bối này mới được. Trung hoàng thần đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy đệ nhất lục đạo giới vẫn còn, phản phất như không hề bị hút trong vòng tròn do chung nhạc vẽ ra kia, trong lòng hoảng sợ. Thần thông của phụ thần đã càng lợi hại hơn rồi. Tu vi của hắn cũng càng khó có thể nhìn thấu. Sao phụ thần lại nói các vị sư bá tiền bối? Ai là sư bá tiền bối? Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một cái thần ma thái cực đồ xuất hiện, trên thái cực đồ đứng sừng sững ba tôn thần vương vô cùng vĩ ngạn, chung hoàng thần lại nhìn sang một bên, con ngươi nhất thời co rút. Hắn đã nhìn thấy hắc đế và bạch đế, nguy rồi. Phụ hoàng đã quá kinh suốt rồi, trên trán chung hoàng thần toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nghĩ muốn nhảy ra khỏi đệ nhất lục đạo giới. Bất quá, cho dù hắn vô cùng thần thông quảng đại, đã là tồn tại đỉnh cao trong đế cảnh, nhưng bất luận hắn thi triển ra thần thông gì cũng đều không thể nhảy ra ngoài, lúc này mới biết chính mình cách phụ thân vẫn như cũ còn một quảng rất xa, hoàng thần thị, chúng ta đang ở trong một thời không khác, bất luận ngươi làm cách nào cũng không thể nhảy ra được đâu. Thanh âm bào hy đế từ sau lưng hắn vang lên, nói Không cần uổng phí công sức nữa thần thông của Thái Hoàng thật sự đáng sợ, đã vượt qua ngươi rất nhiều rất nhiều, Trung Hoàng thần vội vàng hỏi. Các vị lão tổ tông có biện pháp nào nhảy ra khỏi nơi này không? Các vị địa hoàng thiên đế liếc nhìn nhau một cái, nhau nhau lắc đầu. Sư dịch đế nhỏ nhẹ nói. Thực lực của Thái Hoàng đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Bản thân ta cũng nhìn không thấu thần thông của hắn. Đại đạo Luân Hồi này đã dung hợp không gian và thời gian, còn có rất nhiều ảo diệu khác. Ta ngay cả hắn đặt đệ nhất lục đạo giới vào trong không gian nào, thời gian nào cũng đều không nhìn ra được. Đột nhiên, Trung Hoàng thần chợt kinh hô thất thanh một tiếng. Hắn đã nhìn thấy càng nhiều thần vương xuất hiện. Một đám tồn tại đã ẩn cư tránh đời như bàn hồ thần vương, tạo vật thần vương, đề đình thần vương, hách tư thần vương, lúc này vậy mà cũng đều nhất nhất xuất hiện. Khuôn mặt của đám thân ảnh khổng lồ kia đều bị thần quan bao phủ, lúc sáng lúc tối, toàn bộ bao vây chung nhạc vào bên trong thực lực của đám thần vương này mặc dù cường đại, nhưng hẳn chưa phải là đối thủ của Phụ Hoàng. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, khóe mắt đột nhiên nhảy loạn. Chỉ thấy thiên khung lưu động, thương thiên chảy máu. Thiên cũng đã tới. Tiếp theo, hắn đã nhìn thấy tứ diện thần đi tới. Bất luận nhìn từ bất cứ góc độ nào, tứ diện thần cũng đều là chính diện, không có bất kỳ góc chết nào. Đột nhiên, hư không chợt nở hoa, một đóa hỗn độn liên đại phóng, khởi nguyên đạo thần ngồi trong đóa hoa sen khí hỗn độn lượng lờ, khiến cho vị tồn tại cường đại nhất này thể hiện ra vạn phần thần thánh, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía chung nhạc, trong lòng chung hoàng thần một mảnh lạnh lẽo. Ngoại trừ nhất mạch đại tư mệnh ra, tất cả những tồn tại cường đại nhất trong đám thần vương cơ hồ đều tới đông đủ. Một cổ lực lượng cường đại như vậy chỉ vì muốn giảo sát một mình chung nhạc, ngay cả khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cũng đều tới, nói rõ bọn họ sẽ không cho chung nhạc bất luận khả năng đào tẩu nào nhất định phải giết chết hắn tại đây phụ hoàng phải làm sao mới có thể thoát thân trên trán chung hoàng thần toát ra mồ hôi lạnh như mưa bệ hạ tự hồ một chút cũng không kinh hoảng cũng không kinh ngạc a à, bạch đế mỉm cười nói thời điểm ngươi giết cấu thân của ta có dương dương tự đắc hay không lại không biết ta chính là dùng cấu thân dụ địch cố ý dùng cái chết của cấu thân để dụ dỗ ngươi từng bước một đi vào tử cục chung nhạc lắc lắc đầu nói bạch đế giết chết cấu thân của ngươi, ta nửa điểm kiêu ngạo cũng không có. bất quá, sang bằng thánh địa quang minh của ngươi đúng là khiến cho trẫm hơi có chút đắc ý. hắc đế, thánh địa quang minh của bạch đế đã bị ta sang bằng, ngươi có phải nên cám ơn ta một câu hay không? bạch đế hừ lạnh một tiếng. hắc đế lạnh lùng nói: bệ hạ, phong đạo tôn, đôi trạch, hậu thổ, hoa tư đều đang ở thiên đình, ngươi không có bất kỳ trợ thủ nào nói không chừng hôm nay sau khi chúng ta giết chết bệ hạ còn có thể nhất cử xử tử bệ hạ dù sao bệ hạ đã hoàn thiện thần thông đạo giải môn thần thông này thậm chí có thể che đậy cảm ứng của tiên thiên thánh địa nếu lao đi toàn bộ ý thức của bệ hạ bệ hạ cũng thật sự sẽ chết tiên thiên thánh địa nửa điểm tác dụng cũng không có chung nhạc đảo mắt nhìn xung quanh một vòng miễn cười nói các vị đã tới đông đủ lòng tin mười phần vậy các vị đã có thể động thủ rồi mời, các tôn thần vương nhất thời nghiêm nghị, đồng thanh nói. Bệ hạ, đắc tội rồi, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên tà đế tế khởi thần ma thái cực đồ, hắc bạch nhị đế biến thành hắc bạch nhị quan, còn có thiên xuất lĩnh từng tôn từng tôn thần vương từ bốn phương tám hướng giết tới, khởi nguyên đạo thần tế khởi hỗn độn liên, tứ diện thần cũng thi triển nhất niệm vạn giới sinh, một chưởng hóa vạn chưởng ầm ầm vỗ tới. Vô số chưởng ấn từ trong vạn giới bùng phát, quanh kích về phía chung nhạc chung nhạc cười ha hả rút tiên thiên thần đao ra cao giọng nói hoàng thần nhìn kỹ một chút xem cái gì mới là đại thần thông đao quang lóe lên tất cả mọi người đang vây công chung nhạc nhất thời nhìn thấy chính mình đang đối mặt với chính diện của chung nhạc bọn họ không phải là đang vây công chung nhạc mà là đang đơn đã độc đấu với chung nhạc không tốt bàn hồ thần vương kinh hô một tiếng ngay sau đó từng cái từng cái đầu rơi xuống trong nháy mắt cái đầu của hắn ly thể đã nhìn thấy bốn phía cũng có từng cái từng cái đầu bị chém xuống từng tôn từng tôn thần vương chỉ trong khoảnh khắc vừa mới đối mặt đã bị nhất nhất giết chết đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần thiên hắc bạch nhị đế thần ma tà tam đế trong cùng một lúc cũng chính diện đối mặt với chung nhạc đạo giới và hư không giới sụp đổ đối với chung nhạc cơ hồ không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì khiến cho thực lực của hắn vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong thực lực hiện tại của hắn quả thật chính là nghiền ép. Ngoại trừ đám người khởi nguyên đạo thần ra, những thần vương còn lại đều hoàn toàn bị chung nhạc nghiền ép, không có bất kỳ công kích mang tính thăm dò nào, không có bất kỳ khúc nhạc dạo tiếp xúc nào, không có bất kỳ dự triệu bộc phát nào, chỉ trong khoảnh khắc vừa mới đối mặt, toàn bộ các thần vương đều bị chém đầu, cơ hồ đều là bị giết chết trong cùng một lúc, vô số cái đầu rào rào rơi xuống, cùng với từng cổ từng cổ thi thể to lớn ầm ầm xuyên qua thiên không thiên đình đệ nhất lục đạo giới, mang theo hỏa quan cùng cuộn đập về phía thiên đình của lục đạo giới. Cùng lúc đó, không trung khắp nơi trong đệ nhất lục đạo giới đều là huyết vũ, chính là linh vũ do tiên thiên thần huyết biến thành, mặc dù thuần một màu huyết hồng sắc, nhưng lại tràn ngập năng lượng thuần túy. Trung hoàng thần nhìn tới mức sững người, ngay sau đó tỉnh ngộ lại, vội vàng vương tay tiếp lấy thi thể của từng tôn từng tôn thần vương, thân thể bị chấn cho không ngừng run rẩy trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi những tồn tại này chỉ vừa mới đối mặt đã bị chung nhạc một đao chặt đầu thực lực của mỗi một người đều không hề thua kém gì hắn thậm chí còn mạnh hơn hắn một bậc nữa nhưng đối mặt với chung nhạc bọn họ ngay cả một đao cũng không tiếp nổi lập tức mệnh tan tại chỗ đám thần vương này là lễ gặp mặt mà phụ hoàng tặng cho các vị địa hoàng chung hoàng thần dằn xuống sự kinh hãi trong lòng quay sang nói với đám người bào hy đế Kính xin các vị địa hoàng nhận lấy, trước mắt, tu vi thực lực của chuyển thế thân các vị địa hoàng còn rất thấp kém, dù sao cũng chỉ mới chuyển thế chưa được bao lâu, nhưng nhãn giới kiến thức lại vẫn còn, nhìn thấy nhiều thi thể thần vương như vậy, trong lòng cũng không khỏi rung động, tu vi thực lực của thần vương hiện tại đã xa xa không phải thần vương ngày trước có thể so sánh. Chiến lực của bọn họ đã đạt tới trình độ mà các vị địa hoàng năm xưa đã không thấy bóng dáng, tu vi thực lực của các thần vương năm xưa mặc dù cũng vô cùng cao tuyệt, nhưng thân là địa hoàng trấn áp cả một thời đại, thực lực thống trị thiên hạ, còn có thể trấn áp rất nhiều thần vương, khiến cho đám thần vương không dám thò đầu ra, chỉ có tới thời điểm thiên đế tuổi già mới dám chui ra náo loạn, mà các thần vương hiện tại, thực lực lại mạnh mẽ tới đáng sợ. Lục đạo luân hồi và thất đạo luân hồi khiến cho chiến lực của bọn họ đề thăng thật lớn, thực lực tăng lên gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần so với lúc trước, nhưng cho dù là vậy, thì đám thần vương này ở trước mặt chung nhạc vẫn bị giết chết giống như là chém gà giết chó vậy, xem như là lễ gặp mặt đưa tới trước mặt bọn họ, thái hạo đế không khỏi lẩm bẩm. Thái hoàng, thiên hoàng đế một đời này, thật sự là, đám thần vương chết trong tay chung nhạc kia phụ thuộc vào thần ma tà tam đế, mà thần ma tà tam đế thì bị thiên khống chế, cho nên đám thần vương này thường thường cũng đều nghe mệnh lệnh của thiên, thần ma tà tam đế cũng không chết trong một đao vừa mới đối mặt kia, bởi vì ba tôn thần vương này đều có một phần ba thân thể trở thành đạo thần, thực lực mạnh mẽ. Mặc dù lần này đã rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần, nhưng trước đây dù sao cũng đã từng là cảnh giới đạo thần, loại lĩnh ngộ đó vẫn không biến mất. Hơn nữa, bọn họ đã hấp thu hào quang của đạo giới, tu vi đề thăng cũng không tầm thường, cộng thêm thần ma tà tam đế dung nhập với nhau, biến thành thần ma tà thái cực đồ, chiến lực cũng đề thăng kinh người, thành công ngăn cản được một đao của hắn nhưng trong lần đối mặt đầu tiên thần ma tà tam đế cũng bị trọng thương thần ma tà thái cực đao bị một đao chém cho chia năm xẻ bảy khiến cho tam đế khiếp sợ không thôi tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế bởi vì thánh địa của bản thân đã bị chung nhạc phá hủy cấu thân và nhục thân đều bị chém chết chỉ còn lại có thân đạo thần nếu lần này lại chết trong tay chung nhạc vậy thì thật sự chết rồi trong lòng cũng là kinh hãi nhất thánh địa nguyên tà của tà đế thì vẫn chưa bị bại lộ nhưng trong lòng cũng một trận kinh hãi khó hiểu, ba tôn thần vương bọn họ tuyệt đối không đỡ được chiêu thứ hai. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Nhị Đế và Thiên cũng trong nháy mắt chính diện va chạm với Trung Nhạc đã bị áp chế, trong lòng cũng là kinh hãi khó hiểu, mặc dù là vây công, nhưng bọn họ lại giống như chính diện một đối một với Trung Nhạc vậy. Thực lực của Trung Nhạc phản phất như không hề bị đạo giới và hư không giới sụp đổ ảnh hưởng chút nào chiến lực của hắn vẫn như cũ duy trì ở trạng thái đỉnh phong tại thời điểm hai giới chưa bị phá hủy, thậm chí lại càng mạnh hơn. Hắc Bạch Nhị Đế đều là nửa người thành đạo, phân nửa thân thể thành tựu đạo thần, mà khoảnh khắc này, đi tới vây công chung nhạc chính là thân đạo thần đã rơi xuống cảnh giới đạo thần, nhưng cho dù là thân đạo thần, trong khoảnh khắc vừa mới đối mặt cũng liền bị chung nhạc mạnh mẽ áp chế. Có thể tưởng tượng chiến lực hiện tại của chung nhạc mạnh mẽ tới mức nào, mà bên kia, trong lòng thiên cũng có cảm giác sợ hãi khó hiểu. 30 tầng thiên không, 30 kiện bảo vật thiên đạo đều bị một đao xuyên thấu, trực tiếp cắt thành hai mảnh, khiến cho thiên cực kỳ kinh hãi, vội vàng co rút thân thể lại, biến thành một mảnh thiên không lưu động bỏ chạy, tránh né đao quang của chung nhạc, hắn hiện tại vẫn còn thương tổn trong người, căn bản không dám liều mạng với chung nhạc. Bất quá, cũng trong khoảnh khắc hắn lưu động bỏ chạy, nhất thời chỉ thấy một mảnh không gian không cùng bùng phát. Hắn từ một cái thế giới chảy tới một cái thế giới khác, nhanh chóng xuyên qua, nhưng thủy chung vẫn luôn vòng tới vòng lui bên cạnh trung nhạc, thủy chung vẫn là ở trước mặt trung nhạc, Thiên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân trung nhạc giống như có vô số mặt gương vậy, chính mình trong nháy mắt xuyên toa qua đại thiên thời không, nhưng thủy chung chỉ là lưu động trong đám mặt gương này mà thôi, mà toàn bộ những mặt gương này, không cái nào ngoại lệ đều là chính diện với trung nhạc, ta liều mạng với ngươi, Thiên không lại bỏ chạy nữa tự biết cho dù có chạy chỉ sợ cũng trốn không thoát thần thông nhất niệm vạn giới sinh của Trung Nhạc, vì vậy quyết định thật nhanh. Chỉ thấy từng tầng từng tầng thiên không nhanh chóng xuất hiện, trên 30 tầng trời, từng gã từng gã thần nhân không có khuôn mặt nhau nhau đi xuống, kết thành trận hình đạo giải dết về phía Trung Nhạc, cười lạnh một tiếng, nói Hôm nay ta dùng thần thông đạo giải của ngươi phá giải thần thông của ngươi, khiến cho ngươi chết có ý nghĩa, Trung Nhạc mỉm cười, nói lục giới chỉ còn lại có bốn giới đại đạo thiên địa biến đổi thần thông đạo giải trước kia đã trở thành thần thông tương lai sử dụng thần thông đạo giải là sẽ toi mạng đó trả giá không nhỏ thiên đạo hữu ngươi đã chuẩn bị tinh thần phải chết chưa trong lòng đám thần nhân không có khuôn mặt kia nhao nhao giật mình trên mặt hiện ra thần sắc kinh hoàng nhưng đúng lúc này chỉ thấy không gian toàn thân bọn họ ầm một tiếng bùng phát tách từng gã từng gã thần nhân không có khuôn mặt ra Nguy rồi, tâm thần thiên nhất thời hoảng loạn, chỉ thấy thần đao tán đạo đột nhiên chém thẳng xuống hắn, 30 gã thần nhân không có khuôn mặt, 30 thanh thần đao tán đạo. Cùng một loại thần thông, nhưng uy năng quẩn tàn trong đao quan lại không hề tương đồng, đao pháp cũng có sự chênh lệch thật lớn, không giống như cùng một loại thần thông xuất ra, thần thông tán đạo của Chung Nhạc Thiên biến vạn hóa, không có chiêu thức cố định, nhưng ý cảnh lại tương đồng, có xu thế muốn mai tán toàn bộ đại đạo thiên hạ thần thông tán đạo cũng là thần thông đại nhất thống. Sau khi đạo giới và hư không giới sụp đổ, sử dụng thần thông đại nhất thống đều sẽ phải trả giá thật lớn. Nhưng hiện tại Trung Nhạc lại thi triển môn thần thông đại nhất thống này, tự hồ hoàn toàn không để ý tới hậu quả, khiến cho thiên không khỏi rợn cả tóc gáy. Thái Hoàng, ngươi không cần mạng sao? Dùng mạng của ngươi đổi mạng của ta, hắn vừa mới nói ra lời này, đột nhiên tầng tầng lớp lớp không gian giống như mặt gương vậy vỡ nát, chính là tứ diện thần dùng giới phá giới, mạnh mẽ phá hủy thần thông nhất niệm vạn giới sinh của Trung Nhạc, cứu hắn ra khỏi tình thế nguy hiểm. Hắc Bạch Nhị Đế và thần ma tà Tam Đế cũng đều thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tứ diện thần dùng giới phá giới, cũng cứu bọn họ ra khỏi tình thế nguy hiểm. Nếu không phải tứ diện thần kịp thời phá giải không gian thất đạo luân hồi của Trung Nhạc, Hắc Bạch Nhị Đế ngược lại còn dễ nói, còn có thể bảo trụ tính mạng của chính mình, nhưng thần ma tà tam đế tất nhiên sẽ bị chung nhạc tru diệt, thiên vẫn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, đã thấy thất đạo luân hồi chuyển động, đột nhiên có bảy vị đế nhạc từ trong quan luân sau đầu chung nhạc đi ra. Tám vị đế nhạc cấu thành một trận thế kỳ dị, đạo giải. Ngươi sao có thể, sắc mặt tứ diện thần kịch biến. Hắn dùng nhất niệm vạn giới sinh phá giải nhất niệm vạn giới sinh của chung nhạc, dùng giới phá giới, hiện tại không gian xung quanh thân thể cũng tán loạn không chịu nổi, không thể lại duy trì hình thái tứ diện thần. Trung nhạc đột nhiên thi triển ra đại thần thông đạo giải, đánh cho hắn trở tay không kịp, ầm ầm, một cổ uy năng khủng bố rập trời ngập đất phóng vọt tới, banh kích lên trên thân thể tứ diện thần. Tứ diện thần há miệng thổ huyết, nhục thân đột nhiên bành trướng, hiện ra chân thân hỗn độn. Năng lượng hỗn độn cùng cuộn điên cùng vọt tới, chống đỡ uy năng của đạo giải, trung nhạc cười lạnh một tiếng, thân hình tám vị đế nhạc giao thoa, thần thông đạo giải một lần nữa bạo phát. Trong hỗn độn hải, sinh linh hỗn độn thật lớn kia gào thét trống giận, thổ huyết bay ngược về phía sau, chém, tám vị thái hoàng đế nhạc giơ tay lên, thời quan chi nhận xuất hiện, nhất tề chém về phía tứ diện thần. Đúng lúc này, linh căn hỗn độn liên đột nhiên nở rộ, nhụy hoa rung rẩy trên từng cây từng cây nhụy hoa sinh trưởng ra từng đóa từng đóa hỗn độn liên. Đám hỗn độn liên kia lại nhao nhao nở rộ, lại có từng cây từng cây nhụy hoa nữa sinh ra càng nhiều hỗn độn liên hơn, trong chớp mắt đã hình thành một mảnh liên hải, vô số khởi nguyên đạo thần xuất hiện trong từng đóa từng đóa hỗn độn liên, từ bốn phương tám hướng nhất tề công kích về phía chung nhạc, tranh tranh tranh, thân thể chung nhạc chấn động, dùng trạng thái tứ diện thần đón đánh vô số tôn khởi nguyên đạo thần kia. Một chuỗi thanh âm bạo kích vang lên. Trong lúc bất chợt, thời gian hỗn loạn, không gian dịch chuyển vô số tôn khởi nguyên đạo thần trong đám hỗn độn liên kia nhất tề cả kinh thất sắc cảm thấy thời không thác loạn vô số chính mình có một đám xuất hiện trong khoảnh khắc phía trước có một đám xuất hiện trong khoảnh khắc phía sau đám thần thông công kích về phía chung nhạc cũng nhao nhao tách ra lướt sát qua bên cạnh chung nhạc không thể công kích về phía hắn căn bản không thể gây tổn thương cho hắn chút nào thần thông của hắn mạnh mẽ vô song nhưng không gian và thời gian thác loạn khiến cho chung nhạc có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản cơ hồ không thể gây tổn thương cho chung nhạc chút nào không gian thất đạo luân hồi và trụ quan thất đạo luân hồi ngươi lại có thể sử dụng hai loại thất đạo luân hồi thông thạo như vậy khởi nguyên đạo thần không khỏi kinh ngạc tán thán đột nhiên toàn bộ khởi nguyên đạo thần trong vô số hỗn độn liên đều nâng lên một tay nhất tề đập xuống mỉm cười nói bệ hạ ngươi có thể ngăn cản được chư thiên vô đạo hay không khởi nguyên đạo huynh ta có thể thuần thục sử dụng không gian thất đạo luân hồi và trụ quan thất đạo luân hồi, cái dựa vào chính là đại đạo luân hồi. Tám vị Thái Hoàng đế nhạc đứng thẳng ở nơi đó, lù lù bất động, mặc cho chư thiên vô đạo anh kích thẳng tới, mấy vạn kiện mộ cổ chấn động, trùng kích thẳng về phía hắn. Tại địa phương khởi nguyên của vũ trụ, thế gian vô quan vô sắc vô đạo vô thiên. Khởi nguyên chính là khởi điểm của vạn đạo cũng là chung kết của vạn đạo. Chư thiên vô đạo vừa ra, vạn đạo tĩnh lặng, vạn pháp không tồn. Một kích này của khởi nguyên đạo thần giống như khiến cho vũ trụ trở về tới trạng thái chung kết và trạng thái khởi điểm vậy. Nhưng chấn động kỳ dị do mấy vạn kiện mộ cổ kia bạo phát trùng kích lên trên người tám vị thái hoàng đế nhạc chỉ thấy đám thân quá khứ và thân tương lai của chung nhạc nhau nhau biến mất, bị lực lượng của mộ cổ đánh trở về trong cơ thể hắn. Khởi nguyên đạo thần thở vào nhẹ nhõm một tiếng. Cũng may là chư thiên vô đạo vẫn có hiệu quả với chung nhạc, nhưng sau một khắc con người hắn đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy uy năng của mộ cổ trùng kích lên trên cơ thể trung nhạc, hắc ám vô biên không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể hắn, nhưng hết thảy đều biến mất không thấy đâu nữa. Phản phất như trong cơ thể trung nhạc có một vòng luân hồi vô cùng vô tận đang không ngừng luân chuyển, không vệ chư thiên vô đạo, dùng không có đạo hóa giải có đạo, thành công phá giải chư thiên vô đạo, trong lòng khởi nguyên đạo thần nhất thời lạnh lẽo. Đế nhạc hắn đã vô địch rồi, đúng lúc này, sau lưng chung nhạc chợt xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng ấn tới ấn về phía sau gáy hắn thân ảnh luân hồi thánh vương cũng theo bàn tay này xuất hiện một chiêu này công kích cực kỳ đột nhiên thể hiện tận sự ảo diệu của luân hồi khiến cho người ta không thể nào phát giác ai cũng đánh không lại trẫm luân hồi thánh vương ngươi cũng không được trên mặt chung nhạc nở nụ cười nhàn nhạt nhất niệm vạn giới sinh bạo phát nhất thời biến thành chính diện luân hồi thánh vương giơ tay lên đón đỡ bàn tay của Luân hồi Thánh Vương, ông, giữa lòng bàn tay hai người bùng phát ra một mảnh quan mạc, vô số hình ảnh thời không vỡ nát điên cùng xoay tròn xung quanh hai người. 16 khuôn mặt của Luân hồi Thánh Vương đều thể hiện ra biểu tình khác nhau, 18 bàn tay niết ra 18 loại ấn pháp khác nhau, nhau nhau công kích về phía chung nhạc. Mỗi một loại ấn pháp đều chất chứa vô tận ảo diệu của Luân hồi, nhưng chung nhạc vẫn như củ lù lù bất động. 18 bàn tay kia vẫn chưa đánh tới trên người hắn, liền đã bị 18 thanh tiên thiên thần đao ngăn cản. Từng thanh từng thanh thần đao xuyên toa thời không, xuyên toa luân hồi, xảo diệu tới cực điểm ngăn cản 18 bàn tay của luân hồi thánh vương. Hai người giao phong giống như mộng huyễn vậy. Trên cổ của luân hồi thánh vương đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang, một cái đầu vô thanh vô tức rơi xuống. Luân hồi thánh vương giơ tay lên chụp lấy cái đầu của chính mình, xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, tứ diện thần đột nhiên quay trở lại bắt lấy thần ma tà tam đế và hắc bạch nhị đế tế khởi năm tôn thần vương này biến thành thần ma thái cực đồ hắc bạch nhị đế làm trận nhãn mạnh mẽ oanh kích về phía chung nhạc cười lạnh một tiếng nói đế nhạc trên người ngươi có sơ hở còn dám nói chính mình vô địch thần ma tà tam đế cộng thêm hắc bạch nhị đế tổng cộng năm tôn thần vương hơn nữa đều là thân đạo thần mặc dù đều không trọn vẹn không đầy đủ hơn nữa đã rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần nhưng vẫn như cũ không tầm thường năm xưa thời điểm đại tư mệnh tấn công đạo giới tứ diện thần vẫn còn là cảnh giới đạo thần tế khởi bạch đế đạo thần đánh ra một kích mới khiến cho đại tư mệnh bị trọng thương phá được nhục thân vô địch của đại tư mệnh tạo thành tâm ma cho đại tư mệnh sau đó mới bị chung nhạc nhân cơ hội gieo vào trong cơ thể đại tư mệnh đao quang tương lai chém đạo tâm của hắn Hiện tại mặc dù cảnh giới của tứ diện thần và đám người hắc bạch nhị đế đã rơi xuống, nhưng lần này lại là một mạch tế khởi năm tôn thân đạo thần. Quy năng của một kích này so với một kích kinh diễm của tứ diện thần năm xưa kia, cơ hồ không có bất kỳ chỗ nào uy lực không bằng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một kích này, so với một kích kia còn kinh diễm hơn, còn xuất chúng hơn. Đây đã không còn là thần ma tà thái cực nữa, mà là hình thái đại đạo trụ cục nhất của vũ trụ cổ lão. Thần đạo và ma đạo xoay chuyển xung quanh tiên thiên tà đạo, hắc ám và quang minh phân tách hai bên. Theo đó chuyển động một kích đánh xuống, giống như hai con cá lớn xoay tròn. Năm loại đại đạo dung hợp, hai mắt song ngư lóe sáng bất định, bi năng bùng phát. Hắc bạch nhị đế là trận nhãn, chính là hai khỏa mắt cá trắng đen. Vô số đại đạo chen chúc thổi quét, đột nhiên biến thành một cổ đạo quang vô cùng tinh thuần từ trong cơ thể hắc bạch nhị đế bạo phát, chém thẳng về phía Chung Nhạc hai đạo quan mang kia chất chứa hai loại thuộc tính bất đồng tại một khắc bắn ra kia đột nhiên xoay tròn cuốn lấy nhau quy năng càng lúc càng khủng bố càng lúc càng cường đại đột nhiên hai cổ đạo quan dung hợp lại với nhau biến thành một cổ chém thẳng về phía chung nhạc một màn này chung nhạc cũng không xa lạ gì hắn tại thời điểm tra xét tương lai của chính mình đã từng nhìn thấy một màn này tương lai hắn chính là chết dưới đạo quan mang này mà đại tư mệnh đồng dạng cũng chết dưới cổ đạo quan này Tương lai, hai đại cường giả tuyệt thế cũng đều không thể chạy thoát, toàn bộ đều bị đạo quan chém chết, cổ đạo quan kia ầm ầm chém tới. Trung nhạc cảm giác được tất cả mọi thứ của chính mình đều bị phong tỏa. Cho dù hắn có rời khỏi nơi này, đi tới quá khứ hoặc là tương lai cũng đều không thể chạy thoát, đều sẽ bị đạo quan mang này đuổi theo, chém chết. Bản thân hắn quả thật có sơ hở trí mạng, cái sơ hở này chính là tới từ công pháp tu luyện của hắn. Hắn tại thời điểm tu luyện tiên thiên bát quái nghịch chuyển tiên thiên, đã xây dựng vũ trụ hồng hoang trong cơ thể chính mình, mở ra đạo nhất, tự thành bàn cổ, lập ra tiên thiên thánh địa thái cực, tứ tượng bát quái, kết hợp với thiên đạo, kết hợp với vũ thanh trụ quan, tạo thành vũ trụ trong cơ thể. Lúc đó, hắn tự nhận là đã nghiên cứu thấu triệt hết thể cấu tạo đại đạo của vũ trụ cổ lão, cho nên mới mời ba ngàn đế thi cùng với chư đế, chư thần vương hộ pháp, trợ giúp chính mình tu luyện nhưng về sau hắn mới ý thức được, trong vũ trụ cổ lão ngoại trừ thần đạo và ma đạo ra, còn có hai loại đại đạo hắc ám và quang minh xuyên qua toàn thể vũ trụ này, hắc đế và bạch đế, hai tôn thần vương thái của cực kỳ cổ lão này vạn phần giảo hoạt, ngay từ rất sớm đã ẩn dấu tiên thiên thánh địa của chính mình. Ở trong các giới căn bản không có luyện khí sĩ và thần ma tu luyện đại đạo hắc ám và đại đạo quang minh. Chính bởi vì như vậy, trong tiên thiên bát quái của Trung Nhạc đã lưu lại sơ hở, thiếu khuyết quang và ám nhưng hiện tại, công kích của tứ diện thần chính là nhằm vào cái sơ hở này, dùng cấu tạo đại đạo hoàn chỉnh của vũ trụ cổ lão, dùng quang và ám bà hắn thiếu sót tới chém hắn. Nếu là trước đây, các ngươi vẫn còn là đạo thần, trẫm chỉ có thể tạm nhường một bước. Nhưng hiện tại, trong cơ thể trung nhạc vang lên thanh âm ầm 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 chấn động, thất đạo luân hồi đột nhiên điên cuồng xoay tròn, ông ông chấn động, chính là trụ quan thất đạo luân hồi. Cùng lúc đó, lại có từng đạo từng đạo quan mang xuất hiện sau đầu hắn xoay tròn phía sau trụ quan thất đạo luân hồi hai tầng thất đạo luân hồi đồng thời xuất hiện trên thế gian tồn tại tu thành thất đạo luân hồi đã ít lại càng ít có thể đếm được trên đầu ngón tay mà chung nhạc vậy mà điên rồ mất trí luyện thành hai loại thất đạo luân hồi bất đồng không chỉ luyện thành hai loại hắn lại còn có thể đồng thời thi triển ra hai loại thất đạo luân hồi bất đồng một phần đại đạo như luân đột nhiên xuất hiện xỏ xuyên qua hai vòng thất đạo luân hồi. Chỉ thấy bí cảnh đạo nhất, bí cảnh âm dương, bí cảnh thần tài, bí cảnh vạn tượng, bí cảnh ngũ hành và bí cảnh huyết mạch của hai loại thất đạo luân hồi này nhanh chóng xác nhập lại với nhau, từ 12 đạo quan luân biến thành 6 đạo quan luân. Ông, một tiếng chấn động nhẹ nhàng vang lên, trụ quan luân chụp lên trên 6 đạo quan luân này, sau đó vũ thanh luân lại chụp lên trên trụ quan luân, bác đạo luân hồi đây là lần thứ hai trên thế gian xuất hiện bác đạo luân hồi. Lần đầu tiên thi triển ra bác đạo luân hồi vẫn chính là chung nhạc, chính là trong trận chiến đánh tứ diện thần rất xuống khỏi cảnh giới đạo thần 10 vạn năm trước. Lúc đó, chung nhạc đã thi triển bác đạo luân hồi, phong ấn hắc đế 10 vạn năm trước trong bác đạo luân hồi, luyện thành luân hồi thời không cầu, vĩnh viễn phong ấn hắc đế 10 vạn năm trước trong thời không đại luân hồi vô tận. Lúc đó, trên người chung nhạc còn có luân hồi đằng, dùng luân hồi đằng làm môi giới, mạnh mẽ nhất thống hai đại bí cảnh không gian trụ quan và lục đạo luân hồi của chính mình, hình thành nên bác đạo luân hồi. Hơn nữa, lúc đó còn có phong hiếu trung ở một bên xuất thủ tương trợ, giúp hắn ổn định bác đạo luân hồi. Bởi vì lúc đó Trung Nhạc ngay cả thất đạo luân hồi cũng chưa lĩnh ngộ tới tiêu chuẩn viên mãn, mặc dù có luân hồi đằng mạnh mẽ thôi động bác đạo luân hồi, cũng mang tới cho hắn nguy hiểm cực lớn, thậm chí chỉ cần hơi chút lơ là, luân hồi hỗn loạn, sẽ nghiền ép thân thể hắn bạo tạc, thần hồn câu diệt, bị luân hồi hỗn loạn triệt để gạt bỏ. Nhưng hiện tại, không có phong hiếu trung phong đạo tôn ở bên người, cũng không còn luân hồi đằng, bác đạo luân hồi của Trung Nhạc vẫn như cũ cực kỳ ổn định. Hắn chính là dùng đại đạo luân hồi làm môi giới, đại đạo luân hồi xuyên qua hai loại thất đạo luân hồi, mạnh mẽ đã thông bác đạo luân hồi. Đương nhiên, loại đã thông này cũng chỉ là tạm thời. Mặc dù hắn đã luyện thành hai loại thất đạo luân hồi, hơn nữa cũng đều đã viên mãn, nhưng vẫn là cách bác đạo luân hồi cực kỳ xa xôi. Bác đạo luân hồi không phải trong thời gian ngắn sẽ có thể tham ngộ ra. Từ lục đạo luân hồi tới thất đạo luân hồi, đã mất thời gian hơn 10 vạn năm. Trong khoảng thời gian này có phục mân đạo tôn tập hợp trí tuệ của hơn 5.000 vị đại đế, có chung nhạc tụ tập trí tuệ của mấy vạn vị đại đế tương lai và đại đế hiện tại, cuối cùng mới mở ra thất đạo luân hồi, mà bác đạo luân hồi, căn cứ theo suy đoán của phong hiếu trung, cho dù Trung Nhạc và tất cả chư đế hiện tại trên thế gian cũng đều không chết, Trung Nhạc, cùng với Phong Hiếu Trung, cùng với bốn ngàn vị đại đế, lại cộng thêm rất nhiều thần vương, rất nhiều thần ma khác. Tập hợp trí tuệ của những tồn tại này lại cùng một chỗ, mở ra bác đạo luân hồi, xác lập luân hồi, phát triển viên mãn, thời gian cần thiết ít nhất cũng phải 300 vạn năm đằng đẳng. Trí tuệ cần thiết để xác lập bác đạo luân hồi thật sự quá nhiều, các phương diện cần phải nghiên cứu thật sự quá tạp quá sâu rộng, đã không phải đơn thuần chỉ dựa vào nhiều người liên hợp sẽ có thể hoàn thành. Sở dĩ thất đạo luân hồi có thể xác lập trong thời gian 10 vạn năm, ngoại trừ dựa vào thiên tài xuất hiện lớp lớp ra, chủ yếu nhất vẫn là kế thừa di sản của thời đại Phục Mân Đạo Tôn. Cộng thêm thời đại này đã xuất hiện hai vị tồn tại cấp đạo tôn là Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung. Càng quan trọng hơn chính là, thời đại này là một loạn thế, địch nhân quá nhiều, thực lực địch nhân quá mạnh dưới áp lực cực lớn mới có thể khiến cho người ta bùng phát hết thảy tiềm năng khai phá hết thảy trí tuệ mục tiên thiên kinh tài tuyệt diễm chư đế thượng cổ mười vạn năm trước và ba ngàn đế thi thiên và ba mươi thiên đạo thân xuất quỷ nhập thần từng tôn từng tôn thần vương từ thời viễn cổ thái cổ vẫn luôn hùng bá cho tới hiện tại vô số địch nhân cường đại nghịch cảnh vô biên các loại cơ duyên trộn lẫn cùng một chỗ vì vậy mới thành tựu nên thất đạo luân hồi nghĩ muốn sáng tạo ra bác đạo luân hồi chỉ có thể dựa vào thời gian nhưng trung nhạc từ sau khi đoạt lấy cơ duyên của luân hồi thánh vương lĩnh ngộ ra đại đạo luân hồi đã dựa vào đại đạo luân hồi bắt đầu tiếp cận bác đạo luân hồi mặc dù hắn trí tuệ có hạn không thể hoàn thiện được bác đạo luân hồi nhưng lại có thể lợi dụng đại đạo luân hồi tạm thời ổn định bác đạo luân hồi lợi dụng nó chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cổ đạo quan kia vừa chém tới trung nhạc ngẩng đầu nhìn lên rõ ràng tốc độ của cổ đạo quan kia rất nhanh nhưng lại mang tới cho người khác một loại cảm giác cực kỳ chậm rãi cổ đạo quan mang kia đã gặp phải lực cản cực mạnh chung nhạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trong khoảnh khắc cái đầu hắn chậm rãi nâng lên bác đạo luân hồi sau đầu hắn cũng cực kỳ chậm rãi chuyển động gian nan vạn phần nhưng mỗi khi bác đạo luân hồi kia khẽ chuyển động một tia nhỏ trong từng vòng từng vòng quan luân kia lại xuất hiện thêm thân ảnh một vị thái hoàng đế nhạc bác đạo luân hồi bao quát vũ trụ không gian là vũ thời gian là trụ bác đạo luân hồi của hắn cắt vào quá khứ hiện tại và tương lai bác đạo luân hồi chuyển động từng vị từng vị thái hoàng đế nhạc xuất hiện trong quan luân kia chính là bản thân hắn trong quá khứ và tương lai quan luân giống như bánh xe vậy từ từ xoay tròn thái hoàng đế nhạc đứng sừng sững trong quan luân càng lúc càng nhiều một vị hai vị ba vị bốn vị năm vị rất nhanh Số lượng chung nhạc xuất hiện trong quan luân đã vượt qua 8 vị, nhưng số lượng vẫn tiếp tục tăng lên. Đợi tới lúc cái đầu của chung nhạc hoàn toàn ngẩng lên, sáu đạo quan luân sau đầu hắn đã xoay tròn đúng một vòng. Trên quan luân, cái đầu của hơn hai vạn vị Thái Hoàng đế nhạc quá khứ tương lai cũng đã ngẩng lên, trẫm hơn hai vạn vị Thái Hoàng đế nhạc kia trăm miệng một lời, từ từ giơ bàn tay lên. Đã vô địch rồi, ầm ầm, cổ đạo quan kia chém lên trên bàn tay chung nhạc một cổ chấn động vô cùng khủng bố bạo phát. Cổ đạo quan kia xuyên thấu qua hơn hai vạn bàn tay của Trung Nhạc, dừng lại ngay trước mi tâm của hắn. Sau đó, hơn hai vạn đạo trưởng lực bạo phát, chấn cho đạo quan mang kia vỡ nát, thần ma thái cực đồ ầm ầm phân liệt, thần ma tà tam đế và hắc bạch nhị đế nhau nhau thổ huyết, đại đạo cơ hồ vỡ nát, phân giải, hung hăng va chạm lên trên người tứ diện thần. Tứ diện thần rống giận một tiếng, thân thể không tự chủ được hiện ra nguyên hình, khí hỗn độn như biển ba động, ngay sau đó bị uy năng cùng bạo chấn cho hỗn độn hải trực tiếp bốc hơi, hỗn độn sụp đổ, biến thành đại đạo âm dương gào thét lao tới, giống như ức vạn long phượng tung bay. Tiếp theo, dưới uy năng chấn động khủng bố, ức vạn long phượng nhao nhao vỡ nát, tan rã, sinh vật hỗn độn thổ huyết, cổ uy năng khủng bố kia nghiền ép trên người hắn, nghiền ép năm tôn thần vương thần ma tà hắc bạch, cơ hồ triệt để nghiền nát bọn họ, đông đông đông, tiếng trống chấn động rung trời, khởi nguyên đạo thần giá ngự mộ cổ, nổi trống sông thẳng về phía chung nhạc, nghĩ muốn công kích chung nhạc, khiến cho hắn tự cứu chính mình. Đột nhiên, mộ cổ chợt ầm một tiếng vỡ nát, toàn thân khởi nguyên thần vương đẫm máu bay ngược về phía sau. Hắn vương tay cầm lên hỗn độn liên, dùng sức quất một cái. Đóa hoa sen nhất thời đại phóng, giống như mở ra cái miệng lớn, dùng sức nuốt một cái, nuốt chửng khởi nguyên đạo thần vào trong. Đóa hoa sen kia lại một lần nữa mở ra, nuốt vào, nuốt chửng đám người tứ diện thần. Sau đó, Vũ Thanh trụ quan đột nhiên từ nội bộ hoa sen bùng phát. Chính là khởi nguyên đạo thần thôi động Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, cắt đứt thời không, tránh né một kích vô cùng đáng sợ này của Trung Nhạc, thời không đột nhiên chấn động một cái, cổ lực lượng kinh khủng tuyệt luân kia của Trung Nhạc đánh xuyên qua thời không, công kích thẳng tới quá khứ, đuổi theo hỗn độn liên, đóa hoa sen nhanh chóng đại phóng, khởi nguyên đạo thần đứng trong nhụy hoa, sắc mặt ngưng trọng liên tục xuất thủ đón đỡ bàn tay khổng lồ đang truy sát tới của Trung Nhạc. Bàn tay này là cự thủ đạo nhất do Trung Nhạc dưới trạng thái bác đạo luân hồi dùng hơn hai vạn bàn tay hóa thành, một chưởng vỗ tới, quán xuyên quá khứ. Nếu đám người khởi nguyên đạo thần đi tới tương lai, chỉ sợ bàn tay này cũng sẽ giết tới tương lai. Trong khoảng thời gian ngắn mũi trở về quá khứ mấy vạn năm, khởi nguyên đạo thần đã va chạm với đại thủ kia của Trung Nhạc hơn 10 lần, trong tai mắt mũi miệng đều chảy ra máu tươi, hai tay cũng bị chấn cho rách nát tả tơi trong lòng không khỏi tuyệt vọng khởi nguyên đạo huynh sao không đi đạo giới quá khứ đột nhiên thanh âm của luân hồi thánh vương vang lên khởi nguyên đạo thần thoáng ngỡ người chỉ thấy luân hồi thánh vương cũng chạy trở về quá khứ đang ở bên cạnh hỗn độn liên ánh mắt bình thản đối diện với tuyệt cảnh cũng không chút để trong lòng đạo giới đúng a à, khởi nguyên đạo thần bật cười ha hả đột nhiên kịch liệt ho ra máu Hắn vẫn là đã bị trọng thương, vội vàng thôi động hỗn độn liên lao thẳng về phía đạo giới, đạo giới ở thời điểm này vẫn còn tồn tại, đang đứng sừng sững trên chư giới. Trong đạo giới còn có đám tồn tại bọn khởi nguyên đạo thần trước đây. Hơn nữa, Trung Nhạc vẫn chưa phải là đạo thần, sẽ không thể bước vào đạo giới chi môn, biện pháp mà Luân Hồi Thánh Vương đã nói chính là lợi dụng đạo giới để đối phó bàn tay Trung Nhạc từ tương lai đánh về quá khứ. Trung Nhạc không phải là đạo thần, tất nhiên sẽ xúc động đạo giới chi môn dẫn phát đạo giới chi môn phản kích chung nhạc mặc dù cường đại nhưng vẫn chưa cường đại tới trình độ có thể vượt qua quy tắc của đạo giới hỗn độn liên càng lên càng cao bay thẳng về phía đạo giới mà ở phía sau cự thủ khổng lồ kia theo sát không buông cho dù có xuyên qua thời không mấy vạn năm thì uy năng vẫn như cũ vô cùng khủng bố thời gian vẫn tiếp tục đảo lưu nhanh chóng quay ngược về quá khứ Thời điểm hỗn độn liên bay tới bên ngoài đạo giới đã quay trở về 10 vạn năm trước, tại thời đại này, đạo giới chỉ vừa mới xác lập chưa bao lâu, đạo thần trong đạo giới vẫn chưa có mấy người. Lúc này, Tứ Diện thần bởi vì Hậu Thổ nương nương tiến vào đạo giới, dùng tự trúc nâng lên không gian đạo giới mà thoát khốn, còn lôi trạch cổ thần thì vừa mới rơi vào bẫy rập đạo thần. Lúc này, Hoa Tư nương nương vẫn chưa rơi vào bẫy rập đạo thần, Phục Mân đạo tôn vẫn còn tại thế, có thể thành công hay không? chính là ở một lần này, Khởi Nguyên Đạo Thần đứng trong hỗn độn liên, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía đạo giới chi môn ngay ở phía trước, đột nhiên thoáng ngẩn người, thân thể đại chấn, Thất Thanh nói: "Ta nhớ rõ một ngày này." Một ngày này đã phát sinh một chuyện đại sự, đại sự cực kỳ quan trọng, ầm ầm, một thanh âm chấn động kịch liệt vang lên. Cái đại thủ kia hung hăng vỗ lên hỗn độn liên, đập cho hỗn độn liên va chạm mạnh với đạo giới chi môn, đạo giới chi môn ầm ầm chấn động tử trúc từ trong môn hộ bay ra, đánh về phía đại thủ kia của Trung nhạc. Cùng lúc đó, thân ảnh lôi trạch, hậu thổ nương nương, khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần và bạch đế xuất hiện trong cánh cửa. Lôi trạch đạo thần, hậu thổ nương nương đều mặt không biểu tình, cùng với tứ diện thần và bạch đế đối kháng tập kích tới từ tương lai, trong thanh âm chấn động kịch liệt. Cự thủ kia của Trung Nhạc rốt cuộc bị mấy tôn đạo thần liên thủ đánh tan, khởi nguyên đạo thần tương lai thở vào nhẹ nhõm, Đám người tứ diện thần, hắc đế tương lai cũng thở ra một hơi thật dài, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lẫn vào trong huyết thủy chảy xuống, bọn họ suýt chút nữa đã chết dưới một kích kinh diễm này của trung nhạc, có thể trốn thoát một mạng thật sự là may mắn. Nếu không phải đạo giới 10 vạn năm trước vẫn chưa bị phá hủy, lần này chỉ sợ bọn họ đã chạy trời không khỏi nắng, Luân Hồi Thánh Vương hiếu kỳ hỏi. "Đạo huynh, một ngày này đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt khởi nguyên đạo thần ngưng trọng nhìn xuống dưới, thấp giọng nói. Một ngày này là ngày mà vị thiên đế cuối cùng của thời đại địa kỷ chết già trên giường, vị thiên đế cuối cùng của thời đại địa kỷ, trong lòng luân hồi thánh vương nhất thời căng thẳng, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ là phục mân đạo tôn, đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nhau nhau gật đầu. Khởi nguyên đạo thần nỗ lực thôi động hỗn độn liên, không ngờ thương thế thật sự quá nặng, lại oa một tiếng phun ra một nguồn máu tươi. Đúng lúc này, từ trong đạo giới chi môn tự trúc lại một lần nữa quất tới đám người khởi nguyên vội vàng tránh lui về phía sau rời xa đạo giới chi môn hiện tại mặc dù bọn họ có tâm cảnh đạo thần nhưng muốn tiến vào đạo giới chi môn lại vẫn không có khả năng tất nhiên sẽ bị đạo giới khu trục tứ diện thần nói sau khi phục mân đạo tôn tranh đoạt luân hồi đằng không bao lâu đã thọ nguyên hao hết chết già trên giường hồn phách bay vào hư không giới sau đó thi thể của Phục Mân được đưa về tổ tinh quy tán. Hắc đế giữa đường đánh lén, hạ phát đại nguyền rũ phong ấn thần huyết Phục Hy, lại bị linh hồn của Phục Mân Đạo Tôn từ tương lai trở về đánh trọng thương. Ngày hôm nay chính là ngày Phục Mân Đạo Tôn chết già. Phục Mân Đạo Tôn không hổ là Đạo Tôn, trước khi già chết đã làm rất nhiều chuyện, dùng từng tầng từng tầng hậu thủ bồi dưỡng ra cái tên biến thái Thái Hoàng này, đột nhiên, sắc mặt luân hồi Thánh Vương chợt đại biến, quát lớn. Thái Hoàng đuổi tới rồi. Đi mau, luân hồi luân sau đầu hắn xoay tròn, đái lĩnh đám người khởi nguyên đạo thần chạy đi. Luân hồi luân tầng tầng xoay tròn, đám người rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa. Đột nhiên, một bàn tay từ trong thời không vương tới, bắt lấy luân hồi luân, mạnh mẽ khiến cho nó dừng lại. Đám người khởi nguyên đạo thần vừa mới biến mất, lại bị chấn động văng ra, lộ ra thân hình, liều mạng với hắn, thiên cao giọng quát lớn một tiếng, nhưng thân hình lại lui nhanh về phía sau. Ông, từng tầng từng tầng không gian giống như mặt gương xuất hiện, phong tỏa thời không bốn phía. Thiên xuyên qua trong từng tầng từng tầng thời không, thủy chung cũng không thể chạy thoát, cả giận quát lớn. Đế nhạc, lẽ nào ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trong mắt tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trong lòng hắc đế và bạch đế cũng một mảnh bi thương. Hiện tại tất cả bọn họ đều đã bị trọng thương, hơn nữa cũng giống như thần ma nhị đế, tiên thiên thánh địa của bọn họ cũng đã bị chung nhạc sang bằng. Nếu hiện tại chết rồi, vậy thật sự không thể phục sinh được nữa. Hiển nhiên, chung nhạc đuổi theo truy sát không buông, chính là muốn chém tận giết tuyệt tất cả bọn họ, vĩnh tuyệt hậu hoạn, không cho bọn họ bất luận đường sống nào. Khởi nguyên đạo thần liều mạng tế khởi hỗn độn liên, tứ diện thần cũng toàn lực thôi động nhất niệm vạn giới sinh, dùng giới phá giới, không cho chung nhạc thi triển hình thái tứ diện thần hắc bạch nhị đế liên thủ chống đỡ, cũng đã tới tình trạng liều mạng, mỗi người đều thôi động thần thông mạnh nhất của chính mình, chung nhạc đã thi triển qua một lần bác đạo luân hồi. Bất quá, bác đạo luân hồi lại không thể kéo dài, hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì trạng thái bác đạo luân hồi trong khoảng thời gian ngắn. Vừa rồi, một thức đại thần thông kia của chung nhạc phá vỡ một kích tất sát của tứ diện thần, truy sát bọn họ về tới 10 vạn năm trước, đã khiến cho bác đạo luân hồi của hắn cực kỳ không ổn định, không thể không tản đi trung nhạc hiện tại là trạng thái thất đạo luân hồi chỉ cần không phải là bác đạo luân hồi vậy trung nhạc đã không phải là tuyệt đối vô địch nữa z yes, đám người khởi nguyên đạo thần quát lớn một tiếng đồng thời công kích về phía trung nhạc khí thế vô cùng thảm liệt nhưng càng thảm liệt hơn chính là một khắc sau trong hắc ám nồng đậm không cùng vỡ ra một cái động lớn lồng ngực hắc đế bị xuyên thủng trước sau thông thấu tứ chi của bạch đế bị cắt đứt một tay một chân toàn thân tứ diện thần đẫm máu, mi tâm xuất hiện một đạo vết đao. Đó là Trung Nhạc đã chém một đao trúng mi tâm của hắn. Một đao trảm đạo này cơ hồ cắt hắn ra làm đôi. Nếu không phải hắn kịp lúc biến thành chân thân hỗn độn, đã bị Trung Nhạc một đao chém thành hai khúc, nhưng cho dù kịp thời biến thành chân thân hỗn độn, hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Oanh, nắm tay trái của Trung Nhạc đánh xuyên thủng mộ cổ, năm ngón tay đâm sâu vào trong mộ cổ mở ra, đại đạo luân hồi trong lòng bàn tay bạo phát, phá giải chư thiên vô đạo. Mặt còn lại của mộ cổ cũng bị bàn tay hắn xuyên thấu, chưởng ấn hung hăng đánh thẳng lên lồng ngực khởi nguyên đạo thần, thân thể tiên thiên tà đế không ngừng lăn lộn, biến thành vô số con mắt. Đột nhiên, một tiếng thét thảm thê lương vang lên. Toàn bộ tà nhãn giữa không trung đột nhiên bị một đao chém nát, tất cả các khỏa nhãn cầu cơ hồ trong cùng một lúc tan tành, tán đạo, mái tóc đen trên đầu chung nhạc bay lượn, vô bộ sợi tóc rất nhanh tăng vọt, giống như từng đạo từng đạo đao quang màu đen trảm xuống, bao phủ đám tà nhãn của tiên thiên tà đế. Trong lòng tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế mát lạnh, nhất thời cảm giác được tiên thiên tà đế đã tử vong, ngay cả ý thức cũng bị tán đạo phá hủy. Hai tôn thần vương kinh hải muốn chết, thừa dịp tứ diện thần dùng giới phá giới, khiến cho chung nhạc không thể phong tỏa thời không, lập tức biến thành hai đạo lưu quan viễn độn bỏ chạy, đừng tự ý rời khỏi khóe mắt khởi nguyên đạo thần cơ hồ rách ra, vội vàng tế khởi hỗn độn liên, nghĩ muốn thu tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế vào trong hỗn độn liên. Nào ngờ thần đao của Trung Nhạc đã rất nhanh chém tới, hắn chỉ đành tế khởi hỗn độn liên chống lại, chỉ thấy hai tôn thần vương đã bỏ chạy biến mất không thấy đâu nữa, hai tên khốn kiếp. Chư thiên vạn đạo, khởi nguyên đạo thần gầm lên, toàn lực thôi động hỗn độn liên. Đại đạo nhất thời nổ vang, hỗn độn liên tập hợp vạn đạo vào một thân, quất về phía chung nhạc chung nhạc hoành đao ngăn cản thân thể hai người chấn động một cái khởi nguyên đạo thần mạnh mẽ ngăn chặn đạo huyết đã xông lên tới cổ họng hỗn độn liên nhanh chóng nở rộ cuốn lấy đám người cắt ra thời không chạy đi phóng chạy về phía thời gian càng cổ lão hơn chung nhạc xoay đầu nhìn về phía luân hồi thánh vương luân hồi thánh vương cũng không dám lưu lại vội vàng bỏ chạy theo sau khởi nguyên đạo thần tiên thiên thần đế tiên thiên ma đế các ngươi ở trong 10 vạn năm trước này có thể chạy tới đâu. Trung nhạc cũng không vội truy sát khởi nguyên đạo thần, mà cất bước rời xa đạo giới, đi xuống tinh vực tử vi phía dưới. Ông, trong mi tâm hắn lóe lên quang mang, 30 bức thiên đạo đồ bay ra, va chạm tổ hợp với nhau, biến thành từng mảnh từng mảnh thiên mạc. Ngay sau đó lại có thêm càng nhiều thiên đạo đồ nữa bay ra, đó là tiên thiên thiên đạo mà hắn học được từ chỗ của càng đô thần vương, tổng cộng 19 bức tiên thiên thiên đạo đồ. Hô, cuối cùng, Tiên thiên dịch đạo bay lên, dung hợp với 49 thiên đạo, hình thành con số đại diễn, các ngươi còn muốn ẩn dấu tung tích sao, chung nhạc vừa bước đi vừa chuyên tâm suy tính. Nhưng tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế dù sao cũng là một trong những thần vương cổ lão nhất, là thủy tổ thần đạo và thủy tổ ma đạo. Bọn họ tận lực ẩn núp, vậy mà có thể tránh thoát diễn toán thiên đạo của hắn, chung nhạc hừ lạnh một tiếng, đại đạo không gian và đại đạo trụ quan đột nhiên bay ra chia vũ trụ thiên đạo ra làm vô số kinh vĩ đang xen chằng chịt. Trong vũ trụ thiên đạo nội tàng tiên thiên bát quái, tiên thiên tứ tượng và tiên thiên thái cực, vô số quẻ tượng điên cùng xoay tròn biến ảo, toàn lực diễn toán, một lúc sau, Trung Nhạc đã đi tới trên không thiên đình địa kỷ trên đế tinh địa kỷ 10 vạn năm trước, trong thiên đình, vô số thần binh thần tướng canh gác khắp nơi, còn có rất nhiều đại đế bộ dạng căng căng thẳng thẳng rải rác ở các nơi, nhưng không một ai nhìn thấy hắn những tồn tại cường đại mười vạn năm trước này đều đang thủ bên ngoài một tòa đại điện bộ dáng nhất mực cung kính nhưng cũng có chút mong đợi trong tòa đại điện kia truyền tới trận trận tử khí tinh khí vô biên từ trong điện điên cuồng tràn ra đó là dấu hiệu có tồn tại cường đại tới cực điểm đã đi tới điểm cuối thọ nguyên sắp sửa tử vong vị tồn tại này thật sự quá mạnh nhưng hiện tại nhục thân và linh hồn hắn cũng đều đã khô lão không thể khống chế được tu vi của chính mình tu vi nhanh chóng xói mòn tinh khí và tinh huyết cũng theo đó tản ra chung nhạc đi tới trước đại điện đã nhìn thấy không biết bao nhiêu phục hy thần tộc thủ hộ ngoài điện trong đó cũng không thiếu có đại đế cường đại tới cực điểm trên mặt mang theo thần sắc bi ai đế tử lão bệ hạ sắp sửa băng hà ngươi vẫn không chịu vào gặp ngài lần cuối sau, một vị đại đế phục hy thị thấp giọng nói với một vị thái tử trẻ tuổi lão bệ hạ có rất nhiều chuyện muốn phân phó ngươi a à. vị đế tử kia mi thanh mục tú bộ dáng chính khí nghiêm nghị lạnh lùng nói. Thiên hạ hiện tại đại loạn, toàn bộ là do ngu phụ tạo thành. Ngu phụ lạm sát kẻ vô tội, nhấc lên thần ma đại loạn, sinh linh đồ tháng, khiến cho phục hy thần tộc ta hổ thẹn với các tộc thiên hạ. Ta sẽ không gặp hắn, hắn là tội nhân của tộc ta, chung nhạc đi ngang qua bên cạnh vị đế tử này, liếc mắt quan sát. Chỉ thấy dung mạo hắn phản phất như phục thương, chỉ là phục thương lưng còng hèn mọn, mà bộ dạng vị đế tử này thì hăng hái bừng bừng, có một loại khí chất trách trời thương dân, chung nhạc đi lướt qua bên cạnh hắn, tiến vào trong tòa đại điện kia. Trong đại điện một mảnh trống trải, chỉ có một vị lão nhân già nua đang nằm trên giường, dương cặp mắt già đục ngầu lẳng lặng chờ đợi, một đám người đang đứng hầu hai bên giường, tiêu giao đế và trí tuệ nữ đế lúc còn trẻ cũng ở trong đám người đang không lưng chờ đợi kia, hắn vẫn là không muốn vào gặp mặt ta lần cuối sau, sắc mặt vị lão giả kia xám ngắt, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia thần thái ba động, dốc tận khí lực thều thào nói. Tiêu giao, các ngươi đều ra ngoài đi. Ta có khách tới, tiêu giao đế và trí tuệ nữ đế vội vàng dẫn theo đám thần thị lui ra. Vị lão giả kia dãy dụ ngồi dậy, ánh mắt già nua mờ đục khó có thể nhìn rõ bốn phía, miệng lại cười ha hả, nói. Khí tức của thần đạo và ma đạo là tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế tới lấy tính mạng của trẫm sao trẫm mặc dù sắp chết rồi, nhưng ngay cả đạo thần cũng không dám hạ giới, các ngươi lại dám, hắn chống kiếm ngồi dậy, toàn thân toát ra một loại uy nghiêm vô địch đạp bằng thiên hạ. Đột nhiên, thời không chợt truyền tới một tia chấn động nhẹ nhàng, lão giả chợt cảm giác được một cổ khí tức khác bất giác xuất hiện, chung nhạc tiến vào trong điện, đi tới trước giường, đột nhiên ánh mắt ửng đỏ, không người bái lễ vị lão giả trên giường kia. Đạo tôn, ta là tới từ 10 vạn năm sau, kế thừa phúc ấm và di chí của ngươi. Ngươi là sư tôn của ta, là người dẫn đường của ta. Nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau. Hiện tại ta tới thăm ngươi a. À. Trung Nhạc đứng dậy, rút đao huy vũ, thấp giọng nói: Ngươi nhìn kỹ đao pháp của ta, xem có hài lòng không? Đao quan cực kỳ kinh diễm, chấn động thời không. Cặp mắt của lão giả kia đã già nua mờ đục tới mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, nhưng vẫn có thể cảm ứng được đao quan của Trung Nhạc cảm ứng được chiến ý không cùng và tín niệm vô địch vững tàn trong đao quan kia, cảm ứng được tinh thần đại khí bàn bạc bá đạo vô song kia của Trung Nhạc. Một lúc sau, đao quan dần dần ảm đạm xuống, hai cái đầu lăn xuống trước giường, chính là đầu của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Hảo đao pháp Hảo đao pháp, trong cặp mắt già nua đục ngầu của lão giả kia chảy ra hai dòng nước mắt già nua, miệng thì thào lẩm bẩm. Tương lai vẫn còn phục hy còn sống. Vẫn còn phục hy những hậu thủ mà ta lưu lại kia hữu dụng a có thể sử dụng a trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của hắn lộ ra nụ cười thanh âm càng lúc càng thấp ta đời này chết cũng không tiếc mi mắt của hắn chậm rãi khép lại đột ngột qua đời chung nhạc quỳ hai chân xuống không người lễ bái nói cung tiễn sư tôn quy thiên lão giả trên giường mỉm cười mà qua đời vị tồn tại vô địch khoáng tuyệt của kim cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được thời gian tập kích linh hồn của hắn chậm rãi bay lên phiêu phù về phía hư không giới ánh mắt hắn nhìn xuống dưới loáng thoáng nhìn thấy hư ảnh một vị thiên đế phục hy đang quỳ lạy trước giường của chính mình đang lễ bái cổ nhục thân héo rũ đã chết kia hắn triệt để an tâm có thể yên tâm rời đi tiến vào hư không giới chờ đợi thiên đế phục hy tương lai sinh ra chỉ là bản thân hắn lại không ngờ lần này xuyên qua thời không gặp mặt cũng chính là vĩnh biệt về sau phong vân biến ảo đột biến xảy ra liên tục một trận đại huyết tẩy ập tới vô số phục hy thần tộc tán thân trong tràng đại đồ sát mênh mông hạo hãn nhưng vô cùng huyết tinh kia mà linh hồn của hắn cũng hồn phi phách tán trong trận hạo kiếp chưa từng có này hắn đã từng gặp mặt vị truyền nhân cách đời này trong thiên hoàng đế đạo nhưng làm cách nào cũng không thể nhìn thấy dung mạo của đối phương lịch sử giống như một dòng hồng lưu cuồn cuộn bao phủ lấy hắn bao phủ cả phục hy thần tộc phá hủy thời đại cũ Vô số vị phục hy chiến thần vui buồn lẫn lộn đã soạn ra một khúc tán ca bi tráng, sau đó giống như một cái bọc nước nổi lên trên mặt sông, cuối cùng cũng tan biến mất đi, dòng hồng lưu lịch sử lại bình tĩnh trở lại, dòng hồng lưu bình tĩnh đáng sợ này kéo dài mãi cho tới 10 vạn năm sau, mãi tới khi một gã thiếu niên từ trong một cái sơn thôn nhỏ đi ra, ở trong ma hồn ma chướng nhặt lên một cây đèn đồng rách nát tả tơi, toàn thân phủ đầy gỉ sét. Ánh đèn sáng lên, dần dần rọi sáng tuế nguyệt hắc ám mười vạn năm rọi sáng một đoạn tuế nguyệt chua xót gian khổ lập nghiệp phục hy a à. không có thiên đế vạn năm, chỉ có tinh thần bất diệt tinh thần này đã được truyền thừa xuống chung nhạc chậm rãi đứng dậy mang theo thi thể của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế trong lòng hắn thoáng có chút nhẹ nhõm mười vạn năm hưng suy hiện tại cuối cùng cũng đã có lời bàn giao với phục mân đạo tôn rồi chạy đi chạy đi chung nhạc ngẩng đầu lên Bảy đạo quang luân sau đầu dần dần sáng lên. Để xem các ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Cho dù có chạy tới điểm cùng tận của thời gian, cũng trốn không thoát khỏi sự truy sát của ta. Ông, trụ quan luân sau đầu hắn chuyển động, thân hình nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hận này miên man, vô cùng vô tận. Giúp tận thời gian thời không, ta cũng phải tìm được các ngươi. Ở một điểm thời gian nào đó, khởi nguyên đạo thần điên cùng thôi động vũ thanh trụ quang dùng tu vi hùng hậu chống đỡ hỗn độn liên không ngừng quay ngược thời gian, trong khoảng thời gian ngắn chính là mấy chục vạn năm, khụ khụ khụ, hắn đột nhiên kịch liệt thổ huyết, tu vi có chút không chịu nổi, vương tay kéo hắc đế tới, lạnh lùng nói. Hắc đế, đồ nhi ngoan. Tạo nghệ nghe truyện trên TV audio CV của ngươi trên vũ thanh trụ quan cũng không kém, tiếp tục đưa chúng ta quay ngược thời gian đi thôi. Thương thế của hắc đế còn nặng hơn khởi nguyên đạo thần, nhưng hắn nào dám cự tuyệt chỉ đành kiên trì thôi động vũ thanh trụ quan huyền kinh, mang theo đám người chạy về phía tuế nguyệt càng cổ lão hơn. Qua không bao lâu, toàn thân hắc đế đẫm máu, ngã xuống mặt đất, không thể động đậy, đồ vô dụng, khởi nguyên đạo thần đá đá hắc đế mấy cước, phát hiện hắc đế đúng là đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, lâm vào hôn mê, chỉ đành phải nói. Bạch đế, tới phiên ngươi. Trụ quan cũng là ánh sáng, ngươi hẳn cũng biết vũ thanh trụ quan huyền kinh A, bạch đế khẽ cắn răng, chỉ đành bất đắc dĩ tiến lên thôi động trụ quan quay ngược thời gian không bao lâu sau đồng dạng cũng kiệt lực bất tỉnh thiên ngươi tinh thông hết thảy thần thông hậu thiên hẳn cũng tu luyện qua vũ thanh trụ quan a khởi nguyên đạo thần nhìn về phía thiên thiên thoáng do dự một chút nói chúng ta đã trở về tới một trăm vạn năm trước đế nhạc chưa chắc đã có thể đuổi tới nơi này đế nhạc nhất định sẽ đuổi tới nơi này tứ diện thần trầm giọng nói đây là cơ hội duy nhất hắn có thể đánh chết chúng ta, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thiên chỉ đành bất đắc dĩ liều mạng thôi động vũ thanh trụ quan huyền kinh, tiếp tục quay ngược thời gian, hỗn độn liên tiếp tục chạy trở về tuế nguyệt quá khứ. Đám người lại trở về quá khứ thêm 20 vạn năm nữa, thiên cũng hao hết pháp lực, chỉ đành dừng lại, càng quay ngược trở về niên đại càng cổ lão, lại càng tiêu hao pháp lực. 120 vạn năm trước đã là cực hạn của bọn họ, sư tôn, lẽ nào chúng ta còn muốn trở về tới khởi điểm của vũ trụ sao lúc này hắc đế chợt tỉnh lại nhìn thấy khởi nguyên đạo thần vẫn đang cố gắng tu dưỡng hiển nhiên chuẩn bị khôi phục một chút pháp lực một lần nữa mang theo bọn họ chạy về phía niên đại càng cổ lão hơn không khỏi hỏi đế nhạc hiện tại chẳng biết tại sao lại không bị hai giới sụp đổ ảnh hưởng tu vi thực lực của hắn trái lại nhảy một cái trở thành tồn tại cường đại nhất hùng hậu nhất chúng ta liều mạng quay ngược thời gian với hắn chỉ sợ liều mạng không qua được hắn a à, khởi nguyên đạo huynh muốn liều mạng với hắn không phải là pháp lực mà là một cơ hội bên ngoài hỗn độn liên luân hồi thánh vương đột nhiên lên tiếng hắn vậy mà thủy chung vẫn luôn đi theo bên cạnh hỗn độn liên mặc dù đám người hắc đế bạch đế đã giúp tận hết thảy mọi lực lượng giúp tận hết thảy toàn bộ mọi khả năng cũng không thể bỏ hắn lại phía sau so với đám tồn tại bọn khởi nguyên đạo thần tứ diện thần chật vật không chịu nổi luân hồi thánh vương vẫn còn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Mặc dù hắn đã bị chung nhạc chặt đứt một cái đầu, đánh cho trọng thương, nhưng đại đạo luân hồi quả thật vô cùng tinh diệu, khiến cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch tầng tầng luân hồi, khôi phục lại như lúc ban đầu, khởi nguyên đạo thần cười ha hả, nói. Thánh vương cho rằng cơ hội mà ta muốn liều mạng với hắn là cái gì? Cơ hội đại tư mệnh mở ra đạo giới, luân hồi thánh vương khẽ mỉm cười, nói đạo huynh trí tuệ phi phàm biết rõ bất luận chạy trốn tới điểm thời gian nào thủy chung cũng không thể tránh khỏi sự truy sát của đế nhạc đế nhạc quá mạnh mẽ hắn dùng đại đạo luân hồi nhất thống bác đạo luân hồi cường hoành nhảy qua quá khứ vị lai hình thành nên vũ trụ đại luân hồi cho dù các vị có chạy trốn tới thời khắc khai thiên ít địa cũng đồng dạng sẽ bị hắn tru diệt thay vì bị hắn đuổi theo giết chết không bằng dốc hết toàn bộ khả năng Đi tới một khắc đại tư mệnh mở ra đạo giới kia, khởi nguyên đạo thần thở dài, nói Thánh vương không hổ là thần vương chi thủ A Ngươi khiến cho ta vừa thưởng thức lại vừa kiên kỵ A Không sai Mục đích của ta chính là trở lại 200 vạn năm trước, thời điểm đại tư mệnh mở ra đạo giới Tại một khắc kia, đạo giới ở trạng thái vô chủ, chúng ta có thể nhân cơ hội này xông vào đạo giới Sau khi vào đạo giới chúng ta liền sẽ trở thành đạo thần giết chết đế nhạc căn bản không đáng nhắc tới thánh vương người bản lĩnh phi phàm lại có trí tuệ như thế này khiến cho ta phải làm sao đối xử với ngươi mới đúng đây luân hồi thánh vương hạ thấp người nói đế nhạc có mối thù sát thân mối hận đoạt duyên với ta ta và hắn chính là không đội chung trời hắn không chết lòng ta khó an khởi nguyên đạo thần mỉm cười nói nói thật hay nói thật hay trước khi đế nhạc chết, chúng ta vẫn như cũ liên thủ, sau khi đế nhạc chết, chúng ta lại hãy phân tranh sau, Luân hồi Thánh Vương nói. Chúng ta đều là tiên thiên thần ma, bất đồng tộc bất đồng gốc với đế nhạc, tự nhiên trước phải bình ngoại rồi mới an nội, hai người nhìn nhau mỉm cười, đột nhiên, thời không chợt chấn động, sóng gió tái khởi, một phần trụ quan luân thật lớn cắt ra thời không, ông ông xoay chuyển, khuấy động thế giới 120 vạn năm trước, địa phương thời không nứt ra, Chung nhạc cất bước đi ra, ba con mắt như quan như điện, quét ngang vũ trụ bát hoang, sưu tầm hạ lạc của đám người khởi nguyên đạo thần. Cái tên này quả nhiên vẫn đã đuổi tới, bạch đế cắn răng nghiến lợi nói, ta cần phải tu luyện trong chốc lát, khôi phục lại tu vi, mới có đầy đủ lực lượng quay ngược thời gian, trở về 200 vạn năm trước, khởi nguyên đạo thần thở ra một ngụm trọc khí, nói. Trong khoảng thời gian này phải làm phiền Thánh Vương rồi. Lần này nếu Thánh Vương không xuất lực, chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải bại vong trong tay đế nhạc rồi luân hồi thánh vương nghiêm nghị nói các vị đạo huynh yên tâm ta nhất định sẽ dốc hết khả năng đối kháng đế nhạc cẩn thận bảo hộ các vị tu vi đế nhạc mặc dù bá đạo vô song nhưng muốn phá giải kỷ nguyên luân hồi của ta cũng không dễ dàng như vậy tạo nghệ của hắn trên đại đạo luân hồi dù sao cũng không thể bằng ta tế đại đạo của hắn lập tức ba động biến thành một đạo lại một đạo quang luân, vần quanh đám người, thần thức khủng bố rập trời ngập đất của trung nhạc nhanh chóng quét tới, quét ngang vũ trụ Bắc Hoang. Vũ trụ 120 vạn năm trước so với vũ trụ hiện tại thì vô cùng nhỏ bé. Lúc này vũ trụ chỉ có vũ trụ cổ lão, tử vi và hư không giới. Thần thức của trung nhạc quét ngang vũ trụ cổ lão, hạo hạo đảng đảng, cũng không lâu lắm đã quét nhìn khắp vũ trụ cổ lão một lần. Tiếp theo, thần thức khủng bố ba động xông vào hư không giới, quét ngang hư không giới, sau đó mạnh mẽ thu lại, nổ tung trong tinh vực tử vi, giống như hồng thủy ngập trời, bao phủ tinh không, đảo quét một khỏa lại một khỏa tinh cầu, từng đạo từng đạo thần thức biến thành thanh âm, chấn động thời không, nổ vang bên tai đám người, đinh tai nhức óc. Khởi nguyên đạo huynh, tứ diện thần, các ngươi cho rằng các ngươi thật sự có thể chạy thoát khỏi bàn tay của trẫm sao, thanh âm kia càng lúc càng vang vọng, có một loại cảm giác áp bách khủng bố, trong thanh âm ẩn chứa đại đạo luân hồi. Nghe được thanh âm kia liền phản phất như rơi vào trong một cái lại một cái vòng tròn lớn vô tận, không ngừng rơi vào, cho dù các ngươi có chạy trốn tới khởi nguyên của thời không, điểm cuối của vũ trụ, trẫm cũng sẽ đạp phá thời không, tìm được các ngươi. Các ngươi thủy chung cũng phải nhất nhất nhận lấy cái chết trong tay trẫm, cần gì tiếp tục ẩn núp. Trẫm đã phát hiện ra vết tích của các ngươi, đi tới thời không này. Các ngươi vẫn là đi ra đi sắc mặt luân hồi thánh vương khẽ biến, vội vàng quát lớn. Tu vi của hắn cao thâm hơn ta, trong thanh âm cũng chất chứa luân hồi, không được nghe thanh âm của hắn, bằng không sẽ bị hắn cảm ứng được. Khởi nguyên đạo thần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đâm thủng mà nhĩ hai lỗ tai của chính mình, hai lỗ tai không ngừng chảy máu, nói. Các ngươi cũng đâm thủng lỗ tai chính mình đi, đám người hắc bạch nhị đế vội vàng đâm thủng màn nhĩ của chính mình. Nhưng thanh âm kia chỉ thoáng hơi giảm bớt một chút, vẫn như cũ không ngừng chui vào trong não hải của bọn họ. Chỉ có tứ diện thần là trực tiếp biến thành sinh vật hỗn độn, là một sinh linh không có mắt không có tai, không bị thanh âm của chung nhạc ảnh hưởng. Sắc mặt luân hồi thánh vương ngưng trọng, thấp giọng nói. Hiện tại tốt hơn một chút rồi. Bất quá, ta cũng không kiên trì được bao lâu. Khởi nguyên đạo huynh, ngươi phải sớm có chuẩn bị. Đúng rồi. Hiện tại là, tứ diện thần nói. Thời đại tiểu hắc ám, thời đại tiểu hắc ám, luân hồi thánh vương thoáng ngẩn người, thất thanh nói: "Chính là thời đại của Bào Hy thị kia, không phải?" So với thời đại của Bào Hy thị còn sớm hơn 20 vạn năm. Hiện tại Bào Hy thị vẫn chưa xuất thế, đô đô, tiếng kèn ngưng trọng vang lên, to rõ vang vọng, lan truyền khắp tinh không tử vi. Chung nhạc hành tẩu trong tinh không tử vi, thần thức vẫn như cũ tới lui vỡ bờ sưu tầm hạ lạc của đám người khởi nguyên đạo thần. Chỉ thấy cái thời đại này giống như thời đại mang hoang vậy, trên từng khỏa từng khỏa tinh cầu đều là những pho thần tượng thật lớn, sừng sững cao vút trong mây, các tộc thần ma đều là nô lệ, kiến tạo thần tượng cho tiên thiên thần vương, chúng sinh tiến hành lễ bái. Cứ cách mỗi một đoạn thời gian lại có đại điển huyết tế, đồng nam đồng nữ bị xem như là huyết thực hiến tế cho thần vương, mỗi một lần hiến tế đều là mấy chục vạn nam nữ các tộc ngoại trừ nô lệ ra, chính là phản quân. Di tộc Yểm Tư thì xuất lĩnh vô số phản quân tác loạn, đại chiến với ức vạn đại quân nô lệ. Vô số thần vương hình thể khổng lồ ẩn hiện trong sa trường, tàn sát phản quân, chung nhạc ở một bên quan sát. Mỗi một thời đại đều có anh hùng không cam lòng khuất phục, không cam lòng đọa lạc, không cam lòng làm nô, trở thành vai chính của cái thời đại kia, viết ra từng khúc từng khúc tán ca tráng lệ, trong 30 vạn năm tuế nguyệt hắc ám, chiến hỏa tung bay tán loạn, khuyết lệ hào hùng. Cố sự của bọn họ không ai ghi lại trong sách, vô số trang sử bởi vì vậy mà bị chôn vùi trong hồng lưu lịch sử cuồn cuộn, có lẽ chỉ có trở thành hỗn độn mới có thể nhìn khắp tuế nguyệt lịch sử hưng suy, thời gian trường hà này mới có thể nhìn thấy những anh hùng này, nhìn thấy sự tích của bọn họ. Trăm ngàn vạn năm qua, anh hùng nhiều như tinh sa thiên hà, nhiều đếm không xuể. Có thể được người khác ghi nhớ chỉ vẹn vẹn có mấy người mà thôi. Tương lai, ta có còn được hậu bối đời sau ghi nhớ hay không? Thị phi ưu khuyết điểm, người nào bình luận? Hắn đứng sừng sững trong thời không, thần thức mênh mông bát ngát tuôn trào, một luồng lại một luồng thổi quét khắp tinh không tử vi. Một lúc lâu sau, trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Nguy rồi, sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương đại biến." Lạnh lùng nói, "Hắn đã tìm được chúng ta." Khởi Nguyên đạo huynh, đi mau trong lòng khởi nguyên đạo thần đại chấn, vội vàng tế khởi hỗn độn liên, mang theo đám người hắc bạch nhị đế cấp tốc rời đi. Cũng trong nháy mắt hỗn độn liên vừa mới biến mất, một cổ lực lượng hạo hãn đột nhiên oanh tới, chấn cho đám người trong hỗn độn liên thất điên bác đảo, thời gian chung nhạc lưu lại cho bọn họ quá ngắn, khiến cho bọn họ không kịp trị liệu thương thế. Thương tổn của bọn họ vừa mới khôi phục lại vài phần, đợt công kích hung mảnh lần này lại khiến cho thương thế tái phát, sắc mặt khởi nguyên đạo thần tái nhợt, Dốc hết khả năng thôi động hỗn độn liên bay về phía niên đại càng cổ lão hơn. Thời gian bên ngoài hỗn độn liên giống như trường hà bốn bề sóng dậy, không ngừng hiện lên từng bức từng bức hình ảnh cổ lão, lịch sử đã định, bọn họ xuyên qua dòng lịch sử đã cố định, tiến vào thời đại Hỏa Kỷ. Thời đại Hỏa Kỷ có 32 triều toại hoàng, nhưng tội hoàng cũng không phải chiếm cứ toàn bộ thời đại Hỏa Kỷ. Trong thời gian này cũng có một vài thần vương trở thành thiên hoàng. Ví dụ như đế hiệu của Hắc Bạch Nhị Đế chính là có được từ thời Đại Hỏa Kỷ, bởi vậy mới được xưng là đế. Lôi Trạch và Hoa Tư cũng đã từng làm qua Thiên Hoàng của thời Đại Hỏa Kỷ, chỉ là thần vương làm thiên hoàng cũng không phải chính thống, một khoảng thời gian sau nhất định sẽ bị Sinh Linh Hậu Thiên thay thế. Hỏa Kỷ là một cái thời đại tràn ngập hỏa lực hừng hực, man hoang và văn minh cùng tồn tại. Dư ba của thời Đại Hắc Ám vẫn còn, thần vương cổ lão tranh phong với thần ma Hậu Thiên lịch sử của nó mênh mông hạo hãn hùng vĩ mỹ lệ so với thời đại địa kỷ thì có thêm cảm giác cuồng giả phóng đảng ở trong dòng trường hà thời gian quan sát lịch sử của thời đại hỏa kỷ cảm thụ cảm giác cuồng giả phóng đảng kia giống như đang quan sát thần thoại của thời đại man hoang vậy đủ các loại sinh linh ly kỳ cổ quái nhưng lại cường đại lóe lên bên cạnh bọn họ đa số những sinh linh này cũng đều đã diệt tộc bị hủy diệt trong niên đại hỗn loạn thần vương phục khởi nhưng bọn họ cũng đã lưu lại một bút nồng đậm trong thời đại hỏa kỷ. Đây là một thời đại theo đuổi nhục thân cường đại, theo đuổi linh nhục hợp nhất. Phương thức chiến đấu cũng cùng giả bá đạo, thần thông so với hậu thế thì vô cùng thô thiển, không tinh diệu giống như thần thông của thời đại địa kỷ. Nhưng chính là sự cường đại của nhục thân và linh hồn đã khiến cho thần ma của thời đại hỏa kỷ có một loại cuồng giả khiến cho người ta thuyết phục. Sau khi trải qua niên đại hỗn loạn, rất nhiều công pháp thần thông của hỏa kỷ đã biến mất, đa số công pháp liên quan tới luyện thể của thời đại hỏa kỷ cũng đã thất truyền, vì thế cho nên chất lượng thần thông xuất hiện sự đề thăng bạo phát, nhưng đã không quá chú ý tới việc tu luyện nhục thân, bất quá, tân hỏa lại truyền thừa công pháp tu luyện của tọa hoàng xuống. Bắt đầu từ bào hy thị, các đời kẻ thừa kế tân hỏa đều là nhục thân mạnh mẽ, đồng thời trên phương diện thần thông lại có ưu thế mà thần thông của thời đại hỏa kỷ cũng không cụ bị, bởi vậy đã sản sinh ra 23 triều địa hoàng, trở thành chủng tộc khổng lồ nhất, cường thịnh nhất của thời đại địa kỷ, trấn áp đám thần vương không chịu cô đơn của thời đại địa kỷ kia, tân hỏa có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với sự quật khởi và đại hưng của thời đại địa kỷ. Ầm ầm, hỗn độn liên mạnh mẽ chấn động kịch liệt, trái tim đám người bên trong đóa hoa sen nhất thời nhéo chặt, cảm thấy bên ngoài đóa hoa sen tựa hồ có một đại vật khổng lồ đang tấn công đóa hoa sen, ý đồ xé nát hỗn độn liên, bắt lấy bọn họ, đế nhạc vẫn là đuổi tới trong lòng bạch đế dần dần trầm xuống. Hắn chỉ còn lại có một cánh tay, cánh tay còn lại đã bị chung nhạc chặt đứt. Nếu chung nhạc dết vào trong hỗn độn liên, hắn dám khẳng định kẻ đầu tiên sẽ chết tất nhiên là chính mình. Hắc đế, thiên, tứ diện thần và khởi nguyên đạo thần còn có thể chống đỡ được mấy chiêu, nhưng chính mình nhất định sẽ bị chung nhạc một đao giết chết. Hỗn độn liên dù sao cũng để nhất linh căng trong thiên địa, hắn không thể công vào được. Khởi nguyên đạo thần cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi không cần lo lắng. Hỗn Độn Liên không ngừng sinh sôi, diễn biến ra ngàn vạn đóa hoa sen. Cho dù hắn toàn lực tiến công cũng chỉ có thể từng tầng từng tầng một phá giải. Huống hồ, Luân Hồi Thánh Vương còn ở bên ngoài, hắn sẽ không để cho Thái Hoàng giết chết chúng ta. Bằng không, kẻ chết kế tiếp chính là hắn, công kích bên ngoài càng lúc càng kịch liệt, trong dòng thời gian đang nhanh chóng quay ngược truyền tới chấn động đáng sợ đám người bên trong phản phất như nhìn thấy tình hình tầng tầng cánh hoa hỗn độn liên bị xé rách xé nát bên ngoài. Đám người bên trong hỗn độn liên không nói một lời, tràn cảnh yên tĩnh tới mức đáng sợ. Trái tim bọn họ càng nhéo càng chặt, sắc mặt mỗi một người đều âm tình bất định. Cách đây không lâu, bọn họ vẫn còn là những tồn tại cường đại nhất tung hoành thiên hạ từ thời thái cổ cho tới hiện tại. Tiếu ngạo khắp vũ trụ càng khôn, ngồi xem từng vị từng vị thiên đế từ lúc thịnh vượng cho tới lụi tàn thời gian vô tình đã mang đi những vị đế hoàng chấn động của kim kia, nhưng bọn họ thì vẫn còn lưu lại, tung hoành khắp thiên hạ, là kẻ cười tới cuối cùng. Nhưng hiện tại bọn họ lại bị bức bách tới thảm trạng như vậy, giống như một đám sơn dương trốn trong lồng giam, trung lẫy bẫy chờ đợi bị làm thịt vậy, chỉ biết gửi hy vọng vào luân hồi thánh vương và hỗn độn liên không bị đánh vỡ, mà từng tôn từng tôn thần vương, kể cả tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên tà đế cũng đều đã bị xem thành sơn dương đợi làm thịt, quá thảm rồi, thái hoàng đế nhạc bức bọn họ quá thảm rồi, bọn họ cảm giác được công kích bên ngoài hỗn độn liên đang không ngừng ép tới gần. Đó là chung nhạc đã phá vỡ được ngoại vi hỗn độn liên, bắt đầu tiến vào nội vi. Chỉ sợ qua không bao lâu nữa chung nhạc sẽ có thể phá vỡ phòng ngự của hỗn độn liên, dết vào trong hoa sen, đúng lúc này, thanh âm xé rách bên ngoài đột nhiên biến mất, sau đó đạo âm cuồng cuộn vang lên. Khiến cho người ta như rơi vào trong luân hồi khôn cùng, luân hồi đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Ngươi có tổng cộng mấy cái đầu, có đủ cho trẫm chém xuống không? Luân hồi Thánh Vương ngăn cản không được bao lâu, trong hỗn độn liên, khởi nguyên thần vương quát lớn. Đại đạo luân hồi của luân hồi Thánh Vương mặc dù tinh diệu hơn đế nhạc, nhưng tu vi xa xa không bằng được đế nhạc. Các ngươi mau giúp ta thôi động hỗn độn liên, nhanh chóng trở lại 200 vạn năm trước. Hắc bạch nhị đế, thiên và tứ diện thần lập tức tiến lên, đám người đồng loạt đại phóng toàn bộ tu vi của chính mình, hỗn độn liên liền dùng tốc độ càng nhanh hơn chạy về phía điểm khởi đầu của viễn cổ, tiến nhanh về phía thời đại hắc ám trước khi văn minh sinh ra, qua không bao lâu, trong dòng thời gian không ngừng nghịch lưu quay ngược rốt cuộc đã xuất hiện hình ảnh đại tội xuất lĩnh 24 vị thánh đế mở ra hư không giới, tiếp theo chính là những hình ảnh đại tội bình định thiên hạ, phá diệt thời đại hắc ám, trấn áp chư thần vương. Thiên suýt chút nữa nhịn không được khóc ra thành tiếng. Cuối cùng cũng đã tới. Bọn họ rốt cuộc đã tới thời điểm thời đại hỏa kỷ bắt đầu, cũng là điểm bắt đầu của thời đại viễn cổ, lại tiến về phía trước, chính là thời đại hắc ám, bọn họ bị Thái Hoàng đế nhạc đuổi giết quá thảm rồi. Cả đời này bọn họ vẫn chưa bao giờ gặp qua loại chuyện như thế này. So với đám người hắc bạch nhị đế, đạo tâm của thiên chính là yếu kém nhất. Tuy nói thiên tâm vô cùng thần thánh, nhưng cấu thành thiên tâm lại là chúng sinh chi tâm. Đối mặt với tử vong, chúng sinh đại đa số chính là sợ hãi bất an, bởi vậy phản ứng của thiên như vậy cũng là hợp tình hợp lý, bất quá, bọn họ đã bắt đầu cảm giác được áp lực vô biên. Hỗn động Liên muốn tiếp tục ngược dòng tiến lên trong dòng thời gian chính là cực kỳ gian nan, áp lực thời không đã càng lúc càng lớn, mặc dù bọn họ đã thôi động toàn bộ pháp lực, cũng không thể nào dùng tốc độ lúc trước tiến về phía niên đại Hắc Ám hỗn độn liên cực kỳ chậm chạp tiến về phía thời đại hắc ám, khiến cho trong lòng bọn họ gấp cáp không thôi. Đột nhiên, bên ngoài một lần nữa vang lên thanh âm của chung nhạc, ngữ khí bình tĩnh không chút gần sóng. Các vị đạo hữu, các ngươi có thể chạy trốn tới khởi điểm của viễn cổ đúng là không dễ, bất quá cũng chỉ có thể dừng lại ở đây rồi. Đi mau, khởi nguyên đạo thần quát lớn một tiếng, hỗn độn liên cực kỳ chậm chạp tiến về phía thời đại hắc ám. Thanh âm của chung nhạc càng lúc càng gần, phản phất như tử thần đang mở ra bước chân, từng bước từng bước một tiếp cận đám người khởi nguyên đạo thần, khiến cho tâm linh của bọn họ phủ kín một tầng bóng mờ. Tầng bóng mờ này càng lúc càng trầm trọng, ép cho bọn họ không thể thở nổi. Rốt cuộc, hình ảnh đại tội tế khởi phù tan thần thụ, định ra kỷ nguyên hỏa kỹ xuất hiện trong dòng hồng lưu thời gian. Thiên rốt cuộc nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc đã vượt qua thời đại hỏa kỹ rồi bọn họ rốt cuộc đã chạy về tới thời đại Hắc Ám, tinh vực Tử Vi, Trấn Thiên phủ, từng đạo từng đạo thanh âm vô cùng to rõ vang vọng, kinh thiên động địa. Một tôn thần vương vô cùng vĩ ngạn đứng sừng sững trên Trấn Thiên phủ, điểm chí cao của tinh vực Tử Vi này. Hàng trăm hàng ngàn tôn thần vương vây quanh thân thể hắn, phát ra từng tràng từng tràng gào thét đinh tai nhức óc, đó là đạo ngữ vô cùng cổ lão, ẩn chứa đạo diệu chí cao của thời đại Hắc Ám, đại tư mệnh khai thiên lưng dựa sinh mệnh cổ thụ, banh mở thương khung thiên mạc, banh mở không gian hỗn độn, dùng lực lượng cường đại nhất của thời đại này mở ra thế giới thần thánh nhất, thuần túy nhất dành riêng cho đạo thần, đạo giới. Đạo thân ảnh vĩ ngạn kia đứng sừng sững ở địa phương cao nhất vũ trụ hiện tại, toàn thân đạo quan sáng ngời, khiến cho cái bóng của bọn họ bao phủ khắp tứ cực bát hoang. Từng tôn từng tôn thần vương thi triển ra sở học sở ngộ cả đời của chính mình, từng đầu từng đầu đại đạo tiên thiên quán nhập thiên không, dùng sinh mệnh cổ thụ làm trung tâm, lạc ấn lên trên thiên mạc, đại tư mệnh thống lĩnh chư thần vương, đánh ra một kích kinh thiên động địa. Vô số đầu đại đạo tiên thiên chen chúc lao tới, quấn quyết xung quanh đại đạo sinh mệnh, quanh phá thương khung, mở ra hỗn độn, khai mở thế giới, tái tạo càng khôn. Đây là một trong những hình ảnh sáng lạng nhất trong lịch sử, là một màn có thể so sánh với đại toại mở hư không, phục mân lập lục đạo, đại tư mệnh mở tử vi, thái hoàng mở khu luân hồi thứ bảy. Chỉ bất quá, bởi vì đạo giới vẫn chưa hoàn toàn sáng tạo ra, dẫn tới hành động này của đại tư mệnh thoáng thua kém một chút, nhưng cũng tuyệt không tầm thường. Thời điểm đám người khởi nguyên đạo thần đi tới, chỉ thấy từng tôn từng tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa kia đứng sừng sững xung quanh một tòa tế đàn khổng lồ trong trấn thiên phủ. Trung tâm là một tôn thần vương vĩ ngạn không cùng, thân thể nhô cao, bắp thịt như đại long phủ phục, xé rách hỗn độn, mở ra thiên địa. Vô số tôn thần vương vĩ ngạn nhau nhau tế khởi đại đạo của chính mình, ấn về phía phiến thiên địa trong hỗn độn kia, lạc ấn vào đại đạo, củng cố không gian. Đạo giới vô cùng huyễn lệ đang lúc trong lúc thành hình, nhanh lên. Đạo giới sắp sửa sụp đổ, trấn áp đại tư mệnh rồi. Chúng ta phải nhân cơ hội này tiến vào đạo giới A, ánh mắt khởi nguyên đạo thần sáng lên. Đám người bọn họ đứng trong hỗn độn liên, cánh hoa sen nở ra bốn phía, nâng đỡ bọn họ bay thẳng về phía đạo giới. Mà vào lúc này, một đạo quan luân to lớn không ngừng xoay tròn, cắt ra thời không, xuất hiện trong không gian sau lưng bọn họ. Trung nhạc từ trong quan luân bước ra, ánh mắt như điện quét ngang, lập tức nhìn thấy đám người khởi nguyên đạo thần, các vị đạo hữu, các ngươi muốn chạy trốn vào đạo giới, một lần nữa trở thành đạo thần sao. Trung nhạc nhất thời tỉnh ngộ, trụ quan luân cực nhanh bay lượn, xoay tròn cắt về phía không gian phía trước kịch liệt rút ngắn cự ly giữa hắn và đạo giới, nằm mơ, chung nhạc và hỗn độn liên một trước một sau cực nhanh tiếp cận đạo giới, mà vô số tôn thần vương thái cổ trên tế đàn trấn thiên phủ lại không hề phát giác, vẫn như cũ đang vận khởi toàn bộ tu vi mở ra đạo giới. Mà đại tư mệnh thì đang chuyên tâm cấu kiện đạo giới, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chế tạo đạo giới. Đột nhiên, trong lòng đại tư mệnh chợt chấn động một cái, đạo giới phát ra thanh âm ầm ầm vang dội, đè ép về phía hắn áp lực cực lớn cơ hồ ép cho phần eo của hắn phải công gập lại đại tư mệnh trống giận một tiếng một tay bắt lấy sinh mệnh cổ thụ mạnh mẽ chống đỡ áp lực của đạo giới trong lòng có chút hoảng loạn có tồn tại gì đó đang tiếp cận ta chẳng lẽ là lôi trạch và hoa tư muốn đánh lén ta sao hắn không nhìn thấy đám người khởi nguyên đạo thần và chung nhạc từ tương lai trở về quá khứ nhưng lại cảm giác được có tồn tại vô cùng cường đại nào đó đang tiếp cận chính mình đúng lúc này đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, mộ cổ dưới chân đại tư mệnh đột ngột bạo phát, chư thiên vô đạo trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ đám thần vương xung quanh tế đàn, khởi nguyên, từng đạo từng đạo thanh âm phẫn nộ rống lớn vang lên. Ngay sau đó, áp lực toàn thể đạo giới mạnh mẽ đè xuống, lực lượng khủng bố nghiền ép tất cả mọi người trên tế đàn đều không thể động đậy, giết, hỗn độn liên và chung nhạc cơ hồ cùng một lúc nhảy vào trong đạo giới đang đè ép xuống kia đám người nhất tề rên lên một tiếng. Bọn họ tới thật không khéo, ngay tại thời điểm đạo giới sụp đổ. Cổ áp lực đáng sợ kia trực tiếp ép lên trên người bọn họ, ép cho tất cả mọi người đều nhao nhao thổ huyết. Trong đầu đám người khởi nguyên đạo thần và chung nhạc đồng thời toát ra cùng cùng một ý nghĩ. Đạo giới của đại tư mệnh vẫn chưa được sáng tạo ra. Đạo giới hậu thế không phải là do đại tư mệnh mở ra, mà chính là chúng ta mở ra. Tứ diện thần rống giận một tiếng, hai tay giơ lên mạnh mẽ nâng lên hỗn độn đang đè xuống trong lòng đám người khởi nguyên đạo thần hắc bạch nhị đế và thiên nhất thời nghiêm nghị vội vàng ra sức nâng lên hỗn độn đang trấn áp xuống lúc này sau khi bọn họ xông vào đạo giới mới phát hiện ra đạo giới chỉ là được đại tư mệnh sáng tạo ra cái vỏ bên ngoài mà thôi bên trong hoàn toàn trống rỗng cái gì cũng không có hoàn toàn bất đồng với đạo giới hậu thế hơn nữa hiện tại nhìn xu thế đạo giới đè xuống đạo giới hậu thế căn bản không có khả năng tồn tại hóa ra chính là chúng ta mới là người mở ra đạo giới đám người nhất tề trên lên một tiếng không thể không toàn lực đối kháng khí hỗn độn đang đè xuống nhưng đám khí hỗn độn này quá dày nặng quá đáng sợ rồi mặc dù đám người bọn họ đều là những tồn tại cường đại nhất ở hậu thế nhưng cũng khó có thể chống lại được lần này khởi nguyên đạo thần đã tính sai dự liệu sai lầm Đại tư mệnh và chư thần vương căn bản chưa từng sáng tạo ra đạo giới, đã bị khởi nguyên quá khứ đánh lén, thất bại trong gan tất. Bọn họ ngay trong khoảnh khắc xông vào đạo giới liền vừa vặn trúng chiêu, khiến cho bọn họ không thể không đối kháng khí hỗn độn đang đè xuống. Hoặc là bọn họ bị hỗn độn đè chết, hoặc là bọn họ từ trong hỗn độn sáng tạo ra đạo giới, không có con đường thứ ba có thể đi, chung nhạc cũng là như vậy. Hắn đuổi theo truy sát đám người khởi nguyên đạo thần, cơ hồ đồng thời cùng với hỗn độn liên tiến vào đạo giới do đại tư mệnh sáng tạo ra. Bản thân hắn cũng không thể ngờ tới đại tư mệnh vậy mà chưa từng sáng tạo ra đạo giới đã bị khởi nguyên ám toán, khí hỗn độn mạnh mẽ đè xuống, khiến cho ngay cả hắn cũng không thể không dốc tận hết thảy lực lượng nâng khí hỗn độn lên. Thực lực của Trung Nhạc ở trong đám người chính là mạnh nhất, trên người cũng không hề có thương thế. Nhưng áp lực do hỗn độn đè xuống mang tới cho hắn cũng là lớn nhất, Ép tới mức xương cốt của hắn răng rắc răng rắc vang dội, trong tai mắt mũi miệng phun ra từng đạo từng đạo hỏa quang, đột nhiên, chỉ nghe ông một tiếng, sau đó chính là thanh âm kinh ngạc vang lên. Luân hồi thánh vương toàn thân rách nát tả tơi cũng xông vào trong đạo giới chỉ có cái vỏ bề ngoài này, ngay sau đó cũng bị khí hỗn độn đang đè ép xuống chế trụ, toàn thân không thể động đậy, thương thế của hắn cũng không tính quá nặng. Đánh một trận với chung nhạc, mặc dù hắn rơi xuống hạ phong, nhưng đại đạo luân hồi của hắn dù sao cũng vô cùng thuần túy, dễ dàng thoát khỏi sự truy sát của chung nhạc. Nhưng mặc dù hắn trời sinh vô cùng không khéo, cũng không thể ngờ tới đạo giới chỉ là lớp vỏ bên ngoài, căn bản chưa từng mở ra. Hắn cũng muốn chiếm cứ đạo quan khi đạo giới mở ra, xông vào đạo giới đề thăng thực lực, cho nên cũng ăn cái thua thiệt. Đạo giới là do chính chúng ta mở ra sao? Luân hồi thánh vương vừa mới xông vào, ngay sau đó tỉnh ngộ lại, 18 cánh tay dốc toàn lực nâng khí hỗn độn lên, ngữ khí khó có thể tin nổi nói. Cái này sao có thể, luân hồi chính là một cái vòng tròn, vì sao không có khả năng? Tứ diện thần rên lên một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Đại tư mệnh cho rằng đạo giới là do hắn mở ra, chúng ta cũng cho rằng đạo giới là do hắn mở ra, thế nhân cũng đều cho rằng như vậy. Ai ngờ hắn căn bản chưa từng sáng tạo ra đã chết rồi chúng ta từ tương lai đi tới điểm thời gian này từ phương diện thời gian mà nói đây chính là một cái vòng tròn phong bế mấu chốt nhất kỳ diệu nhất của cái vòng tròn phong bế này chính là bất luận kẻ nào cũng không biết chân tướng nhưng hiện tại chân tướng đã xuất hiện luân hồi thánh vương vẫn còn có chút kinh ngạc cảm thấy kinh lịch của chính mình cực kỳ quái dị kỳ lạ khiến cho chính mình khó phân thật giả nhưng lời nói của tứ diện thần lại rất có đạo lý luân hồi thánh vương bởi vì đạo giới mà sinh ra nếu không có đạo giới chung nhạc sẽ không thể mở ra luân hồi đạo giới đại đạo luân hồi cũng sẽ không sinh ra dĩ nhiên là sẽ không có luân hồi thánh vương không có luân hồi thánh vương chỉ sợ chỉ dựa vào đám người khởi nguyên đạo thần sẽ không thể nào trở về thời điểm mở ra đạo giới trong quá khứ bởi vì không có luân hồi thánh vương đám người khởi nguyên đạo thần sớm đã trên đường trở về quá khứ bị chung nhạc giết chết rồi một vòng cắt lấy một vòng mỗi một vòng tròn đều là vòng tròn phong bế là luân hồi phong bế là đã định trước sẽ phát sinh không cách nào phá giải bởi vì chưa đi tới cuối cùng kẻ nào cũng không biết chính mình đang ở trong một cái vòng tròn phong bế cũng không biết chính mình ở trong quá khứ đã làm những gì đây chính là luân hồi chính là đại đạo luân hồi chỗ kỳ diệu của nó khiến cho ngay cả luân hồi thánh vương cũng không khỏi tán thán có chút thần hồn điên đảo trong cơ thể chung nhạc vang lên thanh âm răng rắc răng rắc áp lực thật sự quá mạnh mẽ đại tư mệnh bị ám toán đạo giới đổ sụp lúc này đám thần vương của trấn thiên phủ đều bị ép cho áp sát trên tế đàn chỉ có thể đứng yên bị người ta tàn sát mà ngay cả đại tư mệnh cũng định trụ không thể cử động có thể tưởng tượng của áp lực này hung mãnh tới mức nào nhưng áp lực trên tế đàn căn bản không thể so với áp lực mà đám người chung nhạc đang thừa nhận nếu không có đám người chung nhạc giúp toàn lực nâng lên khí hỗn độn đang đè xuống không cần đám thần vương bọn khởi nguyên động thủ đám thần vương bọn đại tư mệnh cũng đã bị khí hỗn độn ép cho tan xương nát thịt, thái hoàng bệ hạ, kế sách trước mắt, chỉ có chúng ta hợp lực khai thiên, mở ra hỗn độn, đắp nặng đạo giới, mới có khả năng tránh thoát trận tai bay và gió này, khởi nguyên đạo thần cắn chặt hàm răng, cực lực chống đỡ trọng áp của hỗn độn, ngữ khí cực kỳ chật vật nói. Bằng không, cuối cùng tất cả chúng ta cũng đều sẽ chết ở nơi này, ngay cả ngươi cũng không thể chạy thoát. Không biết bệ hạ nghĩ sao? Trung nhạc bên này cũng đang cắn chặt hàm răng, cực kỳ chật vật cười mấy tiếng. Ta cũng đang có ý đó. Ta còn đang định mời chào các vị cùng làm việc lớn, cùng mở ra đạo giới đây. Nhưng không ngờ khởi nguyên đạo huynh vậy mà chấp nhận bỏ xuống hiềm khích lúc trước, ngược lại lên tiếng mời chào ta, khiến cho trẫm không khỏi cảm khái ngàn vạn, cảm xúc dân trào A, thắc bạch nhị đế và thiên hai mặt nhìn nhau. Trung nhạc truy sát bọn họ lâu như vậy chính là đại thù sinh tử không đội chung trời, hiện tại vậy mà nói ra xinh đẹp như vậy, phản phất như bọn họ không phải là cừu gia hận không thể đâm một dao vào trái tim đối phương, mà là bằng hữu tri tâm vậy. Lời nói này mặc dù rất ngọt ngào, rất ấm lòng người, nhưng lại khiến cho bọn họ cảm giác được một loại cảm giác băng lãnh phát ra từ tận trong xương tủy, đế nhạc, không thể tin được, trong lòng mấy người đồng thời xuất hiện ý niệm này, không bằng chúng ta phát thể với hỗn độn A, hắc đế đột nhiên nói chúng ta hợp lực mở ra đạo giới đều lo lắng sẽ bị đối phương đánh lén phát thể với hỗn độn sẽ có thể khiến cho chúng ta yên tâm liên thủ bệ hạ nghĩ như thế nào hắc đế đạo huynh nói chí phải chung nhạc bị ép tới mức lỗ mũi phun máu chảy đầy trên mặt nhưng vẫn như củ mỉm cười nói trẫm và các vị đều là hạng người đức độ cao vút tấm lòng rộng mở bất quá ký khế ước hỗn độn vẫn là cần thiết a à. Cũng không phải là chúng ta không giữ lời hứa, mà là lo trước khỏi họa, thiên cười lạnh một tiếng, nói. Cả đời này, bệ hạ đã từng ký qua không ít khế ước hỗn độn A. Ta nhìn thấy áo bào của bệ hạ rách ra, tự hồ lộ ra tới mấy cái khế ước hỗn độn A. Đám người hắc bạch nhị đế, khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nhau nhau nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đế bào chỗ lồng ngực chung nhạc rách ra một cái động lớn, lộ ra phần da dẻ chỗ lồng ngực nơi đó có in mấy cái khế ước hỗn độn ha hả chung nhạc mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói trẩm thân là thiên hoàng đế ý chí rộng lớn định ra mấy cái khế ước cũng không có gì đáng nói a à. trẩm và các vị đều là hạng người đức độ cao phúc tấm lòng rộng mở bệ hạ không cần nói nữa chúng ta đều hiểu khởi nguyên đạo thần vội vàng nói bệ hạ ý chí rộng lớn tấm lòng rộng mở vẫn còn có thể lạc ấn thêm mấy cái khế ước hỗn độn nữa Hiện tại, chúng ta cùng nhau phát thể là được. Hắn vẫn là âm thầm châm chọc chung nhạc một câu. Đám người đồng thời phát thể với khí hỗn độn trên đỉnh đầu. Trước khi đạo giới hoàn toàn mở ra, bất cứ kẻ nào cũng không được động thủ với đối phương. Đợi tới lúc khí hỗn độn lạc ấn lên trên lồng ngực mỗi người bọn họ, tạo thành khế ước hỗn độn, tất cả mọi người rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe phía dưới vang lên một tiếng ầm vang thật lớn đại tư mệnh trên tế đàn bị áp lực cực lớn ép tới mức cốt nhục tan rã. Ngay sau đó, thanh âm của mộ cổ vang lên. Tôn khởi nguyên thần vương 200 vạn năm trước này đã dùng chư thiên vô đạo nhét ý thức sinh mệnh của đại tư mệnh vào trong mộ cổ, mộ cổ chìm sâu vào bên trong tế đàn, không ngừng luyện hóa ý thức của đại tư mệnh, đại tư mệnh đã chết. Chỉ sợ hắn cho tới lúc chết cũng còn đang nghi hoặc, rốt cuộc là tồn tại gì có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, khiến cho hắn thất bại trong gan tất. Đại tư mệnh vừa chết, áp lực của đám người chung nhạc và khởi nguyên đạo thần lại càng nặng thêm, trong lòng không khỏi một trận nghiêm nghị, áp lực của hỗn độn càng lúc càng mạnh, khiến cho bọn họ không thể không mở ra đạo giới, bằng không bản thân sẽ liền thân tử đạo tiêu, đồng hóa trở thành khí hỗn độn. Các vị, cùng động thủ đi, luân hồi thánh vương cao giọng quát lớn. Hiện tại không động thủ, tất cả chúng ta đều sẽ bị đè chết a à, ầm ầm. Trung nhạc bước ra một bước, bảy đạo quan luân sau đầu xoay tròn, chân dẫm mạnh một cái, tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng, tiên thiên bát quái nhau nhau bay ra, nhanh chóng mở ra, sắp xếp theo thứ tự, mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn. Cùng lúc đó, tứ diện thần thi triển nhất niệm vạn giới sinh, biến thành vô số mặt gương chống đỡ áp lực của hỗn độn. Sau đó, hắn đưa tay chọc một cái, cầm hắc đế và bạch đế lên, nói Ta khai mở quan và ám của đạo giới. Khởi Nguyên Đạo huynh, ngươi khai mở khởi nguyên của đạo giới a, khởi nguyên đạo thần quát lớn một tiếng, thân hình đại biến, trở nên càng lúc càng vĩ ngạn, áo bào trên người tung bay phần phật, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng lớn, trầm giọng nói: "Bệ hạ, ta khai mở khởi nguyên của đạo giới, đợi sau khi hỗn độn đạo hữu khai mở quang và ám, ngươi khai mở thần ma thái cực, âm dương tứ tượng, tiên thiên bát quái a." "Thiên, ngươi khai mở thiên đạo." luân hồi đạo hữu khai mở luân hồi kể từ đó đạo giới sẽ có thể ổn định sẽ không đổ sụp nữa chung nhạc cười ha hả nói thiên đạo của thiên bất quá chỉ là đại đạo hậu thiên sợ rằng khó có thể khai mở tiên thiên thiên đạo a theo như ta thấy nếu để cho thiên khai mở thiên đạo thiên khung nhất định sẽ không ổn định nhanh chóng đổ sụp Cả thần nhân không có khuôn mặt do thiên biến thành kia không khỏi nổi giận khai mở đại đạo của đạo giới nhất định sẽ cực kỳ có lợi, mà trung nhạc hiển nhiên là không định để cho hắn phân chỗ tốt này. Bệ hạ, nếu không phải ngươi đã giết chết ba tôn thần vương thần ma tà, bọn họ ngược lại có thể khai mở thần ma tà thái cực, ổn định đạo giới rồi, Khởi Nguyên Đạo Thần âm sâm nói. Lần này bệ hạ muốn khai mở âm dương tứ tượng, tiên thiên bát quái, sợ rằng sẽ càng cực lực hơn, áp lực phải chịu cũng nhiều hơn. Nếu bệ hạ vẫn còn dư lực hỗ trợ thiên đạo hữu khai mở thiên đạo cũng không thành vấn đề nhưng nếu bệ hạ không được vậy vẫn là để cho thiên đạo hữu xuất thủ được rồi thiên chỉ đành dằn xuống lửa giận trong lòng gật đầu chấp nhận đông toàn thân khởi nguyên thần vương bùng phát đại đạo một tiếng trống lớn giống như thanh âm thời điểm khai thiên ít địa nổ vang mộ cổ tuy là chư thiên vô đạo nhưng cũng là khởi nguyên của chư thiên tiếng trống vừa chấn động vạn đạo thế gian bùng phát quanh mở hỗn độn một kích này thể hiện rõ ràng chỗ bất phàm của khởi nguyên đạo thần, quả thật là kinh tài tuyệt diễm, có một không hai trong thiên hạ, khiến cho hỗn độn tách ra, biến thành thanh trọc nhị khí, hỗn độn đạo hữu, khởi nguyên đạo thần nhất thời cảm giác được hết thảy toàn bộ áp lực đều tụ tập lên trên người chính mình, cơ hồ ép nát chính mình, vội vàng cao giọng quát lớn. Còn không ra tay, tứ diện thần lập tức tế khởi hắc đế và bạch đế, biến thành hắc bạch nhị quan, tách ra thanh trọc, khiến cho đạo giới chỉ trong một thoáng đã có màu sắc rực rỡ hắc bạch nhị đế và tứ diện thần đều bị ép cho liên tục thổ huyết tứ diện thần cảm thấy khó có thể chống đỡ nổi vội vàng quát lớn bệ hạ chung nhạc vẫn khoanh tay đứng đó đợi tới thời điểm tứ diện thần và hắc bạch nhị đế đều bị ép tới mức nhục thân vặn vẹo suýt chút nữa bị đè chết lúc này dưới chân mới giẫm mạnh một cái tiên thiên thái cực Tiên thiên tứ tượng và tiên thiên, thiên bát quái nhất thời bùng phát trong phiến không gian do khởi nguyên đạo thần vừa mới sáng tạo ra kia, sau đó không ngừng mở rộng ra ngoài, phân tách hỗn độn, mở ra đạo giới, tên khốn này, áp lực trên người tứ diện thần nhất thời nhẹ đi một chút, qua oa phun ra vài ngụm thần huyết, khí tức toàn thân quể oải không chịu nổi, trong lòng không khỏi giận dữ, chung nhạc mượn áp lực mở ra hỗn độn để suy yếu thực lực của hắn, nhưng cũng không hề vi phạm khế ước hỗn độn, khiến cho hắn mặc dù trong lòng phát điên nhưng lại không thể làm gì được kết quả của kẻ xấu luôn luôn là chết vô cùng thê thảm a à. bạch đế lau đi vết máu trên khóe miệng nhìn thân ảnh chung nhạc mở thái cực định tứ tượng phân bát quái lạnh lùng nói sắc mặt đám người khởi nguyên đạo thần cổ quái không biết kẻ xấu trong lời nói của hắn là muốn chăm chọc chung nhạc hay là muốn chăm chọc chính bản thân bọn họ chung nhạc bên này khai mở ra thần ma thái cực âm dương tứ tượng tiên thiên bát quái một thân tu vi dùng hết áp lực không cùng đè xuống, khiến cho khóe miệng hắn tươi máu, tự biết khó có thể tiếp tục khai mở thiên đạo của đạo giới, liền nói ngay. Thiên, ngươi còn không ra tay, nhưng thiên chỉ cười lạnh, không có ý định sẽ xuất thủ. Lúc này, hình thức ban đầu của đạo giới đã được sáng tạo ra, trở nên huyển lệ nhiều màu, vô cùng thần thánh. Khởi nguyên đạo thần khai mở khởi nguyên của đạo giới, tứ diện thần và hắc bạch nhị đế lập hắc bạch, phân quan ám. Trung nhạc dùng thần đạo, Ma đạo, thiếu âm, thiếu dương, thái âm, thái dương, 64 quái diễn biến cảnh tượng hùng vĩ kỳ bí mỹ lệ của đạo giới, khiến cho đạo giới giống như một thế giới mộng huyễn vậy. Đạo sơn hùng vĩ, đạo hải rộng lớn, đạo quan huyễn lệ, đạo lôi thánh khiết, đại địa trầm trọng, thương thiên thanh minh, là một địa phương cực kỳ thần thánh. Một màn này, so với cảnh tượng đạo giới mà đám người hậu thế đứng bên ngoài đạo giới nhìn thấy chính là độc nhất vô nhị. Bất quá, Đám người hậu thế nhìn thấy chỉ là bề ngoài của đạo giới, sau khi tiến vào, lại nhìn thấy một đạo giới so với địa ngục còn hiểm ác hơn, hoàn toàn bất đồng với cảnh tượng đạo giới hiện tại. Đạo giới hiện tại vẫn chưa ổn định, phía trên vẫn như cũ có khí hỗn độn vô cùng trầm trọng đè xuống, khiến cho thiên địa bất ổn. Tứ diện thần ho khang ra mấy ngụm máu, phù phù thở hỗn hển, ngữ khí lại dương dương đắc ý nói. Bệ hạ, vừa rồi ngươi khiến cho ta và hắc bạch nhị đế bị trọng thương, hiện tại đã tới phiên ngươi rồi ngươi cũng hảo hảo thừa nhận một phen a à, hai cánh tay chung nhạc toàn lực nâng lên hỗn độn đang đè xuống đủ loại đại đạo tiên thiên quán nhập vào trong hỗn độn mở ra hỗn độn diễn biến ra cảnh tượng mỹ lệ của đạo giới thừa nhận áp lực vô cùng to lớn bật cười nói ta chính là tiên thiên thần ma cùng lắm thì khai mở đạo giới thất bại bị hỗn độn đè chết ta vẫn có thể phục sinh từ trong tiên thiên thánh địa của ta các vị thì sao sắc mặt tứ diện thần tái nhật, hắc bạch nhị đế cũng nhất tề trầm mặt, thiên không thể làm gì được, chỉ đành tế khởi 30 bức thiên đạo đồ, lạc ấn vào trong thiên không, nâng thiên không của đạo giới lên, thừa nhận giúp chung nhạc một bộ phận áp lực, trong đám người ở đây, mấy người bọn họ cũng đều không có tiên thiên thánh địa. Thiên là do chúng sinh tế tự sinh ra, tứ diện thần tới từ hỗn độn, tiên thiên thánh địa của hắc bạch nhị đế đều đã bị chung nhạc phá hủy, nếu hiện tại bọn họ chết ở đây, Vậy thật sự là chết rồi, Khởi Nguyên Đạo, Tứ Diện Thần, Hắc Bạch Nhị Đế, Chung Nhạc và Thiên, đám người đều đứng sừng sững ở nơi đó, thừa nhận áp lực mà thiên địa đạo giới truyền xuống. Mỗi người đều dốc toàn lực nâng hỗn độn lên, đại đạo của bản thân điên cuồng vận chuyển. Chỉ nghe tiếng trống thùng thùng không ngừng vang lên, Khởi Nguyên Đạo thần dùng mộ cổ mở ra lĩnh vực khởi nguyên của đạo giới, không ngừng oanh mở khí hỗn độn, lại có thanh âm nổ vang ầm ầm không ngừng vang lên hắc bạch quan ám quét ngang khí hỗn độn, chém đứt hỗn độn, toàn thân chung nhạc vô số đạo đại đạo như rồng, 77 đạo đại đạo đang xen ngang dọc, định vũ trụ, dựng càng khôn, lập thần ma, mở tứ tượng, định 64 quái. Mà thiên cũng không ngừng gia cố thiên khung đạo giới, ai nấy cũng đều dốc hết khả năng, áp lực càng lúc càng mạnh, khiến cho làn da trên cơ thể đám người không ngừng phun ra máu tươi, không ngừng chảy máu, đạo giới vẫn như cũ bất ổn, hỗn độn vẫn có khả năng bất cứ lúc nào đè xuống ép cho đám người suy sụp đáng vụn nhưng lĩnh ngộ do mở ra đạo giới mang tới thật sự không tầm thường hỗn độn khai mở tái diễn vũ trụ hồng hoang đủ loại diệu ngộ ào ào xuất hiện loại diệu ngộ này chính là từ trước giờ chưa từng có bọn họ mở ra đạo giới tương đương với một lần nữa khai thiên tái tạo vũ trụ tái tạo đại đạo đại đạo mà bọn họ vốn dĩ tu luyện ít nhiều gì cũng có chút tì vết trong đó kẻ có tỳ vết lớn nhất chính là thiên. Hắn dù sao cũng là tế tự sinh ra, đại đạo của hắn chính là do văn lộ đồ đằng cấu thành, chính là đại đạo hậu thiên, kẻ kế tiếp chính là Trung Nhạc. Trung Nhạc mặc dù mấy lần nghịch chuyển tiên thiên, hấp dẫn đại đạo thiên địa dung hóa bản thân, ở trong bí cảnh đạo nhất khai thiên ít địa, tạo thành một phiến vũ trụ càng khôn trong cơ thể, nhưng dù sao nhãn giới kiến thức cũng có giới hạn, không có khả năng hoàn toàn biến đại đạo của bản thân thành tiên thiên, vẫn có một bộ phận kiến giải đại đạo chưa thể chuyển hóa thành tiên thiên, hắn chỉ là khiến cho đại đạo của chính mình trở nên thuần chính mà thôi, mà những người khác, trong quá trình tu luyện từ trước tới nay, cũng đã tu luyện rất nhiều các loại đại đạo hậu thiên, dùng các loại đại đạo hậu thiên khác để thăng tu vi của chính mình, đột phá cực hạn cố hữu, hiện tại bọn họ mở ra đạo giới, dùng khí hỗn độn để diễn biến thành đại đạo, các loại đại đạo này đều là từ trong hỗn độn khai mở ra. Những đại đạo này không thuộc về bọn họ, chỉ thuộc về đạo giới, vô cùng thuần túy, không có bất kỳ tạp chất nào, trời sinh ẩn chứa đạo lý chí cao, bọn họ không thể luyện hóa đại đạo của đạo giới khiến cho mình sử dụng, nhưng lại có thể trong quá trình khai mở đại đạo đạt được lĩnh ngộ chí cao, cái này đối với bọn họ, cơ hồ có công hiệu tái tạo nhục thân và đại đạo nguyên thần, đề thăng đối với mỗi một người cũng đều không tầm thường, ví dụ như, thiên tế khởi 30 bước thiên đạo đồ nhưng thiên đạo mới mở ra của đạo giới lại cũng chỉ có 19 thiên đạo, cái này vừa vặn chính là 19 tiên thiên thiên đạo mà thiên còn thiếu khuyết. Hắn đối với 19 loại thiên đạo này chính là nằm mơ cũng muốn, là tiên thiên thiên đạo. Hắn vẫn luôn muốn thôn vệ càng đô thần vương mà không thể được, hiện tại cuối cùng cũng để cho hắn mò ra được tung tích của tiên thiên thiên đạo. Hơn nữa 19 thiên đạo của đạo giới so với 19 thiên đạo của càng đô thần vương còn càng thần thánh hơn, càng thuần túy hơn, càng bất phàm hơn. Đương nhiên, hắn có thể từ trong 19 thiên đạo của đạo giới đạt được bao nhiêu, còn phải xem bản lĩnh của hắn, cũng không phải là hắn thật sự đã nhận được 19 thiên đạo. Ha ha ha. Đại tư mệnh xuất lĩnh chư thần vương mở ra đạo giới, ta còn cho rằng hắn thật sự có thể sáng tạo ra đạo giới, hóa ra kết quả vẫn là do chúng ta mở ra. Sớm biết như vậy, ta cũng không cần phải đánh lén hắn rồi, chỉ cần chờ đợi trong chốc lát. Hắn và chư thần vương đều sẽ bị đạo giới đè chết, không cần ta phải động thủ, khởi nguyên đạo thần không khỏi thổn thức, nói. Làm hại ta lưng đeo tiếng xấu 200 vạn năm. Bệ hạ, sau khi chúng ta mở ra đạo giới, về tới hiện tại, bệ hạ còn phải giúp ta giải oan A, dễ nói. Dễ nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.